Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 79. Cái này, đến tột cùng là thời đại nào? Triệu Bân tự lẩm bẩm. Không có người cho hắn đáp án, hai tôn thần chiến tranh, nên phát sinh ở vạn cổ phía trước, không người làm chứng kiến, nhưng sâu xa thăm thẳm lại có ghi chép, nguyên nhân chính là có lạc ấn còn sót lại, hắn mới có may mắn thấy cảnh này. Hai người có thù? Triệu Bân trong lòng hỏi, ánh mắt sáng tối chập chờn. Hắn nghi hoặc vẫn không có đáp án, có lẽ là tuế nguyệt quá xa xưa, thậm chí hậu thế truyền thừa, hơn phân nửa không biết hai tôn thần còn từng có một trận chiến, các nàng ân ân oán oán, sợ chỉ nàng hai người biết rõ. Trong mộng ảo, cũng không thời gian và tuế nguyệt khái niệm. Triệu Bân không biết trận đại chiến này, đến tột cùng kéo dài bao lâu. Hắn chỉ biết, cùng không bị ràng buộc thiên đấu chiến cái này nguyệt thần, tuyệt đối là cửu thế quy nhất, bởi vì hắn thấy được rất nhiều dị tượng, quỷ môn quan, hoàng tuyền lộ, hoa bỉ ngạn, sông vong xuyên, cầu nại hà. Oanh! Cùng với một tiếng ầm ầm, có một con già thiên đại thủ từ thiên phủ xuống. Cái kia bừng tỉnh dường như một cái diệt thế tay, những nơi đi qua tận thành hủy diệt. Còn có vị thứ ba thần. Triệu Bân nhíu mày, là mắt thấy diệt chi đại thủ chụp về phía nguyệt thần. Còn chưa xong. Còn có đệ tứ tôn thần. Đó là một đạo cổ lão bóng hình xinh đẹp, như nguyệt thần như vậy phong hoa tuyệt đại. Nàng một kiếm điên đảo càn khôn, cũng là một kiếm nghịch chuyển tuế nguyệt trường hà, đem cái kia diệt thế đại thủ chém cái hôi phi yên diệt. Trái tim. Cũng là tại trong hỗn hỗn độn độn này, trong thực tế hắn mở ra hai con ngươi. Tỉnh mộng, hắn là khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc. Đồng dạng tỉnh ngủ, còn có thân ở phàm giới liễu như tâm. So sánh Triệu Bân thần sắc tái nhợt, nàng là toàn cảnh là mê mang, cũng không biết từ chỗ nào một ngày lên, đồng dạng một giấc mộng. Nàng đã làm rất nhiều lần, thậm chí một đoạn thời gian rất dài, đều mơ mơ màng màng. Đình viện nhỏ. Triệu Bân vẫn ngồi ở trên tế đàn, thật lâu cũng không thấy chuyển động. Hắn là có chút mộng, cảm giác vạn cổ phía trước có thật nhiều bí mật, nhìn thấy nguyệt thần hắn không kỳ quái, nhìn thấy nguyệt thần cùng không bị ràng buộc thiên can trận chiến, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng nhìn thấy một cái cùng liễu như tâm sinh giống nhau như đúc người, cái kia cũng rất tà dị, liễu như tâm chẳng lẽ cũng là hóa thân. Triệu Bân. Gặp Triệu Bân ngồi cái kia sững sờ, không niệm thiên kêu một tiếng. Từ trước đến nay nơi đây, tiểu tử này liền trở nên kỳ kỳ quái quái. Triệu công tử trơn tru đứng dậy, tiến tới trước bếp lò, tính thăm dò nhìn xem không niệm thiên, tiền bối, ta đại la tiên tông khai sơn thủy tổ, có phải hay không cùng trong truyền thuyết nguyệt thần? Có cửu oán? Vì cái gì hỏi như vậy? Người nói vô tâm, người nghe có ý. Không niệm thiên vẫn chờ hắn nửa câu sau. Ta mộng thấy các nàng, tại dạo phố. Thông minh cơ trí Triệu công tử, há miệng tới một câu như vậy. Không niệm thiên hít sâu một hơi, nhịn xuống bão nổi xúc động, hàng này não động là có nhiều thanh kỳ, có thể đem khai sơn thủy tổ cùng cửu thế nguyệt thần kéo một khối, hai tôn thần dạo phố mua đồ Tết sao? Đồ Tết không có, ầm ầm ngược lại là có một tiếng. Tinh không hình như có đại chiến, có thể gặp tiên quang bay múa. Triệu Bân cùng không niệm thiên ngửa con mắt lúc, đang gặp một bóng người rơi xuống, là cái áo trắng xuất trần nữ tử, có lẽ là bị thương nặng, thậm chí bạch y nhuốm máu, kinh khủng vô song hàm ý, áp sập một ngọn núi. Không nhận ra, không niệm thiên tâm bên trong một lời. Không lo tiền bối, Triệu Bân lại một tiếng kinh ngạc. Mặt trời lặn tam tuyệt, không niệm thiên nhạt đạo, giống như nhận ra ba người kia. Này, Triệu Bân một tiếng gào to, tiện tay ném ra một đạo phù chú. Nói nổ liền nổ. Tiên lôi chú oanh thanh chấn thiên. Tam đại tiên vương đều vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng cái tấm tấm ròng rã, trong đó hai vị một hồi lảo đảo, vị thứ ba đi. Có lẽ là đạo hạnh không tốt, bị tạc lật ra ngã nhào, toàn thân trên dưới bốc khói đen. Đệ nhất lão giả lạnh quát, một trường hướng đình viện nhỏ đánh tới. Cái này. Thứ hai lão giả trong lòng cả kinh, mới đứng vững đệ tam lão giả, cũng tại chỗ chợt biến sắc. Chỉ biết đình viện nhỏ cất giấu một tên tiểu bối, không ngờ đến trong đó còn có một tôn tiên vương, lại nội tình cường đại. Tiền bối. Đến nỗi cầu thí tam tuyệt đi, không niệm thiên sẽ dạy bọn hắn làm người. Oanh. Vừa mới chuẩn bị tìm chàng tử mặt trời lặn tam tuyệt, thấy người tới ngừng lại một hồi nước tiểu rung động. Này nương môn nhi cũng không dễ chọc, chiến lực mặc dù không bằng trường sinh tiên, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Lại đến 10 cái 8 cái bọn hắn hạng này, đối phương một dạng chiếu diệt không lầm. Đi. Không cần hắn nhắc nhở,
mặt khác hai đồng đội chạy còn nhanh hơn hắn, vừa chạy còn một bên thầm mắng, con chim này không gảy phân tĩnh mịch tinh thần, thế nào bốc lên một cái không niệm thiên, bọn hắn đây là trúng thưởng lớn a. Không niệm thiên nhẹ môi hé mở, một bước vượt ngang càn khôn, đem ba người ngăn ở Thương Miểu hư vô. Thật coi lão phu chả lẽ lại sợ ngươi, ở phía trước thứ hai lão giả, hét to gào bá khí, cũng không biết hắn là bị sợ sợ, vẫn là đầu óc bị lừa đá, càng là từ chính diện công giết tới. Thấy hắn miệng phun một khỏa huyết sắc linh châu, vạn đạo tia sáng nở rộ. Đây là bản mệnh khí, nhiễm không thiếu sinh linh huyết, sát khí có phần nồng. Không niệm thiên nhìn cũng không nhìn, lật tay một chưởng đem linh châu đánh một cái nổ diệt. Ta, phốc, thứ hai lão giả tại chỗ phun máu, bản mệnh khí bị hủy, cảm giác không là bình thường sảng khoái. Không đợi hắn đứng vững, thì thấy không niệm thiên như kiểu quỷ mị hư vô buông xuống, ngón tay ngọc nhỏ dài quanh quẩn tuyệt diệt chi quang, một ngón tay xuyên thủng mi tâm, kèm thêm hắn nguyên thần cùng nhau hủy diệt, chính là tấm tấm dòng dã tuyệt sát. Không niệm thiên liền tùy ý, như đi bộ nhàn nhã, truy chi nhẹ nhõm. Tiếng kêu rên tùy theo vang dội đầy trời khung, có một màn mưa máu chiếu nghiêng xuống, nhìn hắc bạch song sát thổn thức, bọn họ cùng không niệm thiên vốn thuộc cùng một đời. Hai hai so sánh, hai người bọn hắn liền biểu lộ ra khá là lúng túng. Không lo thương rất nặng, nhưng căn bản thương thế cũng không phải là đến từ mặt trời lặn tam tuyệt. Không khó nhìn thấy mi tâm của nàng, có một đạo đen nhánh bí văn tại giống như ngầm hiện. Liền nói đi, lấy không lo tiên tử chiến lực, ba gà mở tiên vương làm sao có thể đem nàng đánh trọng thương, đều là cái này chú ấn tại quấy phá, phong cấm nàng hơn phân nửa nguyên thần, chiến lực tự đại suy giảm. Nàng lời còn là chậm, Triệu công tử không có thế nào phanh lại xe. Hắn cái này không có phanh lại xe không quan trọng, Triệu không lo tiên tử thể nội trôi tràn ra một tia sát ý, cũng chớ xem thường sát ý, uy lực cực kỳ bá đạo, dù là Triệu Bân thể phách đều bị đánh huyết cốt bay tứ tung. Chỉ một tia sát ý đều mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được thương không sầu người đáng sợ bao nhiêu. Cũng phải thua thiệt là không lo tiên tử, nếu đổi lại đồng dạng tiên vương, sợ là sớm bị diệt sát. Khô diệt chú ấn. Hắc bạch song sát cũng tới, nhận ra không lo mi tâm bí văn. Không cần đến hỏi, liền biết đạo này chú ấn là khô diệt tiên vương trồng xuống. Hắc bạch song sát toàn cảnh là kinh ngạc không lo tiên tử nội tình. Còn có, tô này nữ trong cơ thể của tiên vương, giống như cất giấu một cỗ lực lượng thần bí. A, à, ba người nhìn thẳng lúc, Thương Miểu lại huyết quang chợt hiện. Phía sau một tiếng hét thảm, tựa như lệ quỷ kêu rên. Sợ là rất khó giải quyết, Bạch Sát khẽ nói một tiếng. Triệu Bân không nói, chỉ yên tĩnh xem không niệm thiên thi bí pháp. Thần minh, làm sao có thể? Không niệm thiên một tiếng lẩm bẩm ngữ, chỉ một mình nàng nghe gặp. Nếu không nhìn lầm, cái này tên là không sầu nữ tiên vương, có thần lực hộ thể. Thần lực, đó là thần minh sức mạnh. Vẻn vẹn ngược lại cũng thôi như thế, vấn đề là cái này hộ thể thần lực, cũng không phải là ngoại nhân giao phó. Là từ nàng tự thân dựng dục, có này cục diện, nàng chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng, người này đã từng là thần minh. Có thể mang thần sách, không niệm thiên nhìn về phía hắc bạch song sát. Tất nhiên là có, bạch sát mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ phẩy ống tay áo. Chợt, thì thấy một vệt ánh sáng bay ra, à không đúng, hẳn là một bộ sách cổ, toàn thân nhuộm quang. Không niệm thiên đưa tay, cách không từng tờ một phiên động. Triệu Bân thì ngẩng lên đầu. Nhìn nhìn không chớp mắt. Cái gọi là thần sách, nên một bộ ghi chép thần minh cổ tịch, mỗi một trang đều có một bức chân dung, mỗi một bức chân dung phía dưới, đều khắc đầy chữ nhỏ, đó là đối với thần minh giới thiệu, bao quát đạo hiệu tục danh, bao quát truyền thừa lai lịch, bên trên đều có miêu tả. Hắn nhìn thấy phàm giới chế tài giả, tiên giới chế tài giả, cờ thần, sát thần. Những thứ này, đều từng tại trong thiên kiếp của hắn xuất hiện qua. Trừ này, còn rất nhiều rất nhiều. Hắn chưa thấy qua càng không nghe qua thần minh. Hắn nhìn nghiêm túc, cũng con mắt có chờ mong, nghĩ nhìn một chút trong cái này thần sách này, là có phải có như vậy một tôn thần minh. Cùng Liễu Như Tâm sinh giống nhau như đúc. Nhưng, mãi đến thần sách lật đến trang cuối, hắn cũng không nhìn thấy như thế một tôn thần. Không có, không niệm thiên lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Người hoài nghi nàng cùng thần có liên quan, Bạch Sát hỏi. Tất có liên quan, không niệm thiên khẽ nói. Thần sách truyền thừa đã lâu, bị qua mấy lần chiến loạn, sớm đã tàn khuyết không đầy đủ. Hắc Sát chậm rãi nói. Lời này, không niệm thiên vô điều kiện tin tưởng. Như bực này thần sách,
nàng Đại La Tiên Tông cũng có, cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ. Cho dù là hoàn chỉnh thần sách, cũng không khả năng ghi chép toàn bộ thần minh. Nàng thu thần sách, chuyên tâm cho không lo chữa thương, ngoại thương cũng không có quan trọng muốn, khó giải quyết là chú ấn, mà lại là khô diệt chú ấn, không giờ khác nào không tại hóa diệt tinh khí, cũng còn tại thôn phệ thọ nguyên. Cũng không sao, vừa thần lực hộ thể, nàng liền không cần lo lắng cho tính mạng. Nàng đem không lo mang về đình viện nhỏ, đặt ở một tòa trên tế đàn. Trong lúc đó, nàng từng không chỉ một lần nhìn lén thần lực, không thể tìm ra manh mối. Từ xưa đến nay, rơi xuống thần vị trí tôn không phải số ít, làm không tốt nàng tiền thân thật sự là một tôn thần. Triệu Bân cũng đứng ở trước tế đàn, cũng không lộ ra bí mật. Cái gọi là bí mật, là chỉ không lo cùng Vĩnh Hằng một mạch ngọn nguồn. Đêm đó, hắn là nhìn tận mắt không lo tiên tử mở Vĩnh Hằng tuyệt cảnh, tại ngây ngô trạng thái đổ thiên vương lão tổ, hắn biết, không lo không phải Vĩnh Hằng huyết mạch, sở dĩ mở tuyệt cảnh, hơn phân nửa là Vĩnh Hằng một mạch cái nào đó tiền bối, đem một đạo thủ hộ chi quang khắc vào trong linh hồn nàng. Chẳng biết lúc nào, không niệm thiên tài thu tay lại. Khô diệt chú ấn đã phá, nhưng không lo cũng không tỉnh lại. Tiền bối, nàng, Triệu Bân tính thăm dò nhìn về phía không niệm thiên. Đã không còn đáng ngại, huyết mạch tại thuế biến mà thôi. Không niệm thiên khẽ nói nở nụ cười. Chờ ngồi xuống, nàng mới bổ nửa câu sau, có biết lai lịch của nàng. Nàng chính là không lo đảo đảo chủ, từng tự phong 8.000 năm. Triệu Bân nói. 8.000 năm, không niệm thiên tâm bên trong một lời, nàng ít nhất cùng Thái Sư Tổ một cái bối phận. Đáng tiếc, Thái Sư Tổ đã không có ở đây, nếu còn tại thế, chắc chắn sẽ nhận ra cái này nữ tiền bối, cũng hơn nửa chi kỳ lai lịch chân chính, rõ ràng là một tôn tiên vương, lại có thể thai nghén thần lực, dạng này người, nàng là lần đầu gặp. Tiền bối có thể thấy được qua nàng, Triệu Bân mở ra một bức tranh. Trên bức họa là một nữ tử bức họa, chính xác nói. Là Liễu Như Tâm bức họa. Đây là rời đi phàm giới lúc sở tác, mỗi khi gặp tưởng niệm cố hương lúc, đều biết lấy ra nhìn. Cùng đế tiên sinh giống nhau, không niệm thiên khẽ nói. Đế tiên cũng là một tôn thần minh, Triệu Bân vội vàng hoảng hỏi. Còn không là bình thường thần, không niệm thiên chậm chậm nói, không người nào biết, nàng đến tột cùng là thời đại nào thần minh, chỉ biết rất rất thần bí cổ lão, nếu nói Nguyệt Thần là tu luân hồi đại thành giả, vậy nàng tại thời gian lĩnh vực tạo nghệ, liền không ai bằng. Thật là lớn lai lịch, Triệu Bân thì thào một lời. Dung mạo na ná người, có nhiều lắm, trong lòng của hắn tự an ủi mình như vậy, cũng không muốn thê tử cũng là người khác hóa thân, dù là đối phương là đế tiên, hắn không hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ cần Liễu Như Tâm bình an liền tốt. Đến đêm khuya, hắn mới thu thập suy nghĩ. Hắn lấy Thiên Vũ Tiên Lô, thuận tiện còn cầm một đống lớn tài liệu luyện đan. Đoạn đường này đều đang bôn ba bên trong, hiếm thấy tính hạ tâm luyện đan. Ngươi vẫn là luyện đan sư, ngồi ở dưới cây đọc qua cổ thư không niệm thiên, hướng cái này liếc mắt nhìn. Không có chuyện gì mù suy xét, Triệu Bân cười ha ha, tế hỗn thiên hỏa. Không niệm thiên không hỏi lại, biết Triệu Bân thiên phú cực cao, kiêm tu luyện đan cũng không phải không thể. 2-3 ngày, lặng yên mà qua. Không lo tiên tử chưa tỉnh tới, Triệu Bân cũng không ngừng. Hắn sơ tâm không thay đổi, luyện vẫn là một văn đan dược. Theo hắn mà nói, nền vững chắc căn cơ. Ngày thứ tư, hắc bạch song sát lại tới. Hai mỹ nữ còn rất có tư tưởng, dưới tàng cây bày tổng thể. Hắc rất là quần chúng, Triệu Bân cũng là quần chúng, hai người kỳ nghệ có cao hay không hắn không biết, nhưng các nàng nhặt cờ lạc tử tư thế, vẫn là rất duyên dáng. Tổng thể, hai người thúc hạ nửa tháng cũng không phân ra thắng bại. Hắc sát cảm thấy buồn tẻ, cất tay tiến tới Triệu công tử bên này. Đối với Triệu Bân luyện đan thuật, hắn không tâm tình phân tích, nhưng đối với cái này lò luyện đan, hắn là rất là tò mò, lúc trước là mắt phụng về sao. Cái này mẹ nó chính là Thiên Vũ Tiên Lô A, thanh thiên chân nhân bản mệnh khí. Lò luyện đan này ngươi ở đâu ra? Hắc sát hỏi. Nhặt, Triệu công tử nói là chứng trạc đàng hoàng. Hắc sát tất nhiên là không tin, chỉ vô ý thức liếc mắt nhìn không niệm thiên. Cái này hung hãn cô nàng, sẽ không đem thanh thiên chân nhân tiêu diệt A. Nếu không phải như thế, thanh thiên bản mệnh pháp khí, như thế nào tại Đại La Thánh chủ cái này? Diệt cũng tốt. Hắc sát trong lòng một tiếng nói thầm. Thanh thiên chân nhân cũng không phải thứ gì tốt, nói thật dễ nghe là ra vẻ đạo mạo, nói khó nghe chút, đó chính là một cặn bã, mỗi ngày đều ở nhà nghiên cứu huyết đan, trước kia còn suýt nữa đem hắn cho luyện.
cho ta mượn 3 giọt huyết, bản nguyên huyết. Hắc sát vẫn như cũ cất tay, nói cũng đúng chứng chạc đàng hoàng. Triệu Bân trách mắt liếc hàng này, hóa ra ngươi không phải tới tìm ta nói chuyện trời đất, là tới cho ta lấy máu. Không lấy không. Hắc sát nói, còn có chút thịt đau lấy một vật. Chính là một cây sen hoa, màu tím hoa sen, hiện lại là đỏ bừng quang, sinh linh lực dị thường mạnh mẽ, liên hạ cờ không niệm thiên, đều có một cái chớp mắt trách mắt, đó là đồ tốt, công dụng rất nhiều. Cái này, làm sao có ý tứ? Triệu công tử là cái người biết nhìn hàng, trơn tru nhận lấy. Bản nguyên huyết không còn, có thể tại thai nghén ngưng luyện, nhưng gốc cây này tử liên hoa, là có thể gặp không thể cầu. Hắc sát vẫn như cũ thịt đau, có thể thấy vĩnh hằng bản nguyên huyết, trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Tử liên hoa mặc dù chân quý, nhưng vui sướng vĩnh hằng tiên thể, tam giới sợ là chỉ có cái này một đầu. 3 giọt bản nguyên huyết, cái này mua bán hắn không bồi thường. Oanh! Đột nhiên, thương thiên một tiếng oanh minh. Trong sân 4 người, đều bị cả kinh tâm linh run lên. Xong việc, luyện đan vị kia, nhìn luyện đan vị kia, cùng với đang đánh cờ hai vị kia, liền đều bay ra ngoài, chuẩn xác hơn nói, là bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đánh bay đi ra ngoài. Lực lượng kia, đến từ không lo tiên tử. Gì dấu hiệu không có, cái kia thần lực đại bạo phát a. Oanh, phanh, 4 người như bao cát, đập về phía đông tây nam bắc tứ phương. Không niệm thiên bọn hắn còn tốt, mặc dù chật vật nhưng không thụ thương. Tu vi yếu nhất như Triệu công tử, liền có một chút thê thảm, cả người đều suýt nữa tan thành từng mảnh, không biết là trùng hợp vẫn là ngắm quá chuẩn, bay tứ tung đi ra hắn đem không bị ràng buộc thiên pho tượng đập cái vỡ nát. Đình viện nhỏ, đã bị san thành bình địa. Đám người đi xem lúc, rộng rãi cổ lão thần lực, đã hướng tới bình tĩnh, thành mơ hồ mây mù, lồng muộn vùng thế giới kia, chớ nói hắc bạch song sát, ngay cả không niệm thiên đều không nhìn thấy được càn khôn. Cái này thần lực, cỡ nào kinh khủng, hắc sát hít sâu một hơi. Chân chính thần lực so cái này đáng sợ nhiều, bạch sát một tiếng khẽ nói. Lời này không giả, không lo tiên tử mặc dù có thể thai nghén lực lượng của thần. Nhưng so sánh chân chính thần lực, vẫn là kém một cỗ thần chi ý uẩn, bằng không, bọn hắn nhưng là không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy. Qua! Triệu Bân một hồi nhe răng trợn mắt, lảo đảo đứng dậy. Lại một lần, hắn đem Nguyệt Thần, kèm thêm Nguyệt Thần nhà 8 đời tổ tông, đều cảm tạ một lần, là Nguyệt Thần trợ hắn nện căn cơ, rèn luyện như cương cân thiết cốt một dạng thân thể, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới đối phó thần lực dư ba, phảng phất giống như đồng dạng động hư cảnh. Sớm mẹ nó thăng thiên. Không lâu, mông lung mây mù tán đi, 4 người lúc này mới tiến lên trước. Không lo còn tại, còn yên tĩnh nằm ở trên tế đàn, ngủ điềm tĩnh an tường, nàng chu bên cạnh thần lực rong chơi, từng sợi gom vào trong cơ thể nàng, sau đó chính là dị tượng, một bước tiếp một vài bước diễn hóa. Ông, không niệm thiên Phật tay tế một thanh kiếm, treo ở tế đàn phía trên. Đó là bổn mạng của nàng khí, có tiên quang giải rác, che lại không lo, hoặc có lẽ là đem không lo cùng ngăn cách ngoại giới, tiết kiệm nàng lại thần lực đại bạo phát, nàng cũng không muốn lại bị đánh bay một lần. Nàng tiền thân, hơn phân nửa thực sự là thần. Không chỉ không niệm thiên, liền hắc bạch song sát cũng đều chắc chắn như vậy. Nếu cùng thần minh không ngọn nguồn, tiên vương làm sao có thể dựng dục ra thần lực. Thật là cường đại khí chàng, Triệu Bân trong lòng lẩm bẩm ngữ, mặc dù không lo tiên tử chỉ là nhất trọng tiên vương. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ. So thời kỳ đỉnh phong không niệm thiên kinh khủng hơn uy áp. Điểm này, không niệm thiên cũng là rất có cảm xúc. Đáng sợ không phải không lo, là trong cơ thể nàng cất giấu thần lực. Chỉ có thần minh mới có thể rèn luyện sức mạnh, nàng tự nhận làm không được. Ngày thứ ba, mới gặp không lo tỉnh lại. Có lẽ là ngủ quá lâu, nàng nằm ở đó một hồi lâu cũng không chuyển động, chỉ lặng lặng mong nhìn thương miểu. Chỉ biết ánh trăng trong ngần tung xuống, mới xua tan nàng trong tròng mắt mê mang, chân chính khôi phục tỉnh táo. Tiền bối, ngươi đã tỉnh, Triệu công tử trước tiên xông tới. Không lo tiên tử lễ nghi tính chất nở nụ cười, nhìn về phía không niệm thiên, đa tạ đạo hữu. Tiện tay mà thôi, không niệm thiên khẽ nói nở nụ cười, là nàng hủy diệt khô diệt chú ấn không giả, nhưng chân chính cứu người mệnh, là vị này nữ trong cơ thể của tiền bối thần lực, là thần lực đang bảo vệ bản mệnh. Tiền bối, trong cơ thể ngươi ở đâu ra thần lực? Triệu công tử nhỏ giọng hỏi, chủ yếu là quá hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra, không niệm thiên hòa song sát cũng đều dựng lỗ tai lên. Không biết,
không lo tiên tử khẽ gật đầu, cảm giác hết thảy đều tới rất không hiểu. Gặp nàng như thế, Triệu Bân cũng không tốt hỏi nhiều, hỏi lại liền liều lĩnh, lỗ mãng. Không lo tiên tử đi, nhưng cũng không rời đi hành tinh cổ này, tựa như một cái nhàn tản du khách, dạo bước sơn lâm dài xuyên ở giữa, nàng tại lắng động tâm cảnh, cũng tại lắng nghe đạo âm, cái này cổ tinh rất bất phàm, có vang vọng không ngừng đại đạo thiên âm, nàng từng nhìn lén một đường, cũng chưa thấy có manh mối. Phanh! Cùng với một tiếng oanh minh, không niệm thiên gì tới một ngọn núi. Không bị ràng buộc thiên pho tượng bị nện nát, phải lần nữa điêu khắc một tòa. Triệu công tử thì mang ra thiên vũ tiên lô, tận tụy luyện đan. Ngày thứ 9. Không lo đi tới pho tượng phía dưới. Đại La Tiên Tông khai sơn thủy tổ, nàng là có chỗ nghe thấy, đó cũng là thần thoại một dạng nữ thần minh, sử sách đối với nàng ghi chép cũng không nhiều, từ xưa đến nay, đều che một tầng khăn che mặt thần bí. Tiểu hữu, có thể hay không giúp một chút? Nhìn qua pho tượng, không lo nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân cười cười, tiền bối cứ nói đừng ngại. Ngươi chỉ tĩnh tâm ngưng khí liền tốt. Không lo nói, tay ngọc đặt ở Triệu Bân trên bờ vai. Triệu công tử không rõ ràng cho lắm, tại đứng vững trung tâm cảnh không minh. Sau đó, hắn liền cảm giác một cỗ kỳ dị chi lực, từ không lo tiên tử tay ngọc, tràn vào trong cơ thể hắn, đó là một loại vô hình cũng không cùng nhau sức mạnh. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác, lại là không thể nào bắt giữ. Thôi diễn chi lực. Thật lâu, mới ngửi Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Là nàng đánh giá thấp không lo tiên tử, không chỉ đối với huyết mạch rất có nghiên cứu, còn đối với thôi diễn rất có tạo nghệ. Bây giờ như vậy, nếu hắn đoán không sai mà nói, không lo là coi hắn là làm môi giới làm thôi diễn. Hắn đoán một chút cũng không kém. Không lo tiên tử xác thực tại thôi diễn. Thôi diễn ai đây? Tất nhiên là thôi diễn vĩnh hằng một mạch, nàng ngủ say 8.000 năm, quên đi quá nhiều, có phần muốn biết trong cơ thể nàng thủ hộ chi quang, là người phương nào tặng cho, nàng muốn một cái đáp án. Nàng biết Triệu Bân chính là vĩnh hằng tiên thể, sớm tại ngày xưa không lo đảo liền biết được. Đã vĩnh hằng một mạch, tìm vĩnh hằng truyền thừa làm môi giới liền không thể thích hợp hơn. Ngô! Triệu Bân đột nhiên kêu đau một tiếng, không biết là kịch liệt đau nhức vẫn là run sợ. Bị người mượn tới làm thôi diễn môi giới, cảm giác cũng không như thế nào thoải mái. Còn tại điều khác không bị ràng buộc thiên thạch giống không niệm thiên, hướng phía dưới liếc mắt nhìn, đôi mắt đẹp không khỏi híp lại, tựa như biết không lo đang làm cái gì, nhưng nàng không rõ, vì cái gì tìm Triệu Bân làm cái này môi giới. Cách đó không xa đỉnh núi, hắc sát song sát đều mở con mắt. Tôn này nữ tiên vương rất kỳ quái, càng là thôi diễn như vậy. Ngô! Triệu Bân lại là kêu đau một tiếng, tâm thần bị thôi diễn chi lực bao phủ. Hắn biến có chút mơ mơ màng màng, cũng là tại cái này mơ hồ trạng thái, hắn chậm rãi mở hai con ngươi, nhưng thấy lại là hỗn hỗn độn độn một mảnh, hắn biết, đây là không lo thôi diễn ra cảnh tượng. Đây là làm môi giới chỗ tốt, không lo có thể nhìn đến hắn cũng có thể nhìn thấy. Như thế hỗn hỗn độn độn cảnh tượng, trước sau đủ duy trì 3 năm ngày lâu. Trong lúc đó, Triệu Bân cùng không lo tất cả như đá khắc pho tượng, đứng ở đó không nhúc nhích tí nào. Không niệm thiên từng xuống nhìn qua, không lo chỗ thôi diễn hình ảnh, nàng tự nhiên là không thấy được, chỉ biết cái này nữ tiền bối tại cực điểm ngược dòng tìm hiểu một cái cổ lão đầu nguồn, này sẽ là cái đáp án. Lại là đêm, Triệu Bân thể phách hơi hơi rung động rồi một lần. Hắn thấy chi hỗn độn, cuối cùng là bị thôi diễn chi lực vén lên. Tại hỗn độn thấp thoáng chỗ sâu nhất, hắn bừng tỉnh giống như trông thấy một bóng người, nói cho đúng là cái bóng lưng, mơ hồ không chịu nổi, lại là vĩ ngạn kiên cường, giống như là đứng ở tuế nguyệt cuối một tôn thần minh. Hắn là ai? Triệu Bân trong lòng hỏi. Cùng hắn đồng dạng nghi hoặc, không lo tiên tử cũng tại hỏi. Bất đồng chính là, nàng nhìn bóng lưng kia thường có một loại không hiểu thân thiết, tại không tự chủ, khóe mắt còn có lệ quang lấp lóe, nàng muốn nhìn rõ người kia tôn vinh, làm thế nào cũng phát không mở hư vô hỗn độn. Nàng không dừng tay, thôi diễn chi lực tung hoành bay lượn. Nàng cưỡng ép mà làm, gặp một loại đáng sợ phản phệ. Không niệm thiên gặp chi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, bởi vì cô gái này tiền bối thần lực, đang bị phản phệ chi lực hóa diệt, cũng chính là nói, nàng thôi diễn người, tuyệt đối là một tôn uy chấn thiên cổ bậc đại thần thông. Nếu không phải như thế, tuyệt không có khả năng có mạnh như vậy phản phệ. Hắn là ai? Triệu Bân cùng không lo đều tại lẩm bẩm ngữ. Cũng đều vô tận thị lực. Hỗn độn tối cuối đạo kia mơ hồ bóng người, đưa lưng về phía hư ảo,
là như vậy chỉ có thể nhìn mà thèm, bóng lưng của hắn. Diễn hết cổ lão cùng tang thương, thật sự tại trong tuế nguyệt trường hà vĩnh hằng dừng lại. Thần minh, Triệu Bân trong lòng một lời. Tuyệt sẽ không sai, đây tuyệt đối là một tôn thần. Hắn thấy, vậy còn không là bình thường thần minh, bởi vì bóng lưng của hắn như cửu thế nguyệt thần như vậy, ngang hàng xa xôi, ngang hàng mờ mịt, nếu không phải cùng cấp bậc, vì sao lại có như vậy hàm ý? Hắn rất khiếp sợ, chấn kinh không lo tiên tử sử dụng thôi diễn chi pháp. Phải biết, đây chính là một tôn không hề yếu tại cửu thế nguyệt thần chí tôn. Dạng này một tôn thần, chỉ là tiên vương nàng có thể thôi diễn ra một đạo bóng lưng. Chẳng lẽ, là bởi vì trong cơ thể nàng thần lực? Nhìn không lo tiên tử, khóe miệng lại trôi tràn máu tươi. Không niệm thiên muốn nói lại thôi, vị này nữ tiền bối sợ là điên rồi, vì làm thôi diễn là muốn liều lên tính mệnh. Tại mạnh như vậy đi nhìn lén tiếp, không chỉ sẽ hao hết thần lực, hơn phân nửa còn có thể thân tử đạo tiêu. Ngô! Không lo tiên tử khóe miệng chảy máu, Triệu công tử cũng không tốt gì. Mặc dù, không lo tiên tử đã nhận lấy cơ hồ tất cả thôi diễn phản phệ, nhưng hắn dù sao cũng là môi giới, chỉ phản phệ một tia dư ba, liền đầy đủ hắn khó chịu, thể nội tiên lực liên miên diệt vong. Lại không ra tay, hai bọn họ sợ là muốn hủy căn cơ, Hắc Sát chậm chậm nói. Lời này, tất nhiên là đúng không Niệm Thiên nói, nhà ngươi Đồ Nhi đang tại bên bờ sinh tử tản bộ. Không Niệm Thiên trầm mặc không nói, bàn tay ở giữa đã có tiên lực tại quanh quẩn, thời khắc chuẩn bị đánh gãy thôi diễn. Nhưng, không đợi nàng đưa tay, liền nghe đại địa ông run lên. Sau đó, thì thấy một tòa kình thiên cửa lớn, từ Triệu Bân cùng không lo sau lưng, chậm rãi kiên quyết ngoi lên mà ra. Song sát vô ý thức ngửa đầu, Không Niệm Thiên cũng theo đó ngước mắt. Tòa này cửa lớn tang thương cổ lão, khí thế cái kia rộng rãi bàng bạc. Bọn hắn nhìn lên, trên cửa lớn có từng đạo bí văn khắc vẽ mà ra, giống như là trận văn lại giống như đồ đằng, mỗi một đạo đều nhuộm vĩnh hằng quang, chớ nói song sát, xem Không Niệm Thiên đều bị nhiếp đôi mắt đẹp đau nhức. Đây là, vĩnh hằng chi môn, Bạch Sát nhìn ngọc miệng khẽ nhếch. Vĩnh hằng một mạch một trong bát đại thiên tàng, Hắc Sát một tiếng thổn thức. Không phải thiên thiên vĩnh hằng, có thể mở này thiên tàng. Không Niệm Thiên cũng kinh ngạc. Ông, đang nói ở giữa, vĩnh hằng chi môn lại ông run lên. Cái này run lên không quan trọng, cái kia vừa bị điêu ra không lâu không bị ràng buộc thiên thạch giống, lại một lần ầm vang nổ nát vụn, mà thân ở phiến thiên địa này hắc trắng song sát cùng Không Niệm Thiên, thì đều bị đè một hồi lảo đảo. Làm sao có thể? Hắc Sát cưỡng ép ổn định gót chân, cái kia toàn cảnh là hãi nhiên. Đại La Thánh chủ chỉ động hư cảnh, tung mở vĩnh hằng chi môn. Cũng không khả năng đè bọn họ đứng bất ổn, càng không nói đến Không Niệm Thiên vẫn là tiên vương, bực nào trầm trọng uy áp mới có thể để cho nàng ăn quả đắng. Là bởi vì nàng, Không Niệm Thiên nhìn chính là không lo. Triệu Bân mở vĩnh hằng chi môn, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Định cùng vị này nữ tiền bối có liên quan. Mà vĩnh hằng chi môn vì cái gì có như thế bá đạo uy áp, cũng định cùng với thoát không khỏi liên quan. Giải thích như vậy, song sát vô điều kiện tiếp nhận. Người này không phải bình thường tiên vương, thể nội có thần lực. Nói cho cùng, trận này thôi diễn là Triệu Bân cùng không lo hợp lực, thân là thôi diễn môi giới Đại La Thánh Chủ, hơn phân nửa tại đang suy diễn nhiễm lên thần lực, thậm chí thần lực ra chỉ vĩnh hằng chi môn uy áp. Niềm vui ngoài ý muốn sao? Không Niệm Thiên nhãn thần nhi kỳ quái. Làm thôi diễn môi giới, lại vẫn kích phát vĩnh hằng một mạch tiên tàng. Nếu là chỉ dựa vào Triệu Bân tự thân, sợ là tu đến thân hủy thần diệt. Cũng tu không ra tòa này vĩnh hằng chi môn, là bởi vì hắn không phải thiên thiên vĩnh hằng, hơn nữa bản nguyên còn chưa hoàn chỉnh, khả năng gần như là không. Hắn, là vĩnh hằng một mạch tiền bối. Triệu Bân không biết ngoại giới lúc, chỉ nhìn hỗn độn phần cuối. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt, hắn từ cái này đạo trên bóng lưng, trông thấy vĩnh hằng quang. Hắn cũng cuối cùng là biết rõ, không lo vì cái gì tìm hắn làm môi giới, ai bảo hắn là vĩnh hằng truyền thừa. Hắn không biết người kia là cái nào một đời vĩnh hằng tiền bối, chỉ biết không lo tiên tử, cùng vĩnh hằng rất có ngọn nguồn. Mở. Hắn đang suy tư lúc, chợt nghe hét lên một tiếng. Là Không Niệm Thiên, cuối cùng là ra tay cắt đứt thôi diễn. Cũng không thể tiếp suy diễn sẽ làm bị thương tính mệnh. Phốc. Không lo tiên tử thổ huyết, thân hình lảo đảo lắc lắc. Triệu Bân cũng thổ huyết, thể nội tiên lực hao sạch sành sanh. Bởi vì hai bọn họ như thế, tòa kia rộng rãi bàng bạc vĩnh hằng chi môn, cũng tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt.
Bạch Sát tiến lên, đỡ lấy đến Vô Ưu, Hắc Sát thì xách lấy Triệu Bân. Điên cuồng không phải Đại La Thánh Chủ, mà là vị này thần bí nữ tiền bối. Không người nào biết nàng đến tột cùng tại thôi diễn ai, chỉ biết nàng thôi diễn người kia, tuyệt đối là một tôn thần, ngay cả thần lực hộ thể nàng cũng thương thê thảm như vậy, có thể tưởng tượng được cái kia tôn thần khủng bố đến mức nào. Diệt! Không Niệm Thiên lại ra tay, hai đạo tiên quang phân biệt đánh vào Triệu Bân cùng Không Lo thể nội. Để cho nàng lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày chính là, lấy nàng đạo hạnh, vậy mà phá bất diệt phản phệ chi lực. Là ta ma chướng. Không Lo tiên tử yếu ớt một lời, tràn ngập chính là áy náy. Vì thôi diễn người kia, chấp niệm của nàng đã biến thành một loại ma chướng, thậm chí hoàn toàn quên đi kết quả, nàng thương thảm liệt là gieo gió gặt bão, nhưng liên lụy nàng tìm tiểu bối, cũng rất không chân chính. Không sao, Triệu Bân trà sát khóe miệng máu tươi. Không Lo tiên tử đối với hắn có ân, ân tình này hắn phải báo. Huống hồ, vị tiền bối này cùng Vĩnh Hằng một mạch còn rất có ngọn nguồn. Đang khi nói chuyện, Không Lo tiên tử điều động thần lực, dập tắt phản phệ chi lực, kèm thêm Triệu Bân phản phệ, cũng cùng nhau thu thập, nhìn Không Niệm Thiên khô khốc một hồi khục, đến vẫn là thần lực dễ sử dụng nhất. Sau này còn gặp lại. Không Lo tiên tử lưu lại một ngữ, lại càng lúc càng xa. Nàng không thay đổi sơ tâm, còn tại tìm kiếm đáp án kia. Sau lưng, Triệu Bân bốn người xa xa đưa mắt nhìn, khó tránh khỏi gặp lại vị tiền bối này, nàng đã là một tôn thần. Cuối cùng liếc mắt nhìn, Không Niệm Thiên thứ nhất quay người. Triệu Bân hít sâu một hơi, tùy theo đi theo cước bộ. Mà mẹ nó, đi ra không bao xa, liền nghe hàng này một tiếng gào to. Lúc trước một mực nhìn Không Lo, lại không hay biết cảm giác hắn lại mở tiên tàng. Vĩnh Hằng chi môn. Hắn lẩm bẩm ngữ, tràn ngập kinh hỉ. Theo hắn một cái tâm niệm, đại địa lại ông rung động. Vừa mới băng diệt cửa lớn, lại một lần kiên quyết ngoi lên mà ra, cũng như lần thứ nhất như vậy nguy nga, khắc đầy từng đạo cổ lão bí văn, khí tang thương tuôn ra khắp thiên địa, tiếng ông ông cũng là vang vọng cửu tiêu. Qua! Triệu Bân như cái đầu nhà quê, ngẩng lên đầu nhìn. Tòa này cửa lớn, vô luận từ chỗ nào nhìn đều bá khí ầm ầm. Hắn là nhân họa đắc phúc sao? Làm một lần thôi diễn môi giới, lại mơ mơ hồ hồ mở này thiên tàng, vẫn là nói, là hắn nhìn thêm một cái kia Vĩnh Hằng tiền bối, được hắn một mạch quà tặng. Không có áp lực. Hắc Sát chật một chút cổ, Bạch Sát thì vỗ vỗ đầu vai cho bụi. Mặc dù, trước sau hai lần cũng là Vĩnh Hằng chi môn, nhưng cái cửa này uy áp, cùng khi trước tòa kia, căn bản không có khả năng so sánh, cái này liền chứng minh Không Niệm Thiên ngờ tới chính xác, là bởi vì thần lực duyên cớ. Bây giờ Đại La Thánh Chủ mở Vĩnh Hằng chi môn, tự nhiên không sánh được có thần lực gia trì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông, Vĩnh Hằng chi môn ong ong thẳng run, Triệu Bân thì đứng ở bên dưới ngửa đầu nhìn. Cùng Vĩnh Hằng tuyệt cảnh, Vĩnh Hằng giới cùng Vĩnh Hằng thiên ngự một dạng, Vĩnh Hằng chi môn cũng là tiên tàng một trong. Đã tiên tàng, năng lực từ khác biệt. Như Vĩnh Hằng thiên ngự, chính là tuyệt đối phòng hộ. Như Vĩnh Hằng tuyệt cảnh, thuộc chiến lực cực điểm gia trì. Như Vĩnh Hằng giới, nhưng là tị nạn không gian. Vĩnh Hằng chi môn thân là tiên tàng một trong, nó năng lực chính là tuyệt đối công phạt. Điều kiện tiên quyết là, cái cửa này có thể mở ra, Triệu công tử bây giờ xoắn suýt chính là cái này. Không tệ, Vĩnh Hằng chi môn là khép lại, hắn từng nếm thử nhiều lần, đều không thể mở ra. Điểm này, ngược lại là cùng Đại La Thánh nữ thần thiên môn có chút giống. Chỉ có môn lại mở không ra. Là ta bản nguyên không hoàn chỉnh. Vẫn là đạo hạnh của ta quá nông cạn. Triệu Bân trong lòng hỏi, ánh mắt sáng tối chập chờn. Mà Không Niệm Thiên giải đáp, cũng không ở ngoài hai cái này nguyên nhân. Nếu không phải Không Lo tiên tử, hắn sợ cũng không mở được mạch này thiên tàng, mở không có nghĩa là liền có thể mở ra. Hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lĩnh hội. Không Niệm Thiên không quấy dày, lại chuyển đến một tòa núi lớn. Nàng Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, sợ là khác nàng Đại La Tiên Tông Thủy Tổ, trước sau hai tòa pho tượng, đều là bởi vì Triệu Bân mà vỡ vụn, như thế, nàng không phải liền phải lại điêu khắc một tòa tượng đá đi. Nàng đi, song sát lại tại Vĩnh Hằng chi môn phía dưới lắc lư. Hai người nhìn Triệu công tử ánh mắt, tựa như nhìn quái vật. Nhắc tới cũng kỳ, hàng này không phải thiên thiên Vĩnh Hằng, bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, càng là có thể mở bốn mạch tiên tàng, phải biết, rất nhiều Vĩnh Hằng truyền thừa. Tu đến mệnh số sắp hết, cũng không góp đủ bốn mạch số. Thật lâu,
hai người mới yên tĩnh thối lui, lại leo lên ngọn núi nhỏ. Tại khoanh chân ngồi xuống một cái chớp mắt, hai người đều từng ngửa mặt nhìn một mắt Thương Miểu. Đồng dạng tại nhìn Thương Miểu, còn có điêu khắc tượng đá không niệm thiên. Ba người đều con mắt có chờ mong, xem ra, phảng phất là đang chờ cái gì. Triệu Bân như lão tăng thiền ngồi, tại tâm cảnh xa vào bên trong, hắn lại bừng tỉnh giống như trông thấy một bóng người, vẫn là cái kia hỗn hỗn độn độn, vẫn là bóng lưng kia, đưa lưng về phía hư ảo, đứng ở tuế nguyệt tối phần cuối. Tuyệt đối là vĩnh hằng một mạch tiền bối, Triệu Bân trong lòng đạo như vậy. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ mở cái này vĩnh hằng chi môn. Còn có Không Lo tiên tử, nàng cùng vĩnh hằng truyền thừa ngọn nguồn, tuyệt đối không đơn giản. Ngày thứ 9, tòa thứ 3 không bị ràng buộc thiên thạch giống điêu khắc mà ra. Để tránh tượng đá bị tuế nguyệt phong hóa, nàng còn tung xuống một mảnh thiên quang. Sau đó, nàng mới đi đến được vĩnh hằng chi môn phía dưới, nhìn Triệu Bân ánh mắt cùng song sát không khác nhau chút nào, như thế nửa cái siêu vĩnh hằng tiên thể, rõ ràng là cô tinh, thế nào liền đến chỗ tìm cơ duyên đâu. Tám mạch vĩnh hằng tiên tàng, hàng này đã mở một nửa. Khó tránh khỏi. Hắn thật có thể phục cổ thành hoàn chỉnh vĩnh hằng tiên thể. Nếu là tạo hóa đầy đủ, nói không chừng còn có thể lột xác thành hoàn chỉnh vĩnh hằng thể. Vĩnh hằng thể. Nói đến đây ba chữ, không khỏi Không Niệm Thiên hít sâu một hơi. Nàng chưa thấy qua vĩnh hằng thể, nhưng vĩnh hằng thủy tổ uy danh, lại là chấn nhiếp thiên cổ. Chúng thần hoàng hôn, đó là một thời đại ác mộng, khó có thể tưởng tượng, vĩnh hằng thần tôn đến tột cùng là cỡ nào vĩ lực, lại một người giết thần giới không chí tôn. Bực này chiến tích, sợ là cửu thế nguyệt thần đều theo không kịp. Nàng lại nhìn Triệu Bân, trong mắt vẫn như cũ có chờ mong. Hắn không hy vọng xa vời Triệu Bân có thể sánh vai một đời vĩnh hằng thể, có hắn một phần ngàn liền tốt. Cho dù là một phần ngàn, cũng có thể bảo đảm nàng Đại La Tiên Tông vạn cổ không suy. Hô! Triệu Bân thở dài một hơi, chậm rãi mở con mắt. Mở con mắt trong nháy mắt, hắn hai mắt có tinh quang bắn mạnh. Tinh quang như một thanh kiếm sắc bén, đâm không gian đều ánh lửa bay múa. Xong việc, không bị ràng buộc thiên pho tượng, liền bị đâm ra hai cái lỗ thủng lớn. Gặp chi, tốt tính như Không Niệm Thiên đều có chút mặt đen. Thế hệ này Đại La Thánh Chủ, là cùng Khai Sơn Thủy Tổ chống đối sao? May Nguyệt Thần không ở chỗ này, nếu nàng tại chỗ. Nhất định có một câu lão nương lòng rất an ủi. Thủy Tổ pho tượng, ta tu, Triệu Bân một tiếng ho khan. Thiên địa lương tâm, hắn thật không phải là cố ý, không nghĩ tới pho tượng yếu ớt như vậy. Không cần, Không Niệm Thiên một tiếng khẽ nói. Chỉ trách, pho tượng tan vỡ bộ vị, có chút mẫn cảm. Như thế nào mới có thể đem cửa mở ra? Có lẽ là quá lúng túng, Triệu Bân vội vàng hoảng rời đi chủ đề. Tăng cao tu vi, khôi phục bản nguyên, Không Niệm Thiên chậm chậm nói. Nàng có thể nghĩ tới chỉ có những thứ này, chủ yếu nhất vẫn là bản nguyên. Nhìn Triệu Bân bốn mạch tiên tàng, vô luận là thiên ngự, tuyệt cảnh vẫn là vĩnh hằng giới, đều bởi vì bản nguyên không hoàn chỉnh, mà có rất nhiều không trọn vẹn, vĩnh hằng chi môn định từ cũng giống vậy, môn này như mở, lực sát thương vẫn là rất bá đạo. Lúc nào trở về Đại La Tiên Tông, Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Ở nữa mấy ngày, Không Niệm Thiên nói, đi tu bổ pho tượng. Triệu công tử cũng rất gấp, vội vã đi Đại La Tiên Tông trích trí nhớ kia chi hoa. Diệp Lan còn tại trong ngủ mê, hai đời ký ức ràng buộc, cần ký ức chi hoa cứu mạng. Ông! Hắn rút lui vĩnh hằng chi môn, lại mang ra thiên vũ tiên lô. Hoàn toàn như trước đây, hắn một tâm phân nhị dụng, một bên luyện đan một bên ngộ đạo. Hành tinh cổ này dù chết tịch nặng nề, nhưng ảo diệu đạo âm lại thoáng như lạc ấn, cả ngày vang vọng không ngừng, thời gian lâu dài, hắn cũng nhiều như vậy một hai phần cảm ngộ, cũng sẽ là dấu vết của đạo. Tới! Màn đêm buông xuống lúc, hắc bạch song sát nhau nhau đứng dậy. Ngồi dưới tàng cây đọc sách Không Niệm Thiên, cũng thu cổ tịch. Triệu Bân cảm giác lực không tầm thường, hướng thiên một phương nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thì thấy một cái lão đạo, sinh tai to mặt lớn, che lấy eo khập khiễng mà đến, nên bị người đánh, đầu đều bị đánh chật, mỗi đi 3 năm bước, liền sẽ khục một ngụm lão huyết. Đạo hư cảnh. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm, không biết đối phương cụ thể tu vi. Chỉ biết là một tôn tiên vương. Hắn liếc mắt nhìn Không Niệm Thiên hòa song sát, nhìn bọn hắn thần thái, giống như đều đang đợi lão đạo này. Liền nói đi, nhiều như vậy chuyện chi thu, Không Niệm trời ạ có nhàn tâm ở đây dừng lại, nguyên là đang chờ người. Cái kia ai vậy? Triệu Bân hỏi một câu.
yếu ớt lão đạo, Không Niệm Thiên khẽ nói nở nụ cười. Đang khi nói chuyện, yếu ớt lão đạo đã buông xuống phiến thiên địa này. Đám người đến lúc đó, hàng này đang đỡ không bị ràng buộc thiên pho tượng khom lưng thổ huyết. Song sát còn tốt, Triệu công tử cũng còn tốt, ngược lại là Không Niệm Thiên, nhìn thấy lão đạo tại pho tượng phía dưới thổ huyết, đột nhiên sinh ra một loại xung động đánh người, thiên địa lớn như vậy, càng muốn chạy cái này nhả. Đây là bị ai đánh? Hắc sát một tiếng thổn thức. Trước kia gặp nhất nương nhóm nhi, ta hỏi nàng bán hay không? A phi, ta hỏi nàng bảo bối bán hay không, nàng ngược lại tốt, không nói hai lời liền cho ta một trận dễ đánh. Yếu ớt lão đạo hùng hùng hổ hổ. May lão đạo ta chạy nhanh. Yếu ớt lão đầu nhi nói, lại ho một ngụm máu. Có thể đem ngươi đánh dáng người như gấu này, hẳn không phải là hạng người vô danh. Bạch sát cười nói. Không biết vì sao, nhìn hàng này một thân chật vật, nàng là nhìn 360 độ không khác biệt sảng khoái. Đây chính là vĩnh hằng tiên thể. Yếu ớt lão đạo gỡ ra Không Niệm Thiên, vòng quanh Triệu Bân xoay lên vòng nhi. Chuyển chuyển, hắn còn cầm một kính lúp, nhưng nghiên cứu đồ cổ tựa như, trên dưới quét lược, khi thì còn đưa tay ra, xoa bóp Triệu Bân cánh tay nhỏ bắp chân, hai mắt ứa ra tinh quang. Triệu Bân rời một bước, bị nhìn toàn thân trên dưới mất tự nhiên. Nhìn lão đạo này nhìn hắn ánh mắt, đường đường chính chính không bình thường. Cái kia một vật, có thể mang đến, Không Niệm Thiên một tiếng khẽ nói. Ta muốn bảo bối đâu? Lão đạo nhân thu con mắt, nhìn về phía Không Niệm Thiên, vẫn là hai mắt tỏa sáng, nhìn tư thái này, còn rất có mang theo kính lúp, đem Không Niệm Thiên cũng nghiên cứu một phen xúc động. Sớm đã chuẩn bị tốt. Không Niệm Thiên nở nụ cười, phật tay một phương hộp ngọc. Triệu Bân theo con mắt nhìn lại, đáng tiếc hộp ngọc có cấm chế, tiên nhãn cũng không nhìn thấy được, từ cũng không biết bên trong chứa gì, chỉ biết Không Niệm Thiên mang theo hắn tại bậc này nhiều ngày như vậy, chính là cùng người làm giao dịch. Còn có hắc bạch song sát, hơn phân nửa cũng là mục đích này. Bằng không thì, ai không có chuyện gì chạy cái này tĩnh mịch cổ tinh du sơn ngoạn thủy. Ta trước nghiệm một chút hàng. Yếu ớt lão đạo tiếp nhận hộp ngọc, tùy theo phá phong cấm. Sau đó, thì thấy sáng chói bạch quang nở rộ, cực kỳ chói mắt. Triệu Bân nhìn kêu đau một tiếng, hai mắt bị hoảng bôi đen. Chờ hai mắt thành thanh minh, hắn mới gặp hộp ngọc chi vật, càng là một con ngọc vòng tay. Tựa như trắng như tuyết, hàng thật giá thật tiên vương pháp khí, lại cấp bậc không thấp, chính là không biết có gì cái năng lực. Ân, vẫn rất hương. Yếu ớt lão đạo cầm vòng ngọc, tại trước mũi người tới người lui. Nhìn vậy hắn hèn mọn thần thái, còn rất hưởng thụ, vòng tay bên trên lưu lại có nữ tử hương. Thấy hắn như thế, Không Niệm Thiên trên gương mặt, nhiều một tia hắc tuyến, cũng nghĩ đem hắn nhấn cái kia đánh một trận. Ân, là đồ thật. Yếu ớt lão đạo nhìn qua. Xuống như thế cái kết luận. Thấy hắn nhẹ phẩy tay, có một vật từ hắn trong tay áo bay ra ngoài. Đó là một cái thật dài hộp gỗ, cũng là khắc đầy tiên vương cấm chế. Triệu công tử vô tận thị lực, cũng không xem thấu là vật gì. Ngươi cũng kiểm hàng một chút. Yếu ớt lão đạo hướng về phía vòng ngọc hà ra từng hơi, dùng ống tay áo trà sát lại xoa. Đây chính là cái hàng thật giá thật bảo vật, hắn đã tìm Không Niệm Thiên muốn mấy trăm năm. Siêu. Không Niệm Thiên ngọc chỉ gảy nhẹ, liếc mắt hộp gỗ phong ấn. Tùy theo, thì thấy bàng bạc minh mông tinh khí mãnh liệt tuôn ra. Triệu Bân thăm dò một nhìn, bên trong càng là một cây óng ánh trong suốt xương cốt, toàn thân đều kim quang lóe sáng, bồng bột sinh mệnh lực, chính là từ này trên đầu khớp xương tràn đầy ra, không là bình thường tinh túy. Cũng là một cái chớp mắt này, hắn thể phách run lên. Đặc biệt là bản nguyên, bây giờ lại cực kỳ sao động. Có biết đây là người nào cốt? Không Niệm Thiên nói, lấy ra trong hộp xương cốt. Lời này, là đối với Triệu Bân nói, bởi vì đây chính là vì hắn mà tìm. Không biết, Triệu Bân khẽ gật đầu. Đây là linh cốt, vĩnh hằng linh thể tiên cốt. Nói chuyện chính là hắc bạch song sát, cũng là biết hàng người trong nghề. Triệu Bân nghe trao lên lông mày, khó trách hắn bản nguyên sẽ có cảm ứng, nguyên lai là truyền lại từ vĩnh hằng linh thể, này liền không có tâm bệnh. Vô luận vĩnh hằng tiên thể vẫn là linh thể, cũng là vĩnh hằng thể chi nhánh. Đã chi nhánh, hai người ở giữa tự có liên hệ. Tĩnh tâm ngưng khí. Không Niệm Thiên đưa tay, đem linh cốt từng tấc sáp nhập vào trong cơ thể của Triệu Bân. Nàng tại đây đợi nhiều ngày, chờ chính là linh cốt. Tại Triệu Bân mà nói, cái này lại là một hồi tạo hóa. Đều là vĩnh hằng tiên thể một mạch chi nhánh, hai cái huyết thống không bài xích.
không được hoàn mỹ chính là, vĩnh hằng linh thể tiên cốt, vẻn vẹn có cái này một cây. Có dù sao cũng so không có mạnh. Bây giờ thời đại này, có cái này một đoạn linh cốt cũng không tệ rồi. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ Triệu Bân, tam giới sợ là lại không vĩnh hằng truyền thừa. Ngô! Triệu Bân lại kêu đau một tiếng, thể nội xương cốt lốp bốp. Như không niệm thiên sở liệu, hai huyết thống không bài xích, linh cốt dung nhập trong cơ thể của Triệu Bân, liền thay thế hắn một đoạn xương cốt, sán sán quang, tùy ý lẻn lút, thậm chí Triệu Bân bên ngoài thân đều kim quang lóe sáng. Không niệm thiên một tay đặt ở Triệu Bân bả vai, giúp hắn rèn luyện. Không đợi linh cốt triệt để dung hợp, thì thấy Triệu Bân mi tâm bí văn lấp lóe. Đó là vĩnh hằng tiên thể chuyên trúc bí văn, bây giờ lại nhìn, liền lúc trước ngưng thực không thiếu. Chắp vá vĩnh hằng tiên thể, cũng là vĩnh hằng truyền thừa. Hắc sát hít sâu một hơi, có lời liền tiếp tục lắp ráp thôi. Nhưng cái này linh kiện đi, cũng không thế nào dễ tìm, lấy nhựa lịch duyệt, ngoại trừ yếu ớt lão đạo trong tay có linh cốt, hắn chưa từng nghe qua những người khác, có vĩnh hằng truyền thừa vật, liền thí dụ như tiên cốt. Ba giọt vĩnh hằng bản nguyên huyết, đừng quên, yếu ớt lão đạo cười ha ha. Không thể thiếu ngươi, không niệm thiên lại thi pháp, lấy tiên quang lồng mộ Triệu Bân toàn thân. Chúng ta muốn chi vật, có từng mang đến, bạch sát hỏi. Nhất thiết phải có, yếu ớt lão đạo tiện tay xách ra một cái bao tải to. Hắc bạch song sát thấy, đều con mắt tránh kinh mang. Bao tải bề ngoài mặc dù không gì đáng nói, nhưng bên trong là bảo vật. Tới, cái này vừa trò chuyện. Hắc sát một tay khoác lên lão đạo bả vai, cho lôi đến một phương. Phía sau, chính là cặp vợ chồng tổ đội trả giá. Lão đạo là khó chơi, không cần tiên thạch chỉ cần bảo bối. Bên này, Triệu Bân tiếng rên rỉ, vẫn là liên tiếp bất giác, dung một đoạn vĩnh hằng linh thể tiên cốt, cả người cũng như đọa thân hỏa lô, thân thể cùng bản mệnh nguyên thần, đều tại bị lửa nóng hừng hực thiêu đốt. 3. Cùng với một đạo âm thanh nhỏ nhẹ, hắn toại nguyện tiến giai tu vi. Cái này tại không niệm thiên trong dự liệu, cái này đoạn linh cốt vẫn là rất bất phàm. Chẳng biết lúc nào, nàng mới thu tay lại. Mà Triệu Bân, thì còn khoanh chân trên mặt đất. Có thể gặp toàn thân kim quang bao phủ, cũng có thể gặp một vài bức vĩnh hằng dị tượng, tại phía sau hắn diễn dịch, cái này đích xác là một hồi tạo hóa, huyết mạch bản nguyên tại trong sao động lại một lần thuế biến, mà lại khôi phục không thiếu. Để cho hắn làm lớn la thánh chủ, sợ là ép không được đám lão ra kia. Yếu ớt lão đạo đạp tay mà đến, liếc mắt nhìn Triệu Bân, mới dùng xem không niệm thiên. Hắn mặc dù hàng năm ở bên ngoài tản bộ, nhưng đại la tiên tông thế cục, hắn vẫn là có biết một hai, từ trường sinh tiên mất tích, toàn bộ tiên tông đều minh chiều gợn sóng, nếu không phải không niệm thiên đẻ lấy, sớm lộn xộn. Nếu không niệm thiên làm thánh chủ, có lẽ không người phản đối. Nhưng nếu tìm một tên tiểu bối, vậy thì khó mà phục chúng. Trong lòng ta biết rõ, không niệm thiên khẽ nói, nàng sẽ vì tên tiểu bối này hộ đạo. Đến nỗi tông môn như vậy lão gia hỏa, khi tất yếu nàng sẽ gõ một phen. Chỉ cần đầu óc không có nước vào, đều biết vĩnh hằng tiên thể năm nào lại là cỡ nào thành tựu. Hắn thiếu là thời gian, nàng sẽ tận lực giúp nàng tranh thủ thời gian. Ai nha? Đạp tay yếu ớt lão đạo, đột nhiên một tiếng gào to. Không niệm thiên nhìn lại lúc, hàng này đã ngồi xổm ở Triệu Bân trước người. Vẫn là cái kia kính lúc, yếu ớt lão đạo lại xách ra, hướng về phía Triệu công tử thể phách, nói cho đúng là hướng về phía Triệu công tử tử phủ. Xem đi xem lại, con mắt đó là càng xem ánh mắt càng thâm thúy. Lại nhất kinh nhất xạ, không niệm trời nghiêng một mắt. Mẹ nó, tạo hóa thần thụ, yếu ớt lão đạo sổ một câu nói tục. Không niệm thiên nghe lông mày xinh đẹp trao lên, cũng cúi người nhìn lén. Nhìn thật lâu, cũng chưa thấy nguyên cớ. Hoặc có lẽ là, Triệu Bân tử phủ có thần bí sức mạnh che lấp. Nàng nhìn không thấu, nhưng yếu ớt lão đạo lại có đặc thù cảm giác. Chờ lão phu nhìn một chút. Yếu ớt lão đạo gỡ tay áo, lại một tay thăm dò vào Triệu Bân tử phủ. Thấy hắn chơi đùa một hồi lâu, cũng không thấy thu tay lại. Như thế nào? Không niệm thiên vấn đạo, cuối cùng cảm giác hàng này đang nói nhảm. Nếu như thật không có sự tình tìm kích động, nàng không ngại đánh cho hắn một trận. Là tạo hóa thần thụ không thể nghi ngờ. Yếu ớt lão đạo một lời nói ý vị sâu xa, cuối cùng là thu tay lại. Thu tay trong nháy mắt, hắn còn từ trong Triệu Bân tử phủ, thuận chút đồ vật đi ra. Đó là một bộ bức tranh, ân, đồ Tết. Đánh giá thấp tiểu tử này,
lại cùng hắn là người trong đồng đạo. Có mấy cái này đồ tốt, người mẹ nó không còn sớm lấy ra. Nhìn không Niệm Thiên, nhưng là đôi mắt đẹp bốc hỏa, tựa như có thể một mắt nhìn xuyên bức tranh, tưởng rằng sơn thủy đồ, định nhãn một nhìn, càng là như vậy hương. Diễm, cái đồ chơi này đã thấy nhiều không phát hỏa sao? Tĩnh mịch cổ tinh, yên tĩnh an lành. Thiên phía dưới, Triệu Bân còn khoanh chân trên mặt đất, cái tâm đó không ngoại vật, thậm chí đồ Tết bị bắt đi một đống lớn, hắn đều không có chút phát hiện nào, chủ yếu là dung linh cốt, toàn bộ tâm thần đều sa vào. Hắn cái này ngồi vững Thái Sơn, người nào đó cũng rất thảm rồi. Thân là người trong đồng đạo yếu ớt lão đạo, đã bị không Niệm Thiên một cái tát phung mạnh lật. Đến nỗi đồ Tết đi, cũng bị ép trở thành một mảnh cho bụi, nhìn lão đạo cái kia thịt đau a. May Triệu Bân còn tại trong sa vào, không cho phép quấy rầy, bằng không thì, không Niệm Thiên cũng biết cho hắn học một khóa. Ở đâu ra tạo hóa thần thụ? Muốn nói yếu ớt lão đạo, đó cũng là da mặt dày, đều bị đánh sưng mặt sưng mũi, không ngờ ngồi xổm ở Triệu Bân trước mặt, một bên xóa máu mũi vừa ngắm nhìn, là nhìn tạo hóa thần thụ, cũng là nhìn cái kia một đống lớn đồ Tết, chờ một lúc đem không Niệm Thiên cầm đi, hắn không ngại lại làm một phiếu. Trên thực tế, không Niệm Thiên cũng không có dự định đi. Yếu ớt lão đạo bản tính, nàng hiểu rõ đi nữa bất quá, hơi không chú ý, Triệu Bân liền có thể táng ra bại sản. Cho nên nói, vẫn là tại cái này trông coi tốt hơn, này hàng nếu lại dám đem bàn tay vào Triệu Bân tử phủ, hắn sẽ để cho kẻ này biết. Bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Nói đến tạo hóa thần thụ, nàng cũng không khỏi đến gần một phần. Nàng rất hiếu kỳ, Triệu Bân ở đâu ra tạo hóa thần thụ, tiểu tử này đến tột cùng còn đụng bao nhiêu cơ duyên. Tiểu Thiên Thiên, nhà ngươi thủy tổ pho tượng hỏng. Yếu ớt lão đạo vuốt râu, vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa. Không cần quá lâu, chỉ cần không Niệm Thiên rời đi ba lượng trong nháy mắt, là hắn có thể đem tiểu tử này làm đến trước giải phóng, bảo bối gì cũng không đáng kể, hắn chủ yếu đối với một loại tác phẩm nghệ thuật. Tình hữu độc chung. Không Niệm Thiên không nói, cũng lười lý tới hàng này. Chớ nói thủy tổ pho tượng hỏng, coi như thủy tổ mang thai, nàng cũng sẽ không rời đi Triệu Bân nửa bước. Yếu ớt lão đạo tự cảm mất mặt, lắc hoảng du du đi, nhưng cũng không đi xa, không Niệm Thiên dám rời đi, hắn lập tức giết cái hồi mã thương, còn có tạo hóa thần thụ, chờ tiểu tử này tỉnh, cái kia phải hảo hảo tâm sự. Nói tỉnh liền tỉnh, chiếu đến một vòng nguyệt quang, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt. Cũng như trên một lần, hắn mở con mắt trong nháy mắt, có hai đạo kinh mang bắn mạnh, tựa như lợi kiếm sắc bén. Không Niệm Thiên liền tự giác, đưa tay an ủi diệt cái này hai đạo tương tự kiếm mang ánh mắt, bằng không thì, thủy tổ pho tượng, còn có thể bị đâm lưỡng đại lỗ thủng. Triệu Bân một tiếng gượng cười, vặn eo bẻ cổ đứng dậy, thể nội một mảnh lốp bốp, dung vĩnh hằng linh thể tiên cốt, cảm giác thật quá mỹ diệu, tiếc nuối là, linh cốt chỉ có một đoạn, nếu là hoàn chỉnh, hắn có lòng tin một hơi giết đến động hư đỉnh phong. Tỉnh, ta! Không đợi không Niệm Thiên nói hết lời, liền bị đánh trở lại yếu ớt lão đạo một tay gỡ ra. Tiểu tử, tạo hóa thần thụ mời đi ra, để cho lão phu nhìn một chút. Yếu ớt lão đạo xoa xoa tay, cười híp mắt nhìn Triệu Bân, thần thái kia, giống như là một cái hèn mọn đại thúc, đang lừa dối một cái không dành thế sự tiểu nha đầu. Gì tạo hóa thần thụ? Triệu Bân ra vẻ kinh ngạc. Đừng đánh liếc mắt đại khái, ta đã nhìn thấy. Yếu ớt lão đạo dựng râu trừng mắt. Triệu Bân không nói chuyện, theo con mắt liếc mắt nhìn không Niệm Thiên. Nhìn không Niệm Thiên khao khát thần sắc, trong lòng của hắn hiểu rõ. Rất rõ ràng, tại hắn tâm thần xa vào lúc, xảy ra một chút hắn không biết chuyện, thí dụ như, có người nhìn lén hắn tử phủ. Nghĩ tới đây, hắn trong vô thức xem thể phách. Xem xét như vậy, đồ Tết có phải hay không thiếu đi một đống lớn. Lão đại, lão già kia rồi mới đem bàn tay tiến vào. Long Uyên truyền âm nói. Nghe lời này, Triệu công tử sắc mặt đen một phần. Cái này nhân mô cẩu dạng lão đạo, quá mẹ nó không giảng võ đức. Chớ nói nhảm, lanh lẹ. Yếu ớt lão đạo một tiếng gào to, còn rất có đe dọa ý vị. Triệu công tử nhát gan, suýt nữa bị dâm, uy chít phục, nhưng không Niệm Thiên tính khí cũng không như thế nào hảo, hù dọa nàng Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, nàng một tát này đánh tới, nên hợp tình hợp lý. Yếu ớt lão đạo quỳ, như chết heo đồng dạng nằm sấp đó. Không Niệm Thiên cái này mới nhìn Triệu Bân, ánh mắt ngụ ý rõ ràng. Triệu công tử nở nụ cười, tùy theo tâm niệm khẽ động. Cùng với oanh một tiếng vang dội, một gốc hư ảo thần thụ dị tượng. Ầm vang lộ ra.
Đây là hắn tự đắc tạo hóa hạt giống, lần thứ nhất bên ngoài hiện tạo hóa dị tượng. Đừng nhìn chỉ là dị tượng, lại mang theo cuốn mạnh mẽ sinh linh lực, càng có tạo hóa chi khí trôi tràn. Đó là, tạo hóa thần thụ. Cách đó không xa đỉnh núi, khoanh chân song sát thông suốt đứng lên. Mà thân ở phiến thiên địa này không niệm thiên, thì hơi hơi ngửa ra con mắt, nàng dù chưa gặp qua chân chính tạo hóa thần thụ, nhưng dị tượng bực này, tiên tông trong cổ tịch là có lạc ấn hình ảnh, cùng với không có sai biệt. Cũng chính là nói, trong cơ thể của Triệu Bân thật có một gốc tạo hóa thần thụ. Trong truyền thuyết thần thụ, từ thai nghén, chính là kèm theo tạo hóa. Đang khi nói chuyện, hắc bạch song sát đã mất phía dưới. Hai người này cũng là có ý tứ, một mực nhìn thần thụ dị tượng, nghiễm nhiên bất giác trên mặt đất còn nằm sấp một vị, thậm chí một trước một sau đạp qua, cũng không biết là cố ý, vẫn là bước chân quá nặng nề, đạp yếu ớt lão đạo thể phách răng rắc vang lên. Ngươi ở đâu ra tạo hóa thần thụ? Hắc sát hỏi. Nhặt, Triệu Bân lại chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Chuẩn xác hơn nói, đây là hắn trộm, là năm đó tại quên cổ thành trộm vương ra tiệm thuốc lúc đụng cơ duyên, cũng phải thua thiệt có Tú Nhi, đó là một cái biết hàng thần minh, bằng không thì, thực sẽ bỏ lỡ tạo hóa hạt giống. Nhặt tốt, tuy biết Triệu Bân đang lừa dối, nhưng song sát vẫn là thổn thức chặt lưỡi. Thế hệ này đại la thánh chủ khí vật, là mẹ nó nghịch thiên sao? Siêu, Triệu Bân tâm niệm lại khẽ động. Thu tạo hóa thần thụ dị tượng. Hắc sát cười ha hả xông tới, một tay khoác lên Triệu Bân trên bờ vai, giống như là hai anh em hảo, hoàn toàn không cầm chính mình làm ngoại nhân, người cái này thần thụ lá cây, cho ta trích hai mảnh thôi. Không lấy không. Bạch sát phật tay một khỏa linh châu, treo ở lòng bàn tay. Cái này cũng không là bình thường linh châu, tại chỗ cũng là người biết nhìn hàng, đều biết bất phàm của nó. Dễ nói. Triệu Bân trơn tru nhận lấy. Thuận tay còn hái được hai mảnh tạo hóa thần thụ lá cây. Đừng nói, tạo hóa thần thụ vẫn là rất đáng tiền, hai mảnh lá cây liền có thể đổi một kiện bảo bối. Đa tạ. Hắc bạch song sát đến nhanh, đi cũng sắp. Lúc đi, hai người lại cho yếu ớt lão đạo đạp một lần. Bọn hắn rời đi cái này cổ tinh, nên muốn tìm một không người chỗ ngồi, thật tốt luyện hóa thần thụ chi diệp, chuyến này thật là không có đến không, rèn luyện sát khí, còn có tạo hóa thần thụ lá cây. Ngươi, còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm ta? Không niệm thiên khẽ nói nở nụ cười. Không còn, Triệu Bân vừa nói, một bên tại yếu ớt lão đạo trên thân tìm kiếm. Lão già này quá muốn ăn đòn, lại thừa dịp hắn tâm thần xa vào lúc. Trộm năm nào hàng. Hắn chú định tìm không được, như vậy một đống lớn bức tranh, đều đã thành lịch sử bụi trần. Đi. Không niệm thiên thứ nhất quay người, cũng là đạp yếu ớt lão đạo đi qua. Nàng một cước này có thể so sánh song sát trầm trọng nhiều, cứ thế dẫm ra một tiếng mổ heo tựa như kêu thảm. Sư phó nói, quan trọng cùng tiền bối bước chân. Triệu công tử cũng tự giác, không niệm thiên hòa song sát đều đạp, hắn nếu không dẫm. Lộ ra nhiều không thích sống chung. Hai người cũng đi, trước khi đi vẫn không quên cúng tế thủy tổ. Tự nhiên, thủy tổ pho tượng bên trên cái kia hai cái lỗ. Cũng cho người đã sửa xong. Lớn như vậy cổ tinh. Chỉ còn dư yếu ớt lão đạo một cái. Hắn nên làm ác mộng, ngủ đều ngủ nhe răng trợn mắt. Vực môn thông đạo, không niệm thiên ngồi xếp bằng. Quanh thân nàng tả hữu, tất cả treo lấy khắp nơi óng ánh lá cây. Đó cũng là thần thụ chi diệp, là Triệu Bân tặng. Cho không? Nửa đường, sẽ không ở quẹo cua a? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Nói xong, hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn vĩnh hằng giới, Diệp Lan còn đặt cái kia chôn lấy đâu. Đại La Tiên Tông có ký ức chi hoa, nhưng tuyệt đối đừng bị người trích đi. Không niệm thiên không đáp lời nói, nhưng nàng cười, lại là câu trả lời tốt nhất. Chờ thu con mắt, hắn mới tĩnh tâm ngưng khí. Gần nhất tiến dài quá nhanh, cần nện vững chắc căn cơ. Xa xôi đường đi, hai người cơ bản đều là ở trong đường hầm vượt qua. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Triệu Bân nện căn cơ, không niệm thiên cũng có tạo hóa. Dung hai mảnh thần thụ chi diệp. Nàng tu vi khôi phục không thiếu, cách đỉnh phong chỉ kém nửa bước. Triệu Bân từng có tiến đưa tạo hóa tinh túy, lại bị không niệm thiên uyển cự. Như bực này thần liêu, ăn một lần có tác dụng, ăn nhiều chính là phung phí của trời. Nhưng, Triệu Bân cùng người khác khác biệt, hắn chính là tạo hóa thần thụ chủ nhân, thời gian lâu dài, cơ duyên của hắn lại là nghịch thiên, nếu thiên phú đầy đủ, khó tránh khỏi có thể ngộ ra tạo hóa chi lực, đó là một loại lực lượng kỳ dị. Trên thực tế, Triệu Bân đã ở tìm hiểu.
Tự đắc tạo hóa hạt giống, đã có hơn 100 năm. Mặc dù, cái này khỏa tạo hóa thần thụ vẫn là ấu niên trạng thái, cũng đã có từng sợi cổ lão chi lực rong chơi, theo Không Niệm Thiên nói tới, hẳn là trong truyền thuyết tạo hóa, mờ mịt khó mà bắt giữ. Lại một lần, Không Niệm Thiên lấy ra Mặc Thiên ban chỉ. Nhìn xem cái này ban chỉ, giống như nhìn xem sư huynh của nàng. Nếu như, Đại La Tiên Tông không việc gì, nàng không ngại đi thế gian đi một lần, đi bái tế sư huynh của nàng, nếu là có thể, nàng sẽ lưu lại phàm giới, làm một người bình thường, lại không hỏi thế gian việc vặt. Đáng tiếc, không như mong muốn. Tiên Tông không đầy đủ, cần nàng giữ mã bề ngoài. Ông, Mặc Thiên ban chỉ đột nhiên run lên, đã quấy dày tâm thần xa vào Triệu Bân. Hắn mở con mắt lúc, đang gặp ban chỉ lấp lóe ánh sáng, có đạo âm đang vang vọng. Hắn biết, đây không phải thông thường ban chỉ, không chỉ là thánh chủ tín vật, còn cất giấu đại bí mật, nếu không, lúc trước vây công bọn hắn bát đại tiên vương, cũng sẽ không như vậy phát hỏa. Chờ trở về Tiên Tông, liền vì ngươi mở ra vị đại điển, Không Niệm Thiên cười nói. Cái này, ta không làm được, Triệu Bân một tiếng ho khan, Đại La Tiên Tông cũng không là bình thường thánh địa. Tông nội nhất định là cường giả như mây, có thể làm thánh chủ vừa nắm một bó to, cho dù tới lượt không đến hắn. Cái này như làm thánh chủ, lại là một cái nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn cũng không muốn mỗi ngày đi ngủ, muốn bị người khác nhớ. Huống hồ, hắn còn có sứ mạng của hắn tại Tiên Tông sẽ chỉ là cái khách qua đường. Hết thảy có ta, Không Niệm Thiên lại nở nụ cười. Triệu Bân suy nghĩ, nàng từ cũng nghĩ đến. Cái gọi là phong chức đại điển. Cũng không phải phong chức thánh chủ, mà là phong chức thánh tử. Tại Triệu Bân lông cánh đầy đủ phía trước, nàng thì sẽ không đem hắn đặt tại trưởng giáo chi vị. Phanh! Không đợi Triệu Bân tại ngôn ngữ, liền nghe thông đạo ông run lên. Xong, thì thấy một người chạy đi vào, không biết Triệu công tử, ngay cả Không Niệm Thiên đều lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Đây chính là vực môn thông đạo, ngoại nhân lại dễ dàng như vậy liền tiến vào. Xem ra người. Là một cái thanh niên tóc trắng, cũng không biết là có đặc thù ham mê, vẫn là vốn là ưa thích mát mẻ, thậm chí toàn thân trên dưới, liền xuyên một đầu quần cộc hoa. Tiên vương, Triệu Bân trong lòng một lời. Đừng nhìn thanh niên cà lơ phất phơ, kỳ thực là cái hung hãn chủ. Điểm này, nhìn khí uẩn liền biết, có khả năng cùng thời kỳ đỉnh phong Không Niệm Thiên sánh vai. Triệu Bân lại trách mắt, nhìn chính là Không Niệm Thiên. Mạnh mẽ như vậy một tôn tiên vương. Nên bối phận không tầm thường. Có như thế nội tình một tôn tiên vương, Không Niệm Thiên hơn phân nửa nhận ra. Chưa thấy qua. Không Niệm Thiên cũng tại lẩm bẩm ngữ, chưa bao giờ thấy qua người như vậy, cũng chưa từng nghe qua người như vậy. Hắn không nhận ra thanh niên tóc trắng, nhưng thanh niên tóc trắng lại nhận được nàng, nhìn lông mày trao lên. Tới, giúp một chút. Thanh niên tóc trắng nói, lại thoát ra vực môn thông đạo. Không Niệm Thiên vốn không muốn sinh thêm sự cố. Nhưng thanh niên tóc trắng là một nhân tài, chân trước vừa thoát ra vực môn, một giây sau liền đem vực môn thông đạo đánh thành hai khúc, ngụ ý rất rõ ràng, đi ra mát mẻ mát mẻ. Cử động lần này, chớ nói Triệu Bân, Không Niệm Thiên đều có chút mặt đen. Không có cách nào, vực môn thông đạo bị chém đứt, không ra cũng không được. Nàng một cái phất tay áo, mang theo Triệu Bân ra vết nứt không gian, vững vàng rơi vào tinh không. Vùng tinh không này rất quỷ dị. Khắp nơi đều tràn ngập âm minh tử khí, chợt nhìn còn tưởng rằng là địa ngục, bởi vì bốn phương tám hướng đều rất giống cất giấu lệ quỷ, tại mờ tối dãy giụa, tiếng kêu rên thê lương. Đây là Hạo Thần tinh vực, Không Niệm Thiên gặp chi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Không tệ, là Hạo Thần tinh vực, Triệu Bân liếc mắt nhìn tinh không đồ. Sao sẽ như thế, Không Niệm Thiên lông mày xinh đẹp lại nhăn. Trong trí nhớ nàng Hạo Thần tinh vực, là một bộ ban ngày ban mặt. Thiên kiêu nhân kiệt tầng tầng lớp lớp, chính là ngọa hổ tàng long chi địa. Trăm năm phía trước, nàng còn từng tới qua nơi đây. Trăm năm về sau lại đến, lại biến thành bộ dáng như vậy, không thấy sinh linh khí tức, khắp nơi đều âm khí mãnh liệt, khắp nơi đều oán linh kêu rên, đây là chôn bao nhiêu sinh linh, mới tạo ra được như thế cái âm minh tử địa. Lạnh quá a. Triệu Bân không khỏi dùng mình một cái, đầy mắt kiêng kỵ nhìn bốn phía. Vĩnh hằng tiên thể huyết khí thịnh vượng. Thuộc chí cương chí dương, nhưng tao ngộ âm khí, cũng không chịu nổi hàn ý, không phải hắn tu vi không đủ, là nơi này âm khí không giống bình thường, mỗi một sợi đều lãnh triệt tận xương. Người nào, tới giúp ta, tinh không một bên, truyền đến thanh niên tóc trắng kêu gọi. Không Niệm Thiên thu con mắt,
một bước hoành khóa càn khôn, thuận tay, còn đem Triệu Bân thu vào nàng tử phủ. Nàng tại buông xuống, chính là một khỏa tàn phá cổ tinh, vẫn như cũ không thấy sinh linh, thấy tất cả rách nát một mảnh, cổ thành, thôn xóm, tiểu trấn. Phần lớn cũng là một vùng phế tích, khắp nơi có thể thấy được tà linh thổi qua. Mảnh tinh vực này xảy ra chuyện gì? Không Niệm Thiên vấn đạo. Trá thi, Không Niệm Thiên mang theo kiếm, đứng ở đỉnh núi. Xác chết vùng dậy. Một tôn thần minh cổ thi, cũng có thể là bán thần. Khó trách. Không Niệm Thiên nhanh chóng mà đứng, vô tận thị lực mong nhìn tứ phương. Người bình thường xác chết vùng dậy không có gì, nhưng nếu bán thần hoặc thần minh xác chết vùng dậy, vậy thì không là bình thường kinh khủng, cấp độ kia cấp bậc cổ thi, như vậy là một tia tử khí, đều tiềm ẩn hủy thiên diệt địa chi lực. Ta đến lúc đó liền đã như thế, thanh niên tóc trắng đạo, toàn bộ tinh vực sinh linh, đều bị nuốt diệt. Bằng ngươi ta chi lực, sợ là ép không được tôn kia cổ thi. Không Niệm Thiên vọng hướng một phương, tìm được thi khí tối đầu nguồn. Rất rõ ràng, cổ thi liền chôn ở nơi đó, mãnh liệt tuôn ra thi khí, liền nàng tôn này tiên vương đều cảm thấy tim đập nhanh, có thể tưởng tượng được, cổ thi khi còn sống đáng sợ bao nhiêu, ít nhất là bán thần cấp đừng, hơn nữa, đã chôn ở nơi đây rất nhiều năm, càng là cổ lão, nó lại càng đáng sợ. Còn có giúp đỡ trên đường, thanh niên tóc trắng nói. Xin hỏi đạo hữu, từ sư môn nào? Không Niệm Thiên một tiếng khẽ nói. Đạo gia, đạo gia, không chỉ Không Niệm Thiên, ngay cả tử phủ bên trong Triệu Bân, cũng không khỏi chọn lấy lông mày. Cuối cùng nghe đạo gia nghe đồn, bây giờ vẫn là đầu hẹn gặp lại đạo gia nhân tài, nói thực ra, cùng trong tưởng tượng của hắn không ra thế nào một dạng, bối phận cao như vậy, thế nào không chú ý hình tượng lạc. Ít nhất xuyên cái quần. Ô ô, hạo thần tinh vũ, vang dội đầy ô gào thanh âm. Đây không phải địa ngục, lại là cùng địa ngục không khác. Tàn phá tinh thần. Thương sơn chi đỉnh. Không Niệm Thiên hòa thanh niên tóc trắng hai đại tiên vương, đứng sóng vai. Sau này đi xem, hai người bọn họ giống như một con lợn cùng một khỏa rau xanh. Ít nhất tại Triệu công tử xem ra, cái thí dụ này vẫn là rất hình tượng. Đạo gia người. Không Niệm Thiên tâm bên trong lẩm bẩm ngữ, thần thức tại thanh niên tóc trắng chu bên cạnh, vòng tới vòng lui. Đạo gia truyền thừa đều rất thần bí, nàng tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy cái, đều hiếm thấy bất phàm. Đại La Tiên Tông chí cường giả, danh bất hư truyền, thanh niên tóc trắng chậm chậm nói. Đạo hữu nhận ra ta, Không Niệm Thiên nhẹ môi hé mở. Ta với ngươi sư huynh chính là bạn cũ, thanh niên tóc trắng cười nói. Năm đó tại Bất Lão Sơn, cùng ta sư huynh đánh cờ đạo gia người. Là ngươi, kỳ nghệ không tinh, ta thua hắn nửa điểm. Thì ra ngươi chính là đạo tiên, Không Niệm Thiên hạ ý thức trách mắt, cũng là vô ý thức quét lượng thanh niên tóc trắng, thế nhân nghe đồn đích đạo trung tiên, hẳn là cái đạo y lung lay cao nhân, bây giờ thấy bản tôn, có vẻ như cùng nghe đồn. Không thể nào một dạng. Nói thực ra, ta tại trước khi tới đây, vừa bị người ăn cướp qua. Đạo tiên ý vị thâm trường nói. Lời này vừa nói ra, Triệu công tử cùng Không Niệm Thiên lông mày, lại chọn lão cao. Đây chính là đạo tiên cái nào? Hàng thật giá thật tiên vương đỉnh phong, lại còn không là bình thường tiên vương, ai còn có thể đem hắn đánh cướp, hơn nữa còn đánh cướp triệt để như vậy, toàn thân trên dưới, có vẻ như liền còn lại đầu này quần cộc hoa đi. Đối phương, là tiên giới chế tài giả, Không Niệm Thiên tính thăm dò hỏi. Mặc dù ta không có nhìn thấy là ai, nhưng tuyệt đối là lão già kia. Nâng lên tiên giới chế tài giả, đạo tiên liền giận không chỗ phát tiết, xử tại núi chi đỉnh, mắng là nước bọt bay đầy trời. A, à, hắt hơi. Bị người ân cần thăm hỏi như vậy, khẳng định có người nhảy mũi a. Nhưng, nhảy mũi cũng không phải chế tài giả, mà là một cái gọi Tú Nhi thần minh, còn tại bị chúng thần truy sát, hắt xì là một cái tiếp một cái, từ trước đến nay tiên giới, quỷ hiểu được bao nhiêu người ân cần thăm hỏi nàng. Lại bị chế tài giả ăn cướp. Vô luận là Triệu công tử vẫn là Không Niệm Thiên, đều ánh mắt kỳ quái. Lẽ ra, chế tài giả là không thể tùy ý nhúng tay thế gian. Bây giờ lại tự mình hạ tràng thu thập đạo tiên, chẳng lẽ, hai người bọn họ có tự oán, hay là... Đạo tiên tư thế đi bộ quá phách lối. Tím Nguyên, lão phù bấm ngón tay tính toán, người bị người nào. Đang nói ở giữa, chợt nghe thiên ngoại ung dung một lời. Lời còn không rơi, thì thấy đỉnh núi nhiều thêm một bóng người. Chính là một cái thanh y đạo nhân, sinh cái kia tiên phong đạo cốt. Lại là tiên vương, đỉnh phong cảnh. Triệu Bân ánh mắt lóe sáng,
tự nhận không nhìn lầm. Nhìn thanh y đạo nhân chi khí uẩn, không chút nào tại đạo dưới tiên. Nhìn đạo tiên, sắc mặt liền có một chút đen, bị người ăn cướp cũng rất khó chịu, bây giờ lại bị trêu chọc, quả thực thật mất mặt. Tiểu thiên thiên, người cũng tại a? Thanh y đạo nhân cười nói. Trùng hợp đi ngang qua, không niệm thiên nở nụ cười, rõ ràng nhận ra lão đạo này. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, chỗ sâu lại là âm khí dâng trào. Tam đại tiên vương tất cả thu ý cười, cùng nhau nhìn về phía phương kia, thần sắc đều không ra thế nào dễ nhìn, nhìn cái kia lãnh triệt tận xương âm khí, nhìn cái kia hủy thiên diệt địa khí tràng, liền biết tôn kia cổ thi, rất mạnh rất khủng bố, lấy người khác chi lực, sợ cũng bắt không được đối phương. Tranh! Không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân tất cả sách ra tiên kiếm, trong nháy mắt chiến lực toàn bộ triển khai. Đạo tiên thể bên trong thì một tiếng ầm ầm, mi tâm khắc ra một đạo cổ lão bí văn, trước ngực cùng phía sau lưng, còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hiện lên một bộ thần bí đồ đằng, đây cũng không phải là hình xăm, mà là một loại huyết mạch tượng trưng. Thái sơ hoang ma thể, Triệu Bân hai mắt híp lại. Đề cập tới này huyết thống, huyền môn thiên thư là có giới thiệu. Trong sách có lời, thái sơ hoang ma thể sớm tại vạn cổ phía trước liền đã tuyệt tích, chưa từng nghĩ còn có truyền thừa tại thế. Triệu Bân mới lạ, không niệm thiên đã từng trách mắt xem xét. Nàng cũng là đầu hẹn gặp lại thái sơ hoang ma thể, quả như truyền ngôn như vậy, bá thiên tuyệt địa. Hợp lực chấn áp, đạo tiên bước ra một bước đỉnh núi, đạp hư không sụp đổ. Có thể thấy hắn sau lưng, có một vài bức hủy diệt dị tượng diễn hóa. Hảo, bá khí a. Triệu công tử vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa. Hai tay để trần không sao, nhưng nếu tăng thêm hình xăm, vậy thì rất nghiêu bức. Như đạo tiên, tung chỉ mặc một đầu quần cộc hoa, vẫn là bá khí ầm ầm. Siêu, siêu. Không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân chẳng phân biệt được tuần tự. Gặp hai người huy kiếm, bổ ra âm khí hải dương. Lăn ra đến, đạo tiên vừa quát trấn tiên khung. Hắn là ngôn xuất pháp tùy. Một cái che trời đạo chữ, từ thiên phủ xuống. Đạo chữ rộng rãi bàng bạc, trong nháy mắt ép sập vùng thế giới kia, kèm thêm mãnh liệt lăn lộn âm khí, đều bị tồi diệt thành cho, mênh mông đại địa, bị sinh sinh đánh ra một cái vực sâu không đáy. Ừng ực, Triệu Bân nhìn âm thầm nuốt nước miếng, cái này che thiên đạo chữ, quá mẹ nó bá đạo. Nào chỉ là hắn, ngay cả không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân, đều tràn ngập kiêng kỵ, cùng cấp bậc tiên vương bên trong. Sợ là không ai dám đón đỡ một kích này, nhẹ thì thương cân động cốt, nặng thì hôi phi yên diệt. Phong, đạo tiên bước lên trời, lăng không một trưởng phủ xuống. Sau đó thì thấy thái cực trận đồ, cũng như khi trước chữ đạo, giả thiên giống như khổng lồ. Triệu công tử là ngẩng lên đầu nhìn, như thế cấp bậc trận đồ lớn, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, nếu là chịu, tung không bị phong diệt, cũng sẽ bị trận đồ uy thế, ép thành một mảnh cho. Phong. Không niệm thiên giơ lên kiếm chỉ thiên, có ánh sáng mưa vung vãi. Thanh y đạo nhân thì vung cánh tay lên một cái, tế 99 cán chiến kỳ. Hai người là đang cấp đạo tiên đánh phối hợp, quang vũ cùng chiến kỳ tất cả ra chỉ thái cực trận đồ. Oanh! Trận đồ như sơn nhạc xuống, ép vào vực sâu không đáy. Thân ở tử phủ Triệu công tử, tại một cái chớp mắt này vô tận thị lực, tam đại tiên vương hợp lực thi triển phong cấm, hẳn là có thể trấn áp tôn kia lão cổ thi. Cho dù không thể triệt để trấn áp, cũng có thể đem hắn phong bế. Tiếng ầm ầm chôn vùi. Lệ quỷ kêu rên cũng ngừng. Đen thui trong thâm uyên, biến như chết đáng sợ. Cho dù ai thấy, cũng bất giác cho là cổ thi bị nhấn đó. Nhưng, trước sau bất quá ba cái trong nháy mắt, thái cực trận đồ liền vỡ vụn, là bị một đạo âm minh tử quang, đụng phá diệt, còn có không niệm thiên tiên mưa, thanh sách đạo nhân chiến kỳ, tất cả đều thành cho. Ngô! Bao quát đạo tiên ở bên trong, tam đại tiên vương đều bị chấn đầy trời bay tứ tung. Không chờ bọn họ ổn hạ thân hình, lại gặp trong thâm uyên có băng lãnh âm khí cuồn cuộn mà ra. Triệu Bân nhìn rõ ràng, âm khí thấp thoáng bên trong, có một đạo người hình thức ban đầu, giống như tấm bia to vĩ ngạn, đang tự âm khí bên trong từng bước một đi ra, bước chân quá nặng nề, đạp càn khôn từng đợt xung chuyển. Thật mạnh cổ thi, Triệu Bân thì thào một lời. Tung tại không niệm thiên tử phủ. Hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy được hủy diệt chi uy. Hắn giống như một tôn ngủ say vạn cổ ma thần, tại trong băng lãnh cô quạnh thức tỉnh. Bán thần. Tam đại tiên vương đã thành thân, nhìn ra cổ thi khi còn sống tu vi. Nhưng mà, bán thần cũng chia cấp bậc,
cũng có phân chia mạnh yếu. Như tôn này cổ thi, liền không phải thông thường bán thần, không biết chết bao nhiêu năm, càng là thi cốt không thay đổi, chẳng những không có xa vào, ngược lại hút hết âm sát chi lực, lúc này mới có hôm nay xác chết vùng dậy. Phanh! Thiên khung một hồi lắc lư, cổ thi một bước quyết định. Đến nước này, mọi người mới thấy hắn tôn vinh, chính là trung niên hình thái, người khoác áo giáp, tay cầm một cây chiến qua, như thác nước tóc đen, nhuộm tuế nguyệt cho bụi, ngửa mặt lên trời phiêu đáng, khí chàng là vô cùng bàng bạc. Chưa thấy qua. Tam đại tiên vương tất cả lẩm bẩm ngữ, xác định chưa thấy qua bộ dạng này tôn vinh. Suy nghĩ một chút cũng phải, từ xưa đến nay, ngay cả thần minh số lượng đều không thể đoán chừng, càng đừng nói là bán thần. Bọn hắn không nhận ra, nhưng Triệu Bân thấy, lại có chút nhìn quen mắt. Nhìn nhiều như vậy vài lần, cổ thi bộ kia tôn vinh, hắn vẫn thật là gặp qua. Ác vương, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Không tệ, bây giờ cổ thi, cùng phàm trần ác vương, sinh giống nhau như đúc. Hắn ý niệm đầu tiên, chính là bản tôn cùng hóa thân. Bất quá, hắn cái suy đoán này có vẻ như không thể nào đáng tin cậy. Đây chính là một tôn cổ thi, đã không biết chôn bao nhiêu năm. Bản tôn mà chết, hóa thân tuyệt khó sống một mình. Thế giới lớn như vậy, hai cuộc đời giống nhau, cũng không kỳ quái. Hợp lực trấn áp, vẫn là đạo tiên, thứ nhất công phạt, một kiếm hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân một trái một phải, cũng đều đánh ra hủy diệt chi pháp. Tôn này cổ thi thật đáng sợ, cũng không thể để cho hắn ra ngoài, bằng không hẳn là ngập trời huyết kiếp. Hạo thần tinh vực, chính là đẫm máu ví dụ, một vực sinh linh đều thành chết oan oan hồn. Ông! Cổ thi vung mạnh chiến qua, sinh sinh cắt đứt đạo tiên tinh hà. Phía sau không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân đi, cũng đều chẳng tốt đẹp gì, cái gọi là hủy diệt công phạt, đều rất giống trở thành bài trí, khó phá cổ thi phòng ngự, còn bị chiến qua một gậy quét lật ra đi. Không phải một cái cấp bậc A, Triệu Bân nhìn trong lòng thẳng run. Bán thần cấp cổ thi, quỷ hiểu được trong lòng đất toàn bao nhiêu âm minh chi lực. Huyền môn thiên thư cũng có nói, khác giống nhau điều kiện tiên quyết, càng cổ lão cổ thi liền càng cường đại. Bây giờ xem ra, quả là không giả. Đương nhiên, cái này cũng nhìn cổ thi khi còn sống nội tình. Có thể phong chức bán thần giả, cái nào không phải tuyệt đại ngoan nhân. Đạo pháp ngàn vạn, đạo tiên lại một tiếng quát. Có đầy trời chữ cổ bố liệt. Viên kia khỏa vàng óng ánh chữ, mỗi một khỏa cũng như tinh thần, lập lòe đạo tắc chi quang. Oanh! Cổ thi thì đưa tay, một mâu xuyên thủng hạo vũ. Đây là hủy diệt một mâu, chấn đầy trời chữ cổ băng diệt. Cấm! Không niệm thiên một tiếng khẽ nói, một tay bóp ấn. Tùy ấn quyết dừng lại, một tòa hư ảo linh lung bảo tháp, từ thiên phủ xuống, chính xác to lớn như núi cao, đem cổ thi cháo vào trong đó. Có thể gặp linh lung tháp bên ngoài thân, có đạo tắc dây xích đang bay múa. Không đủ. Triệu Bân nhíu mày một tiếng, cổ thi mạnh hơn xa không niệm thiên. Quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, linh lung tháp liền bị cổ thi đánh một cái vỡ nát. Phong. Thanh y đạo nhân diễn xuất một vành mặt trời, càng đem cổ thi phong cấm khu. Cái này vầng mặt trời uy lực, liền có đủ bá đạo, cổ thi trên người âm khí, bị cực điểm hóa diệt, kèm thêm cổ thi áo giáp. Cũng bởi đó pha tạp không thiếu, có mấy khối mảnh giáp lại vẫn dụng. Vẫn như cũ không đủ, Triệu Bân hít sâu một hơi. Hắn chính xác thần cơ diệu toán, thái dương trèo trống không quá ba lượng trong nháy mắt, liền ầm vang nổ diệt. Cổ thi mang theo chiến qua bước ra một bước, chấn đại sơn cự nhạc vỡ nát, càng có một tầng hủy diệt vầng sáng, hướng tứ phương lan tràn, nghiền cổ tinh càng tàn phá, hai sao vực không gian đều từng mảnh nhỏ đổ sụp. Oanh, phanh. Càng thêm thật lớn đấu chiến, tùy theo kéo ra màn che. Ba tiên vương ác chiến bán thần cổ thi, đánh thiên hôn địa ám, cô quạnh quang từng sợi rủ xuống, áp sập một tòa tiếp một tòa sơn nhạc, hủy diệt pháp tắc, từng đạo cũng như vô kiên bất tồi kiếm, đem phiến thiên địa này, chém cảnh hoang tàn khắp nơi, trừ này chính là huyết vũ, đầy trời vung vãi. Là tam đại tiên vương huyết, nhuộm đỏ chiến trường. Nhìn bán thần cổ thi, càng là cơ bản không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này lại là bán thần. Đạo tiên trong lòng kinh ngạc, đánh nửa ngày đều không thể phá phòng ngự. Không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân, cũng đều là đồng dạng tâm cảnh, rõ ràng chỉ là một bộ cổ thi, lại bừng tỉnh giống như bất diệt thân thể, chiến hơn trăm hiệp, bọn hắn cứ thế liền một đạo vết thương cũng không có xé mở. Phảng phất giống như cách một thế hệ A. Có như vậy một đạo lẩm bẩm thanh âm,
truyền lại từ tinh không xa xôi. Đó là đang tại Khắc Mộc Điêu chế tài giả, bừng tỉnh giống như có thể trông thấy một màn này. Hắn không nhìn Không Niệm Thiên, cũng là không nhìn Đạo Tiên cùng Thanh Y đạo nhân, chỉ nhìn sách theo chiến qua người kia, đó là cùng hắn cùng thời đại, so với hắn còn trước tiên vào bán thần mấy trăm năm, lại là vô duyên cái kia thần vị. Thương Hải Tang Điền sau đó, gặp lại ngày xưa người, không nói ra được cảm khái. Hắn không nhúng tay, cũng không phải là không muốn nhúng tay, là quy tắc không cho phép hắn nhúng tay. Hắn làm rất nhiều năm tiên giới chế tài giả, thấy qua rất nhiều ngập trời huyết kiếp, không phải mỗi một cái, hắn đều có quyền hỏi tới, làm chế tài giả ngày đó, hắn đã có một loại nào đó giác ngộ. Phốc! Hắn nhìn lên, đỏ tươi huyết quang chiếu đầy trời. Là Không Niệm Thiên đẫm máu, chịu một đạo âm minh chi quang, suýt nữa bị sinh bổ. Nói cho cùng, nàng còn chưa khôi phục đỉnh phong, tam đại tiên vương bây giờ thuộc nàng yếu nhất. Cho dù là đỉnh phong, cũng khó đối kháng bán thần cổ thi, mạnh có chút quá bất hợp lý. Âm minh đã thành pháp tắc. Triệu Bân là nơi đây duy nhất quần chúng, đã nghiên cứu thấu triệt. Nhìn tầng kia lồng mộ cổ thi âm khí, đã không phải thông thường âm minh chi lực, đó là pháp tắc hình thái, khó có thể tưởng tượng, xa vào lòng đất một tôn bán thần cổ thi, lại vẫn có thể có bực này biến hóa. Âm minh thành pháp tắc không sao, tựa như vạn pháp bất xâm. Điểm này, nhìn tam đại tiên vương công phạt liền có thể chứng minh. Bá đạo như đạo bên trong tiên, lại đều xé không mở âm minh pháp tắc phòng ngự. Huyết, bản nguyên huyết. Chợt nghe Không Niệm Thiên một tiếng kêu gọi, là đối với Triệu Bân nói. Triệu công tử không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là trước tiên ngưng luyện bản nguyên huyết. Không Niệm Thiên tác lấy máu nhuộm kiếm, nhất kiếm chảm lui cổ thi, có thể gặp cổ thi bên ngoài thân có ánh lửa lóe sáng, âm minh pháp tắc tụ thành áo giáp, lại bị chém ra một vết nứt, khói đen ứa ra. Vĩnh Hằng Huyết, Đạo Tiên cùng Thanh Y đạo nhân hai mắt híp lại. Không Niệm Thiên không có trả lời, phất tay áo đưa tới hai sợi Triệu Bân bản nguyên huyết. Hai đại tiên vương đều rất tự giác, đều đem vĩnh hằng máu nhuộm ở bản mệnh trên pháp khí. Vĩnh Hằng Huyết cũng không là bình thường huyết, từ chuyện thừa liền tiên thiên có một loại sức mạnh thần bí đáng sợ, đối với âm minh tà ma thật tốt làm cho, thật vừa đúng lúc, bán thần cổ thi chính là loại này tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là năng lực một trong. Đương nhiên, cũng xem là ai dùng vĩnh hằng huyết. Gà mờ tiên vương, chỉ định không đáng chú ý, mặc dù có vĩnh hằng huyết, cũng không phá nổi cổ thi phòng ngự, nhưng Không Niệm Thiên bọn hắn, đều không phải tam lưu mặt hàng, có thể cực điểm lợi dụng vĩnh hằng huyết sức mạnh. Bản tôn hôm nay nộ khí rất lớn. Lấy máu nhuộm kiếm đạo tiên, ngừng lại tinh thần tỉnh táo. Êm đẹp bị người đánh cướp, nộ khí không đại tài quái, lấy hắn tu vi, chỉ định chơi không lại thần, nhưng đem tôn này bán thần cổ thi xem như chế tài giả tới đánh, cũng có thể hơi tiết tiết hỏa nhi. Nhìn Thanh Y đạo nhân, cái kia nộ khí cũng là không nhỏ. Thật xa chạy tới chịu ngừng lại đánh, lão phu không biết xấu hổ sao. Cho ngươi thêm điểm liệu. Đạo tiên nhất kiếm đánh bay bán thần cổ thi, cũng ngưng luyện tự thân bản nguyên huyết. Hắn cũng là đặc thù huyết thống, lại là so sánh nghịch thiên loại kia, mặc dù năng lực không tại khắc tà ma, lại có thể cùng vĩnh hằng huyết tương dung, hai loại bản nguyên huyết có thể lẫn nhau kích phát sức mạnh, phối hợp hắn đạo tắc, lực sát thương không là bình thường cường hãn, ít nhất có thể đem bán thần cổ thi áo giáp đánh cái nhão nhoẹt. Oanh, phanh, tam đại tiên vương chiến bán thần cổ thi, đánh thiên băng địa liệt. Ngửa mặt lên trời đi xem, Thương Miểu là lờ mờ một mảnh, thấy nhiều sấm sét vang dội, khô diệt khí tức, như là thác nước, từ trời nghiêng tả, cùng âm khí xen lẫn, hoặc bị nuốt diệt, hoặc lẫn nhau bị bại. Đem so với phía trước, chiến cuộc đã có thay đổi. Ít nhất, tam đại tiên vương công phạt, có thể thương tổn được bán thần cổ thi. Cũng đang bởi vì bị làm bị thương, mới làm phát bực cổ thi, âm khí nhiều cuồng bạo chi ý, toàn bộ hạo thần tinh vực, đều bị ô gào âm thanh bao phủ, đó là oan hồn chu chéo, là đến từ địa ngục gào thét thanh âm. Còn tốt, tam đại tiên vương đều nội tình hùng hậu. Càng thuộc đạo tiên, chính xác có thể đánh lại có thể kháng. Ta bản nguyên huyết, dễ dùng như thế sao? Giấu tại tử phủ Triệu Bân, đầy mắt mới lại nhìn qua ngoại giới. Tam đại tiên vương binh khí nhiễm vĩnh hằng huyết, mặc dù không có gì đặc thù biến hóa, nhưng lại có thể phá cổ thi phòng ngự, thậm chí âm minh pháp tắc áo giáp, bị đánh cảnh hoang tàn khắp nơi, kèm thêm bán thần cổ thi nhục thân, cũng nhiều từng đạo khe rãnh, có máu đen trôi tràn, hóa thành từng luồng âm khí, từ Thương Miểu rủ xuống tràn, mỗi một sợi cũng như núi trầm trọng, nghiền chết một tôn căn cơ yếu tiên vương không thành vấn đề. Oanh!
Lại một tiếng ầm ầm, Tam Đại Tiên Vương bị bán thần cổ thi một côn quét ngang. Phá hắn phòng ngự, không có nghĩa là liền có thể chấn áp hắn, ngủ say vạn cổ hắn, nhục thân đã gần như bất diệt. Ép không được a. Mắt thấy cổ thi sách chiến qua mà đến, Thanh Y đạo nhân ho một ngụm máu. Không Niệm Thiên Hòa đạo tiên cũng là ngang nhau tâm cảnh, bọn hắn tự vệ không thành vấn đề, muốn ấn xuống tôn này cổ thi, ít nhất còn phải một tôn đỉnh phong tiên vương, hơn nữa, còn không thể là bình thường đỉnh phong tiên vương. Siêu. Không Niệm Thiên lại dẫn dắt Vĩnh Hằng Huyết, ra chỉ tự thân pháp tắc. Sau đó, lờ mờ trên trời liền bị phát họa ra một đạo rực rỡ tinh hà. Tiểu Thiên Thiên, ngươi trong tử phủ, có phải hay không cất giấu một mạch Vĩnh Hằng tiên thể? Thanh Y đạo nhân một bên ngạnh chiến cổ thi một bên hỏi, bởi vì Không Niệm Thiên cho Vĩnh Hằng máu tươi, không phải tĩnh mịch huyết, là người sống huyết, cũng chính là nói, Vĩnh Hằng huyết xuất từ sống Vĩnh Hằng tiên thể. Không có, Không Niệm Thiên khẽ nói. Ta đều kẻ già đời, đừng lừa gạt bọn ta. Đạo tiên xen vào một câu. Không Niệm Thiên không đáp lời nói, trầm mặc có vẻ như chính là ngầm thừa nhận. Thật là có a, Thanh Y đạo nhân một tiếng gào to, có liền lấy ra tới a. Triệu công tử nghe xong, ánh mắt nghiêng qua một phần. Lão tử là đồ vật sao? Người nhà nói cầm thì cầm. Đừng nói, Không Niệm ngây thơ liền cho hắn lấy đi ra ngoài, tay ngọc như vậy vung lên, đem hắn xách ra tử phủ. Thực sự là mắt phụng về, đạo tiên một tiếng thổn thức. Lúc trước tại vực môn thông đạo, hắn là gặp qua tiểu bối này, chưa từng nhìn kỹ, chỉ cảm thấy là Đại La Tiên Tông một cái đệ tử, không nghĩ, càng là trong truyền thuyết đã tuyệt tích thế gian Vĩnh Hằng tiên thể. Thật quen mắt a, Thanh Y đạo nhân thì một tiếng nói thầm. Khuôn mặt này hắn tựa như ở đâu gặp qua, hẳn là gần đây phong truyền Đại La Thánh Chủ. Tiểu tử này bức họa, đã không biết truyền bao nhiêu tinh vực. Phía trước hắn còn có chút không hiểu, lớn như vậy tiên tông, như thế nào chọn một tiểu bối làm trưởng giáo, cái kia nhiều lắm cao thiên phú, nhiều yêu nghiệt nhân kiệt, mới xứng với Thánh Chủ chi vị. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, cuối cùng là hiểu rồi. Vĩnh Hằng mạch này truyền thừa, cũng là hiếm thấy tuyệt đại ngoan nhân. Tu vi cảnh giới không là vấn đề, cho đầy đủ thời gian, chắc chắn siêu việt Trường Sinh Tiên cùng Không Niệm Thiên. Hai người lúc nói chuyện, đều tế thủ hộ chi quang, che lại Triệu công tử. Đây chính là một mảnh hủy diệt chiến trường, bất luận cái gì một tiêu uy thế còn dư, đều có thể đem cái này tiểu bối đưa tiến. Lại nhìn Triệu Bân, khuôn mặt là tái nhợt không huyết sắc, chỉ cảm thấy đầu vai đè ép một tòa núi lớn. Chân chính vào chiến trường, mới biết uy áp kinh khủng, mặc dù có thủ hộ chi quang, cũng không thể che hết run sợ. Hắn rất không minh bạch, lấy tu vi của hắn, liền làm con chốt thí tư cách cũng không có, đem hắn xách đi ra làm gì, sợ hắn tại tử phủ nhìn không rõ ràng, cố ý bắt hắn đi ra. Xem cho rõ ràng biết rõ. Mở Vĩnh Hằng chi môn, Không Niệm Thiên nhẹ môi hé mở. Có lá bài tẩy này không nói sớm, nghe được Vĩnh Hằng chi môn bốn chữ. Thanh Y đạo nhân ngừng lại tinh thần tỉnh táo, tựa như biết Vĩnh Hằng chi môn bá đạo, tuyệt đối công phạt, lực sát thương rất mạnh mẽ. Sớm biết có Vĩnh Hằng chi môn, cũng không cần đánh phí sức như vậy. Đạo tiên cũng là dị thường phấn khởi, thông thường công phạt có lẽ đối với cổ thi vô dụng, nhưng Vĩnh Hằng chi môn tiên tàng lại là một ngoại lệ. Không Niệm Thiên y cũng không đáp lời nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là không muốn Triệu Bân liên lụy vào. Ông! Triệu công tử có phần kính nghiệp, đã chắp tay trước ngực. Vù vù âm thanh vang lên theo, kình thiên cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra. Tam đại tiên vương cũng tặc tự giác, đạo tiên cùng Thanh Y đạo nhân đứng ở Triệu Bân hai bên trái phải. Hai người tất cả tiên lực lăn lộn, ngang dọc pháp tắc, thì khác vào Vĩnh Hằng chi môn. Mà Không Niệm Thiên, thì đứng ở Triệu Bân sau lưng, hai tay dán vào Triệu Bân phía sau lưng, cũng là tiên lực mãnh liệt, cũng là đạo tắc khắc ấn. Một hơi, đả diệt hắn, đạo tiên vừa quát âm vang. Bốn người nói âm cùng run, bốn loại tiên lực cùng pháp tắc xen lẫn bay múa. Khép lại Vĩnh Hằng chi môn, âm vang mở rộng, có cổ xưa Vĩnh Hằng quang, từ bên trong hoành phô mà ra, tựa như một mảnh diệt thế thần huy, những nơi đi qua, đại sơn cự nhạc bị trong khoảnh khắc san bằng. Mạnh như vậy, Triệu Bân tâm cảnh run lên. Tuyệt đối công phạt, cũng là tuyệt đối hủy diệt sao? Đúng, chính là hủy diệt. Đó là một loại bẻ gãy nghiền nát vĩ lực. Đương nhiên, nếu do hắn tự mình thi triển, tuyệt không có bực này lực sát thương, sở dĩ như vậy cường hoành, tất cả bởi vì Tam Đại Tiên Vương gia chỉ Vĩnh Hằng chi môn, cực điểm hồi phục nó công phạt sức mạnh. Hu hu,
ô gào âm thanh lại vang vọng bát hoang, so với trước kia càng thê thảm hơn. Vĩnh hằng quang hủy thiên diệt địa, nghịch loạn càn khôn, cũng tội diệt âm minh tử khí. Đúng lúc gặp bán thần cổ thi giết đến, chịu cái tấm tấm ròng rã. Chỉ một cái chớp mắt, hắn âm khí pháp tắc áo giáp liền bị đánh nát. Còn có nhục thể của hắn, cũng bị vĩnh hằng hủy thành một mảnh âm khí. Ừng ực, Triệu Bân âm thầm nuốt nước bọt, khó có thể tin nhìn xem một màn kia. Tam đại tiên vương liên thủ đều ép không được bán thần cổ thi, lại bị vĩnh hằng quang tại chỗ dây. Nào chỉ là hắn, liền tam đại tiên vương đều tâm thần không bình tĩnh, vĩnh hằng mạch này tiên tàng quá bá đạo. Vẫn là như vậy đạo lý, bá đạo công phạt, tự có bá đạo tiêu hao. Mà bực này tiêu hao, Triệu Bân độc chiến năm thành, còn lại ba tôn tiên vương, thì chia cắt còn lại năm thành, tung chỉ là năm thành tiêu hao, cũng đủ Triệu Bân khó chịu, khí huyết gần như bị quất sạch sành xanh. Chỉ một đòn này, liền để hắn căn cơ bị hao tổn. Mạnh mở vĩnh hằng chi môn, đây cũng là đại giới. Không niệm thiên vì cái gì đem hắn che giấu, chính là nguyên nhân này, hắn không phải tiên thiên vĩnh hằng, bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, động vĩnh hằng chi môn liền sẽ thương căn cơ, phản phệ mạnh, còn có thể nguy hiểm cho tính mệnh. Còn tốt, Triệu Bân nội tình đầy đủ hùng hậu. Đến nỗi căn cơ bị hao tổn, nàng sẽ giúp hắn tu bổ. Hô! Đạo tiên trưởng than một hơn, triệt hồi tiên lực. Thanh y đạo nhân cùng không niệm thiên, cũng nhao nhao tản pháp tắc. Triệu Bân thì một bước lảo đảo, cả người cũng là chóng mặt, khóe miệng còn có một tia máu tươi tại trôi tràn, nếu như lại tới một lần nữa vĩnh hằng chi môn mạnh mở công phạt, hắn làm không tốt sẽ tại chỗ thăng thiên. Nói cho cùng, là tam đại tiên vương trợ hắn mở vĩnh hằng chi môn. Nếu là hắn bằng tự thân mở môn này, thì sẽ không có cái này phản phệ. Ông! Đang lúc bốn người xả hơi lúc, chợt nghe một tiếng vù vù. Đó là một đạo màu đen u quang, từ u ám chỗ sâu phóng tới. Cẩn thận một nhìn, mới biết đó là một cây chiến qua, chính xác nói, là bán thần cổ thi sử dụng chiến qua, đang mang theo cuốn lực lượng hủy diệt, hướng cái này phương phóng tới, ngắm chúng chính là lung la lung lay Triệu Bân. Hôm qua phát chương thiết lặp lại, đã đổi mới đổi. Còn chưa có chết. Mắt thấy chiến qua bắn tới. Tam đại tiên vương tất cả chợt biến sắc. Nháy mắt kia, bọn hắn là nhìn tận mắt bán thần cổ thi hủy diệt. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, đạp một bước lui lại. Mặc dù, cái kia cán chiến qua cách hắn còn rất xa, mặc dù, cái kia cán chiến qua còn chưa chân chính mệnh chung hắn, nhưng cái kia khóa chặt hắn âm minh sát ý, cũng đã đi ngang qua Hạo Vũ, trong lúc vô hình bẻ gãy nghiền nát. Phốc! Nhục thể của hắn trong nháy mắt đã nứt ra, có máu tươi dâng trào. Hắn bản mệnh nguyên thần cũng đã nứt ra, nhịn không được sát ý. Oanh! Tam đại tiên vương cùng lên phía trước, đem Triệu Bân chắn sau lưng. Bọn hắn là tiên vương, chúng vào nhất kích hoàn toàn đỡ được, nhưng cái này tiểu bối cũng không giống nhau, cần gì chiến qua giết đến phiến thiên địa này, vẻn vẹn chiến qua bên trên sát ý, liền đầy đủ tiến hắn lên hoàng tuyền. Bao! Tiếng kim loại va chạm nghênh thiên vang vọng, có một mảnh âm minh hỏa quang nổ tung. Cổ chiến qua bị đỡ được, nhưng tam đại tiên vương cũng bị đánh tập thể lui lại. Chờ đứng vững, chỗ nghe thấy chính là tiếng bịch bịch, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận đi lắng nghe, mới biết đó là người đi bộ âm thanh, là cơ thể quá nặng nề, thậm chí đạp thiên địa từng đợt động rung động. Tất nhiên là bán thần cổ thi, không ngờ tái tạo nhục thân. Hắn đang tự u ám bên trong đi ra, như một tôn cửu u sát thần. Hắn khi còn sống, lại là một tôn bán thần. Lời nói tương tự, Thanh Y đạo nhân lại nói một lần. Cái này cũng là đạo tiên cùng không niệm thiên muốn nói, nếu không phải khi còn sống quá cường đại, sau khi chết như thế nào kinh khủng như vậy, hết lần này tới lần khác, như thế một tôn sâu không lường được bán thần, trong sử sách hoàn toàn không có nửa phần ghi chép. Ta có phải hay không bị hắn để mắt tới? Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, cưỡng ép đứng vững vàng thân hình. Nhìn tôn kia đang đi tới cổ thi, thất thần trống rỗng con mắt. Tựa như lóe lên một chút xíu u quang, không nhìn tại chỗ tam đại tiên vương, liền theo dõi hắn mong nhìn, nhìn hắn toàn thân lạnh siêu siêu. Tóm lại, xác chết vùng dậy bán thần thù rất dai. Dù sao, lúc trước đưa nó đã diệt chính là vĩnh hằng quang. Rút lui a, Thanh Y đạo nhân hít sâu một hơi. Liền vĩnh hằng quang đều không thể hủy diệt đối phương, cái kia còn đánh cọng lông. Đương nhiên, bọn hắn còn có thể lại mở vĩnh hằng công phạt, nhưng bọn hắn chịu đựng được. Tiểu bối này sợ là treo, xuất ra một nửa vĩnh hằng, bản nguyên tiên thiên không hoàn chỉnh,
cường đại phản vệ có thể muốn mạng hắn. Hiếm thấy Vĩnh Hằng một mạch còn có truyền thừa tại thế, cũng không thể gãy ở đây. Còn có, Không Niệm Thiên không phải bài trí, nàng cũng sẽ không cho phép lại mở Vĩnh Hằng công phạt. Đích xác, Không Niệm Thiên sẽ không cho phép chuyện này phát sinh, có thể hay không đả diệt bán thần cổ thi nàng không biết, nhưng Triệu Bân tuyệt đối có táng thân khả năng, thân là hắn người hộ đạo, phải bảo đảm hắn an toàn. Bức bản tôn liều mạng a, đạo tiên thản nhiên nói. Ngươi chớ làm loạn, Thanh Y đạo nhân một tiếng quát mắng. Trợ hắn mở cửa, không cần công phạt, đạo tiên rút kiếm đăng thiên, từ chính diện giết hướng bán thần cổ thi, trước tạm không nói xuyên quần cụt hắn có nhiều hài hước, này nhất cử vẫn là rất bá khí ầm ầm. Oanh! Thương thiên lại động rung động, một cái chớp mắt sấm sét vang dội. Là đạo tiên mở cấm pháp, khắc tại bên ngoài thân huyết mạch đồ đằng, cùng hắn đạo tác hoàn mỹ dung hợp, hồi phục một loại lực lượng đáng sợ, quanh người hắn hư vô không gian, đều đang vặn vẹo bên trong ầm vang vỡ nát, hơn nữa không gian còn không cách nào khép lại, thậm chí 3, 5 trượng thiên địa, đều rất giống đã biến thành hư ảo. Bản nguyên bị phong lại vẫn có thể mở cái này cấm pháp. Thanh Y đạo nhân thổn thức chặt lưỡi, chỉ muốn nói một câu. Ngưu bức, chính xác nói vô tâm người nghe hữu ý, Triệu công tử cái kia tâm cảnh hãi nhiên, có ý gì, đạo tiên bản nguyên bị phong lấy. Bản nguyên bị phong đều có thể đánh như vậy, chiến lực toàn bộ triển khai chẳng phải là muốn thượng thiên, trong truyền thuyết thái sơ hoang ma thể, quả là đủ mạnh rất khủng bố, hôm nay quả thực lớn khai nhãn giới. Hắn hãi nhiên lúc, Không Niệm Thiên tay ngọc đã đặt ở vai trái hắn bàng. Một bên kia Thanh Y đạo nhân, bàn tay thì đặt ở bả vai phải. Vẫn là bản nguyên tiên lực mãnh liệt lăn lộn, vẫn là bản mệnh đạo tắc sen lẫn bay múa. Yên lặng Vĩnh Hằng chi môn, lại một lần ầm vang mở rộng. Chỉ có điều, lần này không có Vĩnh Hằng quang công phạt mà ra. Đã không có công phạt, Triệu Bân phản vệ liền có thể không đáng kể. Oanh, phanh, nhìn đối diện hư vô, đạo tiên đã cùng bán thần cổ thi khai chiến. Mở thái sơ cấm pháp hắn, đúng như là biến thành người khác, chính diện cùng bán thần cổ thi cứng đối cứng, càng là không rơi vào thế hạ phong, nhìn Triệu công tử bọn hắn. Đều không ngừng nhếch miệng chặt lưỡi. Nhưng bọn hắn cũng biết, mở này cấm pháp nhất định có huyết đánh đổi. Đạo tiên phương mới cũng đã nói, muốn liều cái mạng già, tuyệt không phải đùa giỡn. Cũng như trước kia điên cuồng như vậy. Thanh Y đạo nhân lẩm bẩm ngữ, tựa như biết đạo tiên muốn làm gì. Đồng dạng là tiên vương Không Niệm Thiên, từ cũng biết tiên dụng ý. Chỉ Triệu công tử không rõ ràng cho lắm, tất cả bởi vì cổ thi cùng đạo tiên đại chiến, quá tinh diệu tuyệt luân, tựa như một tên sát thần cùng một tôn ma thần tại đại chiến, đánh càn khôn hỗn loạn, chiến hạo vũ sụp đổ. Chuẩn bị. Thanh Y đạo nhân đột nhiên một lời, lòng bàn tay có chữ triện khắc họa. Không Niệm Thiên hiểu ý, bàn tay ở giữa cũng có cổ lão tiên văn lưu truyền. Cho ta đi vào đi. Nhưng nghe đạo tiên quát to một tiếng, lại ôm lấy bán thần cổ thi. Hắn lấy đạo tắc xích sắt đem hai người buộc chặt, thẳng đến Vĩnh Hằng chi môn bay tới. Triệu công tử gặp chi, khóe miệng không khỏi kéo một cái, đến nước này khác mới biết được tiên chân đang dụng ý, là muốn đem bán thần cổ thi, nhét vào hắn Vĩnh Hằng chi môn cái nào. Cái này mẹ nó không có gì ách nạn a. Siêu, bị trói tại một khối đạo tiên cùng cổ thi, như một đạo tiên quang xẹt qua bầu trời. Triệu Bân ngửa ra đầu, là mắt thấy cái kia hai người bay vào hắn Vĩnh Hằng chi môn. Trung thực đợi, quay đầu lại thu thập ngươi. Trong Vĩnh Hằng môn, truyền ra đạo tiên lời nói. Không Niệm Thiên hòa Thanh Y đạo nhân đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ đạo tiên đi ra, liền sẽ phong môn này. Nói trắng ra là, bọn hắn muốn đem Vĩnh Hằng chi môn xem như một cái phong ấn. Bán thần cổ thi sẽ bị phong vào trong đó, đợi bọn hắn tìm đủ giúp đỡ, lại cho hắn phóng xuất. Hợp nhau tấn công, dù sao cũng tốt hơn hắn ba tốn sức như vậy. Mà mẹ nó, đây là gì? Hai tôn tiên vương không chờ tới đạo tiên, lại chờ được đạo tiên một câu chửi bậy. Sau đó, liền nghe Vĩnh Hằng cánh cửa bên trong, truyền ra một mảnh ùng ùng âm thanh. Tình huống gì, Triệu Bân vô ý thức ngoái nhìn. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy môn bên trong có Vĩnh Hằng bất hủ quang tại rong chơi bay múa. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn mở ra Vĩnh Hằng chi môn. So trong tưởng tượng càng kỳ dị. Cũng là tại hắn mong nhìn xem, hắn nhìn thấy đang hướng bên ngoài chạy đạo tiên. Nhưng, cái kia hàng vừa mới bước ra một chân, liền lại bị hút vào trong môn. Nhìn một chút, hắn cũng đi theo vào. Hoặc có lẽ là, hắn là bị một cỗ cường đại mà lực lượng không thể kháng cự.
hút đi vào. Mà mẹ nó, đây là gì? Đồng dạng nói tục, Triệu công tử cũng sổ một câu. Chuyện đột nhiên xảy ra, Không Niệm Thiên hòa Thanh Y đạo nhân đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng không đợi bọn hắn phản ứng, Vĩnh Hằng chi môn liền lại ầm vang khép lại. Cũng đúng, liền Vĩnh Hằng tiên thể đều đi vào, môn không đóng mới là lạ chứ. Triệu Bân, Không Niệm Thiên một bước vượt qua, muốn mở ra Vĩnh Hằng chi môn. Đáng tiếc, nàng không phải Vĩnh Hằng tiên thể, nàng cũng mở không ra cánh cửa này, mặc dù có phương pháp có thể mở ra, thời gian cũng sẽ không cho phép, bởi vì từ Triệu Bân sau khi tiến vào, Vĩnh Hằng chi môn liền biến mất. Hắc động, âm u lạnh lẽo cô quạnh. Triệu Bân cùng đạo tiên ở trong hắc ám, vừa đi vừa nghỉ. Đạo tiên tu vì cao thâm, đi đâu đều ổn ép một cái, cho dù ở trong hắc động, cũng như một cái du khách, giống như là chạy cái này thưởng thức phong cảnh, không hổ là đỉnh phong tiên vương, là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Nhìn Triệu công tử, đi liền dè đặt. Hắn thời khắc đều mang theo kiếm, đi đâu đều trái nhìn nhìn phải. Khi trước cảm giác, bây giờ vẫn như cũ có, vô luận đi đến đâu, hắn đều cảm giác hắc ám chỗ sâu, có một đôi để u quang mắt, đang ngó chừng hắn nhìn. Nhìn hắn toàn thân trên dưới đều gió mát siêu siêu. Chớ sợ, có ta ở đây, đạo tiên một lời bức cách tràn đầy. Có ngươi tại, ta mới sợ, Triệu Bân há miệng tới một câu như vậy. Tinh nghịch, đạo tiên tùy ý phật tay, từ Triệu Bân ma giới xách ra một bầu rượu. Triệu Bân nhìn lông mày trao lên, ma giới là có cấm chế, lại là nguyệt thần truyền cho hắn lạc ấn cấm chế. Đạo tiên vậy mà không nhìn, có thể tùy tiện từ hắn ma giới lấy đồ, như thế niệu tính sao? Xét thấy đạo tiên thủ đoạn thông thiên, hắn đem ma giới bỏ vào vĩnh hằng giới. Nếu có thể từ vĩnh hằng giới tùy ý ra bên ngoài lấy đồ, đó mới là thật sự nghiêu bức. Ta có một cái nữ đồ nhi, cùng ngươi niên kỷ tương tự. Đạo tiên ực một hớp rượu. Xong việc, hắn mới bổ nửa câu sau, hai người góp một đôi, tất nhiên rất xứng. Ta có thê tử, Triệu Bân vừa đi vừa mong nhìn tứ phương. Bỏ vừa vặn rất tốt, đạo tiên ngáp một cái. Tiện tay ném đi hồ lô rượu. Triệu Bân từ tứ phương thu con mắt, nhìn đạo tiên ánh mắt lại thành tà, người nói đây là tiếng người. Hắn bắt đầu có chút hiểu rồi, biết rõ chế tài giả vì đi ăn cướp hàng này. Nếu hắn là chế tài giả, ăn cướp sau đó, cái cổ siêu vẹo cây phần món ăn nhất thiết phải an bài bên trên. Nói đến tiên giới chế tài giả, vẫn tại dưới cây khắc mộc điêu, chỉ khi thì trách mắt, nhìn một chút hắc động, đạo gia tiểu bối cũng là có ý tứ. Gì cũng dám hướng về Vĩnh Hằng chi môn nhét, rớt xuống hố A. Thanh Nhàn không chỉ tiên giới chế tài giả, còn có phàm giới chế tài giả. Bất đồng chính là, một cái tại khắc mộc điêu, một cái thì ngồi xổm ở bờ sông câu cá. Lão Quan Nhi, còn sống không có. Xéo đi. Nghiêu bức như vậy, có loại xuống A. Hai tôn đại thần cũng là có tư tưởng, hơn nửa đêm cách không mắng nhau. Mắng lấy, hai người đều dơ lên con mắt. Là mắt thấy một đạo nguyệt quang xẹt qua thiên tiêu. Đó là nguyệt thần, cũng là hơn nửa đêm ngủ không được, dẫn một đám thần minh vừa đi vừa về tản bộ. Không có cách nào, dáng dấp quá đẹp, người theo đuổi nàng quá nhiều. Hai chế tài giả đều hít sâu một hơi, một màn kia thật mẹ nó đẹp mắt. Sao chạy hắc động? Nếu không thì thế nào nói là Tú Nhi, cách Hoàn Vũ Càn Khôn đều có thể nhìn xuyên hắc động. Nàng không nhúng tay, như vậy lúng túng hoàn cảnh. Không nhúng tay vào chính là đang bảo vệ Triệu Bân. Vĩnh Hằng chi môn, mở. Như lời này, Triệu Bân một đường đã nói nhiều lần. Lúng túng chính là, từ vào hắc động, này tiên tàng liền tựa như mất linh, Triệu không ra Vĩnh Hằng chi môn, cái này khiến hắn bất giác cho là, bởi vì trận này ách nạn, Vĩnh Hằng chi môn tiên tàng lại khép lại. Bản nguyên không trọn vẹn, tại hắc động dùng không thể này tiên tàng. Đạo tiên chậm chậm nói. Không nói sớm. Triệu công tử cuối cùng là từ bỏ, gà mờ Vĩnh Hằng quả thực lúng túng. Hai người lại định thân, đã là sâu trong bóng tối. Nơi đó, bừng tỉnh hình như có một vòng lóng lánh tỏa sáng. Chờ đến gần nhìn lên, mới biết là một ngụm quan tài thủy tinh tài. Ai bày cái này? Triệu Bân mang theo kiếm, nhìn nhìn bốn phía. Vẫn là đạo tiên trực tiếp, cách không hút tới quan tài. Trong quan tài cũng không người, vẻn vẹn có một đóa khô héo hoa sen. Đạo tiên nhìn một hồi thịt đau. Triệu công tử tâm cảnh cũng gần như. Cái này hoa sen cũng không phải bình thường vật, lại là tinh hoa tang tận. Cũng không biết là cái nào bại ra đồ chơi, đem một đóa hoa đặt ở trong quan tài. Siêu. Đạo tiên lại đem quan tài thủy tinh đưa về,
nhân quả này hắn không gây. Triệu công tử mặc dù tâm động, nhưng cái này quan tài vẫn là bất động hảo. Hai người lại ra đi, vừa đi chính là nhiều ngày, người sống một cái không gặp, ngược lại là kỳ quái vật, thấy cái này đến cái khác, tựa như một tòa lão tế đàn, khóa lại một đống không biết niên đại nào xương khô, cũng như một mảnh cát vàng, cuốn lấy một cây ngọc châm nhỏ, trong bóng đêm bay tới bay lui. Tiền bối, lúc nào có thể ra ngoài? Triệu Bân hỏi. Mấy người, vẫn là cái chữ này, đạo tiên đã nói rất nhiều lần. Triệu công tử không rõ ràng cho lắm, cũng không biết vị cao nhân này đến tột cùng đang chờ cái gì. Lại là một vùng tăm tối, đạo tiên đột nhiên định thân, vô ý thức hướng sau lưng liếc mắt nhìn. Nếu không cảm giác sai, đằng sau có cái gì theo bọn hắn. Nhưng món đồ kia rất quỷ dị, thoáng hiện liền biến mất không thấy. Hắn hóa tám đạo phân thân, chạy về phía tám cái phương hướng, mỗi đều khoảng cách bản tôn không xa lắm, là dò đường cũng là canh gác, dù sao đây là không gian hắc động, có quá nhiều không biết mà tồn tại cường đại. Ai? Triệu Bân một tiếng nhẹ kêu, bởi vì kiếm trong tay đang run. Chính xác nói, là khắc tại Long Uyên kiếm thể độn giáp chữ thiên đang run. Lão đại, bên này. Long Uyên một tiếng gào to, chạy về phía một phương hắc ám. Triệu Bân tốc độ kinh mang, cũng là một đường thẳng đến phương kia. Oanh! Bịch! Tĩnh mịch hắc ám, bị bực này âm thanh đánh vỡ. Sau đó, thì thấy Triệu Bân cùng Long Uyên một trước một sau hoành lật lên. Đạo tiên nhẹ phẩy tay áo, tiếp nhận bọn hắn. Triệu Bân còn tốt, Long Uyên liền có chút chật vật. Nhìn cái kia vàng óng ánh kiếm thể, nhiễm quá nhiều pha tạp chi quang. Vật gì? Triệu Bân một bước đứng vững, hai mắt hơi híp nhìn hắc ám. Vừa mới gì cũng không nhìn thấy, liền cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, tới cái kia hung hãn dị thường, hắn cùng với Long Uyên chính là bị cỗ lực lượng kia chấn lật, Long Uyên ỉu xìu không kéo mấy, hắn cái này cũng thương cân động cốt. Cái đồ chơi này thú vị. Đạo tiên cười nói, tựa như có thể thấy rõ đó là gì. Hắn vẫn như cũ ổn ép một cái, nhấc chân vượt qua hắc ám. Ngô! Hắn phía sau kêu rên, rất là ảm đạm. Triệu Bân là mắt thấy hắn đi qua. Cũng là mắt thấy hắn hoành lật trở về, không lóa mắt bước cách, bởi vì cái này một cái hoành lật, bị hô hố sạch sẽ, hơn nữa, đang rơi xuống lúc còn một bước như thế nào đứng vững. Già già, chân sao chả không dùng được. Đạo tiên một lời lời nói ý vị sâu xa, không tiếp tục mạnh mẽ đâm tới. Hắn tế thủ hộ chi quang, kèm thêm Triệu Bân cũng cùng nhau bao phủ. Lần này, hắn hàm xúc không thiếu, là từng bước đi qua. Triệu Bân lúc này mới thấy rõ đó là gì, chính là cùng nhau tàn phá đao gãy, lập lòe một vòng ảm đạm kim quang, liền như vậy lẻ loi treo ở cái kia, xem đao thể bên trên, có từng sợi màu tím khí tại vần quanh. Đao là hảo đao, thế nhưng màu tím khí càng bất phàm. Khi trước bàng bạc sức mạnh, liền xuất từ màu tím kia khí. Thần chi khí uẩn, đạo tiên sờ cầm một cái. Khó trách ngay cả tiên vương đều bị chấn lật, Triệu Bân cũng có cảm giác xem xét. Thần minh tại tiên giới bị tu vi áp chế, nhưng mà tại hắc động lại không cái kia gò bó, đã thần chi khí uẩn, tiên vương chỉ là ngăn không được, cứng rắn muốn mặt dày mày dạn đi lên góp, đó chính là tự tìm phiền phức. Đi qua, thanh đao lấy ra, đạo tiên vỗ vỗ Triệu Bân. Ngươi cũng bị chấn lật, ta có thể đến gần nó. Triệu Bân bĩu môi nói. Vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết. Phương pháp này, vãn bối còn chưa học. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đạo tiên một cước đem Triệu Bân đạp tới, nếu nói thông thường tiên tông đệ tử không có học vạn pháp trường sinh quyết, hắn còn tin tưởng, nhưng đi theo không niệm thiên người bên cạnh, nếu chưa học phương pháp này quỷ đều không tin. Triệu Bân vận chuyển trường sinh quyết, từng bước một tới gần đao gãy. Đừng nói, vận chuyển phương pháp này, đao gãy thật sự không còn đối địch hắn. Hoặc có lẽ là đao gãy bên trên thần chi khí uẩn không tại đối địch hắn, thậm chí mãnh liệt sức mạnh bàng bạc. Bây giờ như ấm áp gió xuân, thổi tới trên mặt cùng thể phách, cảm giác phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Sao sẽ như thế? Triệu Bân tò mò hỏi tiên. Trên đao thần chi khí uẩn, xuất từ ngươi Đại La Tiên Tông tiền bối. Đạo tiên chậm chậm nói. Ngoại trừ không bị ràng buộc thiên, Đại La Tiên Tông còn có người phong chức thần minh. Vậy ngươi cho rằng Tiên Tông sừng sững vạn cổ không ngã, bằng chính là vạn pháp trường sinh quyết. Ta hiểu. Triệu Bân một cái chớp mắt sáng tỏ. Là hắn đánh giá thấp Đại La Tiên Tông, lại xuất từ không chỉ một vị thần. Tất nhiên thần chi khí uẩn xuất từ Tiên Tông tiền bối, tất nhiên là không bài xích vạn pháp trường sinh quyết.
Nghĩ thông suốt điểm này, hắn bước dài tới. Cái gọi là bàng bạc sức mạnh, hắn thấy không có áp lực chút nào. Chờ đến đao gãy trước người, hắn trước tiên đánh đo một phen, lúc này mới đưa tay đi lấy. Lúng túng chính là, hắn khí huyết này bốc lên, cứ thế không có dung chuyển, không phải đao gãy trầm trọng, là quanh quẩn đao thể khí uẩn, uy áp quá cường đại, không bài xích hắn, không có nghĩa là hắn có thể làm động đậy. Hắn tâm cảnh hãi nhiên. Đây chỉ là thần minh một tia khí, đều bá đạo như vậy, nếu như chân chính thần minh, sợ là một cái rắm, đều có thể bắn chết hắn mấy cái luân hồi. Hắn mở tuyệt cảnh, lấy sức mạnh ra trì, cuối cùng là cầm lên đao gãy. Nặng như vậy, nếu cầm lấy đi đánh nhau, tung chặt bất tử nhân, cũng có thể đem người đập thành thịt nát. Thấy hắn cầm xuống đao gãy, đạo tiên cuối cùng là xông tới. Hàng này ngược lại là tự giác, tiện tay cầm tới, lăn qua lộn lại quét lượng. Thần chi khí uẩn ngươi không dùng đến, thuộc về ta, đạo tiên làm bí pháp, phân đao thể khí uẩn, chiêu đến Triệu công tử một hồi mặt đen, hóa ra ta xuất lực, ngươi nha nhặt có sẵn thôi. Đao này không tệ, về ngươi. Đạo tiên phân khí uẩn, đem đao gãy kín đáo đưa cho Triệu Bân. Xem đi, vẫn là Tú Nhi có dự kiến trước, biết hàng này muốn lừa gạt nàng đồ nhi, sớm trước tiên đem hắn đánh cướp, thần chi khí uẩn cái nào. Ngươi nha nói cầm thì cầm. Khuôn mặt thế nào lớn như vậy lạc. Triệu công tử mặc dù mặt đen, nhưng vẫn là tiếp nhận. Không có thần chi khí uẩn, nhưng đao thể bên trên có độn giáp chữ thiên. Chỉ có điều, chữ thiên ẩn vào trong đao, đạo tiên một mực nhìn thần chi khí uẩn, nghiễm nhiên không hay biết cảm giác. Đạo tiên đô không nhìn thấy, hắn đồng dạng không nhìn thấy. Bất quá, hắn có Long Uyên trên có khắc độn giáp chữ thiên, hai người ở giữa tự có cảm ứng. Không tệ. Bên này, đạo tiên đã đem thần chi khí uẩn dung nhập thể nội. Nhìn thần sắc hắn thoải mái, liền biết được một hồi cơ duyên không nhỏ. Có lẽ là tâm tình không tệ, hắn cũng đưa Triệu Bân một hồi tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa, là một bộ hư ảo cổ thư, ân. Hàng thật giá thật đạo kinh. Cái này, làm sao có ý tứ. Bên trên một cái chớp mắt còn mặt đen Triệu công tử, cái này một giây cái kia cười ha hả. Đừng nhìn bộ này đạo kinh là hư ảo. Lại so hắn lúc trước nhìn cái kia bản kỳ diệu nhiều. Thần chi khí uẩn một chuyện, chớ cùng không niệm thiên nói. Đạo tiên ngữ trọng tâm trường nói. Vì sao, Triệu công tử một bên nghiên cứu đạo kinh, một bên thuận miệng hỏi một câu. Thiên cơ, không thể tiết lộ, nếu không thì thế nào nói là tiên vương, nói chuyện chính là có học vấn. Triệu Bân không nghe hắn nói linh tinh, quay đầu liền cùng không niệm thiên nói. Chạy, cái nào chạy? Đạo tiên đột nhiên một tiếng gào to, thẳng đến một phương hắc ám đuổi theo. Triệu Bân vội vàng hoảng thu suy nghĩ, cũng đi theo, thuận tiện còn mở tiên nhãn, nhìn chòng chọc phương kia, lại là gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết tiên món đồ kia, đến tột cùng đang đuổi cái gì. Động hư cảnh đi, có thể nào cùng đỉnh phong tiên vương so tốc độ. Trước sau bất quá 3, 5 chớp mắt, liền không thấy đạo tiên tung ảnh. Triệu Bân bỗng nhiên định thân, trên dưới trái phải vòng nhìn. Thấy tất cả một mảnh lờ mờ. Tiền bối. Hắn một tiếng kêu gọi xen lẫn nguyên thần chi lực, vô hạn lan tràn tứ phương. Thật lâu, cũng không thấy trong bóng tối có hồi âm, nửa chút âm thanh đều không. Triệu công tử khuôn mặt lại đen, cái lão này là không phải đem hắn ném cái này. Kêu gọi không có kết quả, hắn mới mở ra bước chân, hóa ra rất nhiều phân thân, đi đâu đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ trong bóng tối, đột nhiên thoát ra một tôn tà vật. Ai bảo đây là không gian hắc động đâu? Ngoại giới. Hạo thần tinh vực. Bởi vì bán thần cổ thi bị đẩy vào vĩnh hằng chi môn, mảnh này bị âm khí lồng mộ tinh không, cuối cùng là khôi phục lại sự trong sáng. Nhưng, lúc trước bị chôn giết cái kia một vực sinh linh, lại là cũng lại không về được. Vẫn là cái kia phiến tàn phá cổ tinh, không niệm thiên y cũng đứng ở đó. Nàng tại Triệu Bân trên thân là có lạc ấn ký hiệu, nhưng tiêu ký sớm đã đoạn mất cảm ứng. Vô kế khả thi nàng, chỉ có thể ở chỗ này chờ, khó tránh khỏi Triệu Bân còn có thể từ cái này đi ra. Thanh y đạo nhân cũng tại, đang ngồi tại đỉnh núi hút thuốc. Gặp không niệm thiên lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, hắn mới ung dung một lời. Có tím uyên tên kia che chở, không chết được. Không niệm thiên không nói, nhưng thanh y đạo nhân mà nói, lại làm cho nàng hơi thoáng an tâm. Đạo tiên không phải bình thường tiên vương, chiến lực không tại sư huynh của nàng phía dưới. Bảo hộ Triệu Bân nên không thành vấn đề. Tiền bối. Hắc động, Triệu Bân kêu gọi chưa từng ngừng.
Từ lúc đạo tiên mất liên lạc, hắn đã ở trong bóng tối đi 3 năm ngày. Đến, cũng không thấy đạo tiên ảnh tử, liền nửa chút đáp lại đều không. Ngày thứ 6, hắn lại nhìn thấy kỳ quái vật. Cái kia nên một chiếc chiến thuyền, lơ lửng trong bóng đêm. Đi xem một chút, Triệu Bân nói. Ra lệnh, thì thấy hai phân thân một tả một hữu tiến tới. Triệu Bân thì kết nối phân thân ánh mắt, thời khắc làm tốt mở độn chuẩn bị. Trong tưởng tượng nguy hiểm cũng không có, hắn lúc này mới yên tâm leo lên chiến thuyền. Chiếc thuyền này nhiều năm rồi, nhiều chỗ đã sụp đổ, thân tàu bao quát buồm, đều che đầy cho bụi. Thiên tộc chiến thuyền. Triệu Bân ngước đầu nhìn lên, có thể gặp đầu thuyền sừng sững chiến kỳ. Chiến kỳ có khắc đồ đằng, hắn từng tại thiên tộc thánh nữ cái kia gặp qua. Lão đại, có bảo bối, phân thân truyền đến kêu gọi. Triệu Bân thu con mắt, quay người vào bụi đất loang lổ buồng nhỏ trên tàu. Khoang thuyền dưới đáy, có giấu một cái hốc tối, hắn đến lúc đó, hai phân thân đang hợp lực ra bên ngoài khuôn đồ, là một khối kim quang trong suốt tảng đá, hình thái bất quy tắc, ước chừng vỏ rượu cái kia to bằng. Triệu Bân xẻ tới, quét đo một vòng, không biết đây là gì. Hắn từ vĩnh hằng giới lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, thả ra Vân Thương Tử. Còn biết cho lão phu phóng xuất. Vân Thương Tử nộ khí không nhỏ, đi ra liền đặt cái kia hùng hùng hổ hổ. Mắng lấy, hắn liền ngừng công kích, cái này. Không gian hắc động. Chỗ này mát mẻ a. Triệu Bân ngồi xổm xuống, lấy tay gõ gõ kim sắc tinh thạch. Mát mẻ em gái ngươi, sao chạy tới đây? Ngươi cho rằng ta muốn vào tới. Cái này không có gì bất ngờ xảy ra sao? Ngươi chính xác hố hàng a. Chớ nói nhảm, tới xem đây là gì. Triệu Bân chào hỏi một tiếng, Vân Thương Tử lúc này mới thổi qua tới. Thấy kim sắc tinh thạch, một hồi lâu cũng không thấy hắn nói chuyện. Có thể nhận ra, Triệu công tử hỏi. Hẳn là, bàn thiên cổ tinh, Vân Thương Tử nói không xác định. Gì cái lai lịch, Triệu Bân ôm lấy tinh thạch, giống như gõ dưa hấu tựa như, âm thanh pao pao vang dội. Cái đồ chơi này rất cứng rắn, hơn nữa nặng dị thường, đập người, định so cục gạch dễ dùng. Ta chỉ biết, hắn có thể rèn luyện binh khí. Vân Thương Tử một tiếng ho khan. Vậy thì dọn đi, Triệu Bân rất tự giác, đem tinh thạch ném vào vĩnh hằng giới. Vân Thương Tử sợ là tầm mắt quá thấp, chờ ra ngoài. Tìm người biết nhìn hàng hỏi một chút. A, à, đang nói lúc, chợt nghe một tiếng hét thảm. Vân Thương Tử cả kinh tàn hồn giật mình. Quay đầu chui vào Triệu Bân trong tay áo. Triệu Bân tốc như kinh hồng, mang theo Long Uyên giết ra buồng nhỏ trên tàu, vừa mới kêu thảm truyền lại từ hắn phân thân, vốn đang bên ngoài canh gác, mơ mơ hồ hồ liền bị diệt, liền hắn đều không thấy rõ đối phương là ai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là ai? Lăn ra đến. Triệu Bân xử ở đầu thuyền, hét to âm thanh âm vang. Nhưng, tứ phương một vùng tăm tối. Không có người bồi thường ứng. Nơi đây không nên ở lâu, Vân Thương Tử nói. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu Bân cũng đã quay người rút đi. Trước khi đi, hắn còn đem chiến thuyền dọn đi rồi. Hắn phủ một kiện áo bào đen, trong bóng đêm tiềm hành. Trừ này, hắn còn tại trên thân lau bột đá, lấy che lấp khí tức. Đến nỗi phân thân đi, hắn lại hóa ra mười mấy cái, hoặc ở phía sau đi theo, hoặc tại phía trước mở đường. Hoặc tại trái phải du tẩu, một khi phát hiện có dị dạng, sẽ trước tiên cho bản tôn dự cảnh. Bây giờ, liền Vân Thương Tử đều nghiêm chỉnh. Hắc động không giống như khác, trong bóng tối cất giấu quá nhiều nguy cơ. A, à, không lâu, lại là một tiếng hét thảm. Kêu thảm truyền lại từ hậu phương, là phân thân âm thanh. Chờ Triệu Bân ngoái nhìn lúc, phân thân đã hóa thành một tia u sương mù, đến nỗi là ai đem hắn phân thân đả diệt, căn bản là không có nhìn thấy. Chỉ biết trong bóng tối một đạo huyết ảnh lướt qua, phân thân liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, đạo thứ hai phân thân cũng táng diệt. Sau đó, chính là cái thứ ba, cái thứ tư. Đều không có dấu hiệu nào chết thảm. Nhưng nhìn rõ ràng là gì? Triệu Bân truyền âm Vân Thương Tử. U Linh, đây là Vân Thương Tử đáp lại, có vẻ như cũng không tật xấu gì. Nhiều như vậy phân thân bị diệt, đến mà lại không nhìn thấy là ai. Xưng đối phương vì U Linh không có gì thích hợp bằng, tại cái này đen như mực thế giới, chính là không bao giờ thiếu U Linh, giấu tại hắc ám thần gia quỷ không có. Nó hẳn là sợ ngươi, Vân Thương Tử lại bồi thêm một câu. Triệu Bân cũng là ngờ tới như vậy, nếu chiến lực tuyệt đối áp chế, cũng sẽ không lén lút. Nhưng, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng,
liền đối phương cái bóng đều bắt không đến, hắn chính là một cái bia sống, khó tránh khỏi đi tới, liền sẽ bị chặt một đao, bởi vì tốc độ của đối phương thật sự rất nhanh. Sớm muộn bắt được ngươi. Triệu Bân một tiếng thầm mắng, lại một lần lên đường. Lần này, hắn không động phân thân, chạy lại tặc nhanh. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, trong bóng tối có một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp, lấy hắn cùng Vân Thương Tử cảm giác lực, lại đều không thể truy tung, đối phương thực sự quá nhanh. Quang Minh Thân. Đi tới một chỗ, Triệu Bân thông suốt khai Quang Minh Chi Pháp. Hắc ám thế giới, cái này bừng sáng lộ vẻ phá lệ chói mắt. Ngô. Âm thầm có tiếng rên rỉ, hiển nhiên là U Linh bị lung lay mắt. Chờ hai mắt thành thanh minh, đã không thấy Triệu công tử bóng dáng. Hắn trốn vào vĩnh hằng giới, dùng cái này làm nhìn lén, chỉ cần U Linh hiện thân một cái chớp mắt, là hắn có thể khóa chặt, tiên nhãn truy tung chi pháp, thời khắc mấu chốt có thể đỉnh đại dụng, đơn giản một cái truy tung ấn ký thôi. U Linh không đi, còn tại đằng kia mảnh hắc ám chợt tới chợt lui. Lần này, Triệu Bân cùng Vân Thương Tử đều mơ hồ thấy rõ. Đó là một đạo bóng người màu đỏ ngòm, cơ thể khi thì vặn vẹo, khi thì ngưng thực, thật giống cực kỳ U Linh, Triệu Bân muốn nhìn hắn tôn vinh, lại là hoàn toàn mơ hồ, cái kia thật giống như chính là một cái dị loại quái vật. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi là gì? Triệu Bân trong lòng một quát, rút kiếm giết ra vĩnh hằng giới. Kiếm ngân vang âm thanh là chói tai, xuất kiếm chính là thuấn thân công phạt. U Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, ẩn vào hắc ám. Tốc độ của hắn là rất nhanh, lại là không nhanh bằng thuấn thân. Phốc! Huyết quang chợt hiện, tinh hồng không chịu nổi. Triệu Bân nhất kiếm trúng đích, chỉ có điều bỏ lỡ yếu hại. Đã muốn làm nghiên cứu, cũng không thể một kiếm đem đối phương dây. U Linh gặp trọng thương, tốc độ tùy theo chợt hạ xuống, thậm chí Triệu Bân có thể đuổi kịp hắn thân pháp. Thu! Triệu Bân tế thiên vũ tiên lô, sức cắn nuốt bao phủ hắc ám. U Linh một cái không có đứng vững. Tại chỗ bị hút vào trong lư đồng. Sao không chạy, Triệu Bân rút kiếm mà đến. Không đợi hắn thu hồi tiên lô, đỉnh lò liền bị vén lên. U Linh hơi có chút đạo hạnh, lại mẹ nó lại chạy ra. Nó không ham chiến, chớp mắt trốn vào hắc ám. Triệu công tử thì ánh mắt như đuốc, một đường như bóng với hình. Tiên nhãn đã làm tiêu ký, đi theo ấn ký liền có thể đuổi kịp cái kia hàng. Giống. Đột nhiên một tiếng gào thét. Từ U Linh trên thân vang vọng. Đúng lúc gặp Triệu Bân giết đến, lại gặp U Linh thể nội xông ra một đầu ác long. Lan! Triệu Bân lấy thiên vũ tiên lô mở đường, cho ác long đụng cái băng diệt. U Linh há miệng nôn một đạo huyết mang, càng đem thiên vũ tiên lô chảm lật ra. Đại la thiên tay! Triệu Bân một bước giết đến, một trường từ thiên phủ xuống. U Linh hình thái đột biến, cơ thể cất cao 3-5 trượng, lấy huyết khí hóa ra một ngụm quỷ đầu đại đao. Bổ ra giả thiên trưởng ấn, kèm thêm giết đến Triệu Bân, cũng bị chấn một bước lui lại. Người đánh nhau rất giỏi hả? Triệu Bân cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt mở vĩnh hằng tiên vực. Vĩnh hằng dị tượng, diễn dịch trở thành một phương đại giới, khí tràng rộng rãi bàng bạc. U Linh lại kêu đau một tiếng, 3-5 trượng thân thể, bị nghiền một hồi lảo đảo. Đến nước này, Triệu Bân mới nhìn rõ hắn tôn vinh, có vẻ như chính là một cái quái vật, nó không có cái mũi. Hai con ngươi như chuông đồng, miệng cũng vô cùng lớn, lại sinh ra răng nanh, lập lòe băng lãnh cô quạnh u quang. Lão đạo, đây là gì? Triệu Bân hỏi một câu. Quỷ mới biết, Vân Thương Tử ho khan, cũng là đầu hẹn gặp lại cái đồ chơi này. Bắt tới nhìn một cái. Cùng với ông vang một tiếng, Triệu Bân tế hạo thiên ấn. Tiên vương cấp pháp khí, hắn mặc dù không sử dụng ra được đỉnh phong uy lực, nhưng cũng đầy đủ hung hãn. Lại là một mảnh huyết quang, U Linh bị đè thân thể nứt ra. Triệu Bân gặp khe hở cắm châm, một cái đánh hồn tiên vung mạnh đi lên. U Linh phía sau một tiếng hét thảm, so lệ quỷ càng thê thảm hơn, tựa như có thể sợ chuyên đánh nguyên thần binh khí, chịu Triệu công tử một roi, cả người đều không tốt, lay động một chút, đầu người còn đã nứt ra. Phong! Triệu Bân lại động thiên vũ tiên lô, lần thứ hai thu U Linh. Lần này hắn tay chân trơn tru. Tại trên đỉnh lò đè ép mấy đạo phong ấn phù. U Linh ở trong lò cực điểm va chạm, chính là không xông phá tiên lô phong cấm. Đầu hẹn gặp lại cái này giống loài. Có tà niệm chi lực, tà linh. Lão phu cho là, gọi nó U Linh càng xác thực. Triệu Bân cùng Vân Thương Tử một trái một phải, ghé vào trước lò xem đi xem lại,
lịch duyệt đông đảo như Vân Thương Tử, cũng không nói được cái nguyên cớ, dù sao cũng là hắc động chi vật, hắn chưa từng thấy còn rất nhiều. Nhìn một chút, hai người chợt cảm thấy sau lưng một hồi tinh phong tứ ngược. Chợt quay đầu nhìn lên, thấy là từng đôi hiện u quang đồng tử. Vẫn là u linh, cũng không phải là một hai con, mà là một mảng lớn, bốn phương tám hướng đều có, ô ương ương, đang tự trong bóng tối đi ra, mỗi liếm láp đầu lưỡi đỏ chét, từng trương diện mục có thể so với lệ quỷ. Triệu Bân nắm chặt Long Uyên, u linh có chút nhiều a. Vân Thương Tử thì chui vào Triệu Bân trong tay áo, trên tinh thần ủng hộ Triệu Công Tử. Là nó đánh ta trước, Triệu Công Tử đường đường chính chính đạo, chắc chắn cái này một mảng lớn u linh, là lô bên trong vị này dọn tới cứu binh, đã có tư tưởng có đầu não, ta an vị phía dưới giảng đạo lý đi. Không có người nghe hắn nói nhảm, tứ phương u linh bước chân không ngừng. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, rất giống từng đầu ác lang, đang ngó chừng một con cừu nhỏ. Mà Triệu Công Tử, bây giờ chính là cái kia con cừu nhỏ. Ta thả nó, ta nước giếng không phạm nước sông, Triệu Bân chậm chậm nói. Không có người nghe hắn nói nhảm, u linh có vẻ như chính là thẳng thắn, phần phật một mảng lớn toàn bộ sông tới, có lẽ là số lượng đầy đủ khổng lồ, sức mạnh đều rất đủ, tranh nhau chen lấn, chỉ sợ ăn không được thịt. Bức ta bão nổi. Triệu Bân chiến lực toàn bộ triển khai, trong nháy mắt vào tuyệt cảnh. Tranh. Triệu Bân huy động Long Uyên, quét ra một mảnh kiếm mang. Xung kích ở phía trước u linh, tức thì ngã xuống một mảnh. Nhưng, để cho hắn kinh dị là, bị đánh thành huyết phụ u linh, lại sáp nhập vào khác u linh thể nội, hoặc có lẽ là khác u linh thôn phệ hắn còn sót lại huyết khí, ra chỉ tự thân thể phách. Vân Thương Tử một tiếng kinh ngạc, cái này cũng được. Không có người cho hắn đáp án, trước mắt một màn chính là câu trả lời tốt nhất. Như một cái u linh, bản người bình thường lớn nhỏ, nhưng thôn phệ khác u linh huyết khí, lại cất cao mấy trượng, khí huyết cuồng bạo không thiếu, liên chiến lực cũng cực điểm gia trì, thật là một loại kỳ quái dị biến. Giống. Đang khi nói chuyện, mảng lớn u linh đã giết đến. Thanh âm của bọn nó, tiên thiên kèm theo một loại ma lực, tung Triệu Bân định lực, cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt. Cũng hoặc u linh quá nhiều, thậm chí sóng âm nối thành một mảnh, như một loại lạc ấn, không cách nào che đậy. Thần long bãi vĩ. Triệu Bân lôi thần giận cùng nguyên thần thành cộng minh, tiếng quát thành lôi đình. Sau đó hoàng kim cự long, chính xác bá khí ầm ầm, vần quanh quanh người hắn xoay quanh, nhào tới u linh, liên miên bị quăng lật ra đi, trong lúc đó không thiếu nội tình bạc nhược giả, tại chỗ nổ tung thành xương máu. Mở đường. Triệu Bân thúc giục Hạo Thiên Ấn. Tiên vương kiếm cùng phệ tiên đao. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh, xa không sử dụng ra được tiên vương uy lực của pháp khí, nhưng giết mở một con đường đầy đủ, Hạo Thiên Ấn va chạm tại phía trước, tiên vương kiếm cùng phệ tiên đao thì một trái một phải. Theo sát phía sau. Phốc, phốc, hình ảnh cực huyết tinh, ô ương ương u linh ngã trong vũng máu. Vẫn là giống như là ác quỷ kêu rên, chớ nói Triệu Bân, liền Vân Thương Tử tàn hồn, đều rất cảm thấy dày vò. Vô luận là gào thét vẫn là kêu thê lương thảm thiết, đều kèm theo một loại mê hoặc tâm thần con người siêu cường ma lực. Ông, tam đại tiên vương, minh lực sát thương cực lớn, thật sự đánh vỡ một con đường máu. U linh đại quân cũng là niệu tính, so cái thứ nhất u linh trời sinh tính nhiều, càng là không biết chút nào e ngại, che giả măng mọc hướng Triệu Bân dùng để, có một mảnh ngã xuống, liền sẽ có một mảnh bổ sung lại. Ai cản ta thì phải chết. Triệu Công Tử vừa quát âm vang. Trên đầu lơ lửng thiên vũ tiên lô, cực điểm trùng sát. Hắn một tiếng gầm này mặc dù bức cách tràn đầy, nhưng ô ương ương u linh cũng không mua chướng, nên đánh tới công phạt, là một dạng không mang theo thiếu, hoặc miệng phun huyết mang, hoặc con mắt xạ sấm sét, bí pháp là phô thiên cái địa. Hù dọa bọn chúng, có vẻ như không dùng được, Vân Thương Tử ngữ trọng tâm trường nói. Triệu Bân không thèm để ý hàng này, huy kiếm sinh bổ một cái u linh, một bước đạp lên trời. Đâm đầu vào, thì thấy đông nghịt u linh cản đường, càng là tự bạo thể phách, tinh hồng băng lãnh huyết, thì tụ trở thành một cái biển máu, lại một cái sóng lớn ngập trời bao phủ, đem Triệu Công Tử che mất. Nuốt ta! Triệu Bân một bước quyết định thân hình, hỗn thiên hỏa cùng tiên lôi tề ra. Hỏa cùng lôi xen lẫn, diễn trở thành một mảnh lôi hỏa hải dương, từ bên trong hướng ra ngoài, phản nuốt tinh hồng huyết hải, kèm thêm sau giết đến u linh, cũng là liên miên bị nuốt vào. Không đợi thoát ra liền hóa diệt thành cho. Giống. Có cường đại u linh giết đến, chiều cao đủ mười mấy trượng. Nhiều như vậy u linh thuộc nó chói mắt, mang theo một ngụm quỷ đầu đao,
sinh sinh bổ ra lôi hỏa hải dương, thậm chí muốn giết ra tới Triệu công tử, sững sờ bị một đao này đánh cho lật ra ngã nhào một cái. Giống, U Linh từ tứ phương đánh giết mà đến, đao quang kiếm mang như mưa máu. Triệu Bân liền tự giác, làm di thiên hoán địa, cùng cái kia hình thể khổng lồ U Linh đổi vị trí, như vậy đổi một lần không sao, vốn nên hắn bị công phạt, toàn bộ đều rơi vào khổng lồ U Linh cái kia. Còn U Linh kia chết tặc phiền muộn, lại bị người trong nhà đánh thành một mảnh xương máu. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, vẫn như cũ hướng ra ngoài trùng sát, càng nhiều U Linh ngã ở dưới kiếm hắn. Lão đạo, cái này chỉ U Linh có phải hay không cùng lúc trước có chút khác biệt. Triệu Bân đang hướng giết lúc, liếc qua Thiên Vũ Tiên Lô, cái thứ nhất U Linh còn tại khóa ở bên trong, đang lung tung va đập vào, bộ dáng kia giống như một điên rồ, không có chút nào tâm trí cùng ý thức, rất giống một tôn khôi lỗi. Đích xác khác biệt, mi tâm của nó tựa như so nhiều một dấu ấn. Vân Thương Tử liền nói ngay, vì thấy rõ ràng, tàn hồn còn bay vào lư đồng. Triệu Bân thì ánh mắt lóe sáng, theo con mắt vòng nhìn tứ phương, tại chỗ mỗi một cái U Linh mi tâm, tựa như đều có một đạo quỷ quyệt lạc ấn, mặc dù ẩn vào vô hình, lại là khó thoát hắn tiên nhãn nhìn lén. Là người làm điều khiển. Hình như gian ác khôi lỗi. Triệu Bân cùng Vân Thương Tử từng câu từng chữ. Cuối cùng là khám phá manh mối. Khó trách U Linh đều không sợ sinh tử, nguyên là có người ở âm thầm quấy phá. Cho ta một chút thời gian, lão phu tìm ra người kia. Vân Thương Tử truyền ra lời nói. Triệu Bân không đáp lời nói, lại tức huyết lăn lộn, cực điểm thôi động tiên vương pháp khí, U Linh tựa như giết không hết, ngã xuống một mảnh lại nổi lên tới một mảnh, ngược lại là hắn tiên lực, tại huyết chiến lần lượt bị tiêu hao. Giết! Cái này nhàn nhạt một chữ. Cũng chỉ lũ U Linh nghe thấy. Triệu Bân bọn hắn đoán không giả, âm thầm thật có người điều khiển. Giống. U Linh càng ngày càng nhiều, tụ trở thành một mảnh hải dương. Bị khốn ở trong đó Triệu Bân, tựa như cực kỳ nhỏ bé. Dù sao bị quần ẩu, không bị thương là giả, thể phách bên trên huyết khe, là một đạo tiếp một đạo, dù có vạn pháp trường sinh quyết, cũng nhìn không được thụ thương tốc độ, nghiễm nhiên đã thành một cái đẫm máu người. Tìm được. Không biết cái nào trong nháy mắt, Vân Thương Tử một tiếng gào to. Hắn truyền ra một tia thần thức, cho đại khái phương hướng. Triệu công tử cái kia vô cùng tới tinh thần, một cái đan dược nhét vào trong miệng, cưỡng ép thôi động tiên vương. Minh, hướng Vân Thương Tử chỉ dẫn phương hướng trùng sát, bắt giặc bắt vua, diệt người điều khiển so gì đều trực tiếp. Oanh! Phốc! Bởi vì Triệu Bân chơi bạc mạng, lại một con đường máu bị giết mở. Tự nhiên! Đại giới cũng là thảm thiết, vĩnh hằng dị tượng diễn thành đại thế giới, đã là tan nát vô cùng, có thể xưng tuyệt đối phòng hộ vĩnh hằng tiên vực, cũng bởi vì U Linh công phạt, biến thủng trăm ngàn lỗ. Chính là cái kia, Vân Thương Tử thoát ra tiên lô, quấn ở Triệu Bân cổ tay. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu Bân cũng đã trông thấy sâu trong bóng tối, có huyết sắc ánh sáng. Cái kia thật giống như một vòng huyết sắc thái dương, lẻ loi treo ở trong hắc ám, lóe sáng chính là đỏ tươi quang, thái dương bên trong. Tựa như cất giấu một đạo bóng người mơ hồ, so U Linh nhìn xem còn càng quỷ dị. Tiểu bối, bản sự không nhỏ đi. Không đợi Triệu Bân giết đến, liền nghe mơ hồ bóng người u cười. Triệu công tử không có hồi âm, gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc thái dương. Sau lưng, U Linh gào thét tiếng gầm gừ, dần dần thiếu đi, bọn chúng tựa như rất sợ huyết sắc thái dương, thậm chí huyết sắc dương quang phổ chiếu chỗ, đều thành cấm địa, không một chỉ U Linh dám đi vào. Vậy cũng tốt, tiết kiệm bọn hắn vướng chân vướng tay. Tiếp xuống một trận chiến, là hắn cùng với U Linh người điều khiển. Chiếu đến đỏ tươi dương quang, hắn chậm rãi quyết định thân hình, vô tận thị lực, cũng nhìn không thấu thái dương, chỉ biết nhìn huyết sắc thái dương lúc, căn nguyên của hắn biểu lộ ra khá là sao động, có một loại kỳ quái cảm ứng. Là ai, xưng tên ra, Vân Thương Tử hét lớn một tiếng. Ngươi, không có tư cách biết, U Linh người điều khiển khặc khặc nở nụ cười. Lời nói chưa dứt, thì thấy huyết sắc thái dương quang mang đại thịnh, từng sợi màu đỏ dương quang, bừng tỉnh giống như thành sát kiếm, phàm tia sáng phổ chiếu chi địa, cũng là không khác biệt công phạt, chói tai kiếm ngân vang vang dội hắc ám. Thiên ngự, mở. Triệu Bân một tiếng lạnh quát, lại mở vĩnh hằng thủ hộ. Mà hắn, thì tay cầm long uyên thẳng đến huyết sắc thái dương. Tiếng leng keng vang lên theo, dương quang diễn hóa thành kiếm, liên miên bổ vào trên thiên ngự phòng hộ. Chém thiên ngự hỏa quang bắn ra bốn phía, còn bị xé mở từng đạo khe hở, Triệu Bân lại tại chỗ nhuốm máu. Lăn ra đến.
Triệu Bân huy kiếm chỉ phía xa Thái Dương, làm ngự kiếm phi tiên. Hắn ngôn xuất pháp tùy, màu vàng mưa kiếm bẻ gãy nghiền nát. Điêu trùng tiểu kỹ, U Linh người điều khiển hí ngược nở nụ cười, một tay diễn xuất một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy cực kỳ bá đạo, đem Triệu Bân mưa kiếm đều cuốn vào. Dẫn lôi điện, đánh chết hắn choáng nha. Vân Thương Tử gào to đạo. Đây là hắc động, Triệu Bân đơn giản trả lời một câu, lật tay lại là một kiếm. Không tệ, đây là không gian hắc động, hắn dẫn lôi chi pháp ở đây là vô hiệu, nếu không phải như thế, hắn sớm xách đi ra gọi U Linh đại quân, gặp phải xét đánh cảm giác, nhất định là vô cùng sảng khoái. Phá! Triệu Bân trèo lên đi cửu tiêu, bốn tiên vương pháp khí từ thiên đè xuống. U Linh người điều khiển đầy mắt khinh miệt, vẫn là ổn ép một cái. Nhưng thấy Thái Dương vạn đạo tia sáng nở rộ, rộng rãi chi lực ầm vang lộ ra, chấn lật ra bốn pháp khí, kèm thêm Triệu công tử, cũng đạp một bước lui lại, giấu ở trong mặt trời cái vị kia, rõ ràng đạo hạnh không cạn. Giống, cùng với càng mơ hồ long ngâm, tám đầu huyết sắc cự long trùng tiêu mà lên. Triệu Bân cưỡng ép đứng vững gót chân, một kiếm hoạch xuất ra một đạo kim sắc tinh hà, tại chỗ diệt tam đầu long. Cấm, U Linh người điều khiển nhàn nhạt một chữ, làm phong cấm chi pháp. Triệu Bân vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ thể ngừng lại trì trệ, muốn đánh ra công phạt cũng bởi đó mất uy lực, đúng lúc gặp một đầu cự long giết tới, trương bồn máu miệng rộng, một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng. Luyện, U Minh người điều khiển thay đổi ấn quyết. Luyện em gái ngươi, Triệu Bân mắng to vang lên theo. Hắn lại mở vĩnh hằng tiên vực, sinh sinh no bạo huyết sắc cự long. Còn lại bốn đầu long cũng khó may mắn thoát khỏi, đều bị vĩnh hằng dị tượng ép diệt thành tro. Rất tốt. U Minh người điều khiển nhặt một tia huyết sắc khí, hướng thiên mà lên. Huyết sắc khí không có gì lạ thường, lại nhanh như thiểm điện, chém vào vĩnh hằng tiên vực, trước tiên nổ tung, cái này sắp vỡ uy lực cũng không tục, lực lượng hủy diệt bao phủ, lại sập hơn phân nửa vĩnh hằng thế giới. Trả lại ngươi một kiếm. Triệu Bân mi tâm chấp lóe, thiên diệt nguyên thần kiếm ra tay bá đạo. Vẫn là nguyên thần kiếm dễ dùng, U Linh người điều khiển lại không dám ngạnh kháng, lại đem Thái Dương rời, dùng cái này né qua nguyên thần kiếm công phạt, cũng chính là cái này vừa trốn, để cho Triệu công tử nhìn ra nhược điểm của hắn. Đi vào cho ta a. Triệu Bân tế thiên vũ tiên lô, muốn đem Thái Dương thu vào đi. U Linh người điều khiển giống như sớm đã có đoán trước, không biết niệm tụng gì pháp quyết, khiến ánh mặt trời choáng lan tràn, tháo xuống thiên vũ tiên lô sức cắn nuốt. Hơn nữa còn đem thiên vũ tiên lô trần ong ong thẳng run. Chém hắn, Vân Thương Tử hét to gào bá khí ầm ầm. Nói chặt liền chặt, Triệu Bân một cái đánh nghi binh sau đó, đạo thứ hai nguyên thần kiếm xuất thể. U Minh người điều khiển nhíu mày, còn nghĩ đem Thái Dương rời đi, nhưng lần này Triệu công tử cũng không có cho hắn cơ hội, lấy quanh thân chữ đạo bố liệt hắc ám, thành một loại kỳ dị phong cấm, trói buộc huyết sắc Thái Dương. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, huyết sắc Thái Dương tại chỗ vỡ nát. Ẩn núp trong đó U Linh người điều khiển, cũng theo đó rớt xuống đi ra, nhưng hắn cũng không phải là hình người, mà là một mảnh huyết, nhìn Triệu Bân hai mắt híp lại, cũng nhìn xem Vân Thương Tử sững sờ, đây là tình huống gì. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, U Linh người điều khiển tụ ra hình người. Khó gặp hắn ngũ quan, chỉ biết đó là một bộ diện mục dữ tợn. Làm sao có thể, vĩnh hằng huyết thống, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Lúc trước là có huyết sắc Thái Dương che đậy che lấp, hắn cảm giác không chân thiết. Bây giờ Thái Dương băng diệt, lại không cái kia che giấu chi lực, căn nguyên của hắn không là bình thường sao động, cùng cái kia ngày một rõ vĩnh hằng linh thể tiên cốt lúc, không có sai biệt, cái này liền chứng minh cái U Linh này người điều khiển, là người mang vĩnh hằng huyết mạch, đến nỗi là một loại nào, hắn gà mờ này vĩnh hằng cũng không nhìn ra. Nên tà niệm tan huyết, Vân Thương Tử do dự một tiếng. Hắn không quá nhiều giảng giải. Chắc chắn Triệu Bân nghe hiểu được, chuyện này nhìn mãi quen mắt. Đích xác, lời giải thích này Triệu Bân rất dễ dàng tiếp nhận, tựa như năm đó hồng tước tàn niệm. Nếu hắn đoán không sai, nhất định là vĩnh hằng một mạch bản nguyên huyết, thất lạc ở không gian hắc động, thậm chí tàn niệm hòa hợp chính mình dùng, lúc này mới có bây giờ hình thái này, tại trong ngụy biến hóa thành U Linh. Có biết là cái nào một mạch huyết? Triệu Bân hỏi một câu. Không thấy dị tượng, quỷ mới biết là cái nào một mạch. Vân Thương Tử một tiếng ho khan. Muốn nói U Linh người điều khiển, cũng chính xác khéo hiểu lòng người, nói dị tượng, hắn vẫn thật là ra dị tượng, đó là một bộ thật lớn thế giới, cùng vĩnh hằng tiên vực có chút giống nhau, rất cổ lão rất huyền ảo.
Làm gì, U Linh người điều khiển không phải vĩnh hằng một mạch người, dị tượng này là huyết sắc. Huyết sắc bên trong tiềm ẩn bạo ngược, còn có rất nhiều pha tạp chi lực, nhuộm ô chọc chi quang. Là đạo huyết, vĩnh hằng đạo thể huyết. Vân Thương Tử liền nói ngay, hắn chưa thấy qua vĩnh hằng đạo thể, nhưng đạo thể dị tượng, lại có hình ảnh truyền thế, cùng vị này bây giờ sử dụng, gần như giống nhau. Có ý tứ. Triệu Bân một tiếng nói thầm, nhìn đầy mắt mới lạ. Nếu không thì thế nào nói cũng là vĩnh hằng thể truyền thừa đâu. Hắn vĩnh hằng tiên thể cùng vĩnh hằng đạo thể dị tượng, có dị khúc đồng công chi diệu, đều có ảo diệu thiên âm, đều nhuộm cổ lão vĩnh hằng quang. Giết. U Linh người điều khiển một tiếng gào thét, đạo tướng đại giới ẩm vang đánh tới. Triệu Bân thu thần, tàn phá vĩnh hằng tiên vực, lại diễn hóa hoàn chỉnh, đón đầu liền mắng đi lên. Oanh! Hai cái dị tượng đại giới chạm vào nhau, oanh âm thanh triệt để hắc ám. Vĩnh hằng tiên vực sụp đổ nửa bên, đạo tướng đại giới cũng không tốt gì, bên trong sơn sơn thủy thủy, cơ hồ hoàn toàn băng diệt, sự ở trong đó U Linh người điều khiển, tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết. Tiếc thiên! Triệu Bân một bước vượt ngang hắc ám, sát nhập vào đạo tướng đại giới. Hắn một quyền có thể xưng bá thiên tuyệt địa, kém chút cho người ta đánh bể. Chết đi! U Linh người điều khiển con mắt sóng radio mang, đánh cho Triệu Bân huyết cốt bay tứ tung. Triệu Bân không nhìn thẳng, trường sinh quyết cực điểm vận chuyển, khử diệt sát ý, cũng trong nháy mắt khép lại vết thương, đạo thứ ba nguyên thần kiếm xuất thể, ra chỉ bản mệnh đạo tắc, lại giao phó hỏa diễm cùng lôi đình chi uy. Một kiếm này uy lực đủ mạnh, mạnh U Linh người điều khiển lại một lần bỏ chạy. Dù sao, hắn không có chân thực nhục thân, ở nhờ chỉ là đạo thể huyết. Đại La Thiên Tay. Triệu Bân một bước đuổi kịp, trầm trọng trưởng ấn từ thiên nắp rơi. Tinh hồng huyết quang nhất thời chợt hiện, U Linh người điều khiển suýt nữa bị đánh thành thịt nát. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Triệu công tử đưa tay lại một trường. Nhưng, không đợi hắn trưởng ấn rơi xuống. U Linh người điều khiển liền mở chui, chân không phải bình thường trơn tru, hơn nữa thân pháp quỷ quyệt, bên trên một cái chớp mắt còn tại trong quang minh, cái này một giây liền biến mất trong bóng tối. Cái nào chạy? Triệu Bân rút kiếm truy sát, lấy vạn đạo kiếm mang mở đường. Vân Thương Tử cũng đầy đủ hoạt động mạnh, trên tinh thần ủng hộ Triệu Bân. Chờ ta hoàn thành lột xác, nhất định chém ngươi. U Linh người điều khiển phẫn nộ gào thét, lại là độn cũng không quay đầu lại. Là hắn đánh giá thấp cái này tiểu vĩnh hằng tiên thể, nội tình thật là hùng hậu, còn có nguyên thần công phạt, cũng quá mẹ nó bá đạo, dung tuyệt trần thiên mệnh. Lúc này mới có lực sát thương như thế. Oanh, phanh. Cô quạnh u lãnh trong bóng tối, tiếng oanh minh vang vọng không dứt. U Linh người điều khiển bỏ chạy tại phía trước, Triệu công tử thì truy sát ở phía sau. Lại đằng sau, chính là Như Uông, Dương một dạng U Linh, tất nhiên là U Linh người điều khiển đang triệu hoán. Rất rõ ràng là, đánh đơn độc chiến, hắn chơi không lại cái này tiểu vĩnh hằng thể, không phải liền phải tìm người hộ giá đi. U Linh đại quân cũng như khôi lỗi, Triệu Bân chơi bạc mạng truy sát người điều khiển, bọn chúng thì liều mạng truy sát Triệu công tử, ba một trước một sau, đem mảnh này hắc ám, gây rối mù. Bắt được hắn. Bắt sống. Vân Thương Tử trách trách hô hô, thật sự trên tinh thần ủng hộ Triệu Bân. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng không khả năng buông tha U Linh người điều khiển. Có như thế cái nhân tố không xác định, thủ hạ còn có một chi xuất quỷ nhập thần U Linh đại quân, khó tránh khỏi ngày nào liền bị quần đấu. Chờ ta hoàn thành lột xác, nhất định chém ngươi. Vẫn là câu nói này, U Linh người điều khiển lại giống lên một lần. Hắn cũng có nói lời này tư bản, bởi vì hắn chạy đích xác rất nhanh, Triệu Bân mưu đủ nhiệt tình truy sát, cứ thế không có bắt được hắn, có mấy lần như vậy, còn bị kéo dài khoảng cách, chính là đuổi không kịp. Thả hổ về rừng. Họa loạn vô tận. Đạo lý kia Triệu Bân hiểu, tất nhiên là chuyện hôm nay hôm nay. Phía trước, bừng tỉnh hình như có một túm ánh sáng. Triệu Bân vô tận thị lực, mới mơ hồ nhìn thấy đó là gì, tựa như là một mảnh lục địa. Đúng, đó chính là một mảnh lục địa, ước chừng quên cổ thành cái kia to bằng, lẻ loi treo ở trong hắc ám, cũng không biết trong đó vật gì phát sáng, thậm chí toàn bộ lục địa, đều lóe lên chợt lóe. Kỳ quái, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Trong lỗ đen vì sao lại có lục địa? Hắc động quỷ dị, chuyện kỳ quái nhiều. Vân Thương Tử chậm chậm nói. Lời này Triệu công tử tin, hắn tại hắc động chờ đợi cũng coi như có một thời gian, đích xác thấy rất nhiều kỳ quái chi vật, cũng đích xác tao ngộ rất nhiều chuyện kỳ quái, tựa như cái này U Linh, không biết vì sao mà sống, cũng không biết trong bóng đêm sinh tồn bao nhiêu năm. Siêu.
U Linh người điều khiển tốc độ kinh hồng, như một đạo huyết quang chui vào lục địa. Triệu Bân như bóng với hình, cũng đi theo giết đi vào, vô ý thức vòng nhìn tứ phương, một mắt mong tận lục địa, cái này nên một mảnh tàn phá di tích, có núi có nước có rừng cây, nhưng lại biểu lộ ra khá là hoang vu. Đừng để hắn chạy, Vân Thương Tử nói. Lời nói chưa dứt, thì thấy Triệu Bân tế thiên diệt nguyên thần kiếm. Huyết quang tùy theo chợt hiện, U Linh người điều khiển suýt nữa bị đánh thành một vũng máu bùn, nhưng hàng này ta có thể chịu, mặc dù đã không người chi hình thái, nhưng chân vẫn như cũ trơn tru, vượt ngang không gian trốn vào núi rừng bên trong. Chân áp, Triệu Bân thúc giục Hạo Thiên Ấn, Lăng Thiên ép tới. Tích tắc này, còn tại liều mạng chạy trốn U Linh người điều khiển, vậy mà ngừng, không nhìn Hạo Thiên Ấn, chỉ nhìn Triệu công tử, vừa mới tố ra gương mặt bên trên, treo là một vòng giảo hoạt u cười. Triệu Bân gặp chi, ngừng lại có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, dự cảm rất nhanh ứng nghiệm, U Linh người điều khiển lại đột nhiên biến mất. U Linh người điều khiển biến mất không sao, toàn bộ sơn lâm đều ông run lên, ngừng lại phong vân đại tác, có lôi đình tàn phá bừa bãi, có kiếm mang bay tán loạn, càng có từng sợi quỷ quyệt màu đen khí, mạn thiên phi vũ. Chu sát trận, Vân Thương Tử một hồi kinh ngạc. Không tệ, là chu sát đại trận, tiềm ẩn tại núi rừng bên trong. U Linh người điều khiển chạy trốn, Triệu công tử lại chịu cái ngay ngắn, bị lôi đình đánh trúng, một cánh tay tại chỗ nổ diệt, không chờ thở một ngụm, lại bị đánh một đạo kiếm mang, lúc trước ngực đến phía sau lưng, bị đâm ra một cái lỗ máu. Đáng sợ nhất là cái kia từng sợi màu đen khí, suýt nữa đem Triệu Bân thân thể, xé thành thịt nát nát vụn cốt, liền bản mệnh nguyên thần cũng khó địch hắn tuyệt diệt, bị chém ra từng đạo khe rãnh. Mẹ nó! Triệu công tử một tiếng thầm mắng, như dao long bay lên trời. Hắn một đạo phách thiên trảm, đem che lấp rừng núi hắc ám chặt ra một đạo lớn vết rách. Nhưng, không đợi hắn thoát ra sơn lâm, vết rách liền khép lại, phía sau đoàng một thanh âm vang lên, đụng đầu hắn phá máu chảy, ở đây có vẻ như không phải một mảnh sơn lâm, mà là một mảnh cổ quái tiểu thế giới, bốn phương tám hướng đều có che chắn, nếu không phải che chắn cách trở, hắn như thế nào đầu đụng tường một cái bên trên. Oanh, chanh, lôi đình lại một lần tàn phá bừa bãi, kiếm quang cũng đi theo bay múa. Còn có cái kia từng sợi màu đen khí, cũng như điện mang bay tán loạn. Triệu Bân đọa thân trong đó, chịu sát trận công phạt, bị đánh đứng cũng không vững, may có trường sinh quyết, có thể cực điểm tái tạo thể phách, nếu đổi lại tầm thường động hư cảnh, sợ là sớm bị đánh thành bụi. Chống đỡ. Vân Thương Tử vội vàng hoảng đạo, tại tìm phá trận chi pháp. Triệu Bân thì phòng ngự toàn bộ triển khai, cực điểm vũ động long uyên. Hắn đồng dạng tại nhìn lén tứ phương. Không biết trận này là người phương nào sở tạo, chỉ biết lực sát thương vô cùng cực lớn, chỉ cần trong trận có sinh linh còn sót lại, liền sẽ bị hắn vô tình diệt sát, mà hắn chính là sinh linh kia. Tiểu bối, phần đại lễ này còn ưa thích. Rừng núi biên giới, U Linh người điều khiển hiển hóa chân thân. Hắn lại tố ra hình người, lộ ra hai hàng sâm bạch răng. Triệu Bân không có phản ứng đến hắn, cũng không rảnh lý tới hàng này. Là hắn khinh thường. Xem thường U Linh người thao túng linh trí, lại cũng là một cái diễn trò cao thủ, lúc trước một đường bỏ chạy một đường tỏ ra yếu kém, chính là tại mê hoặc hắn, đối phương mục đích thực sự, chính là dẫn hắn tới đây, lấy mượn sát trận đem hắn chu diệt. Cái này, chính là ngươi mộ phần mộ. U Linh người điều khiển cười gần một tiếng, lật tay lấy một cây cờ lớn. Cùng với đại kỳ huy động, sơn lâm lại là run lên, ngoại trừ lôi đình, kiếm quang cùng màu đen chi khí, không ngờ nhiều không gian lực lượng. Như từng chuôi sát phạt chi kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng Triệu công tử phách trảm. Không có bể tách ra cái nào, Vân Thương Tử một tiếng ho khan. Không có bể tách ra, vậy liền nổ, Triệu Bân cũng là ngoan nhân, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tự bạo tiên vương kiếm. Không tự bạo có thể thực hiện được, dù sao cũng tốt hơn chôn ở trong trận. Chủ yếu là sát trận quá kinh khủng, sợ là không đợi nghiên cứu ra sơ hở, liền bị giết chết. Thời gian không đợi người. Muốn mạng sống liền phải phía dưới mãnh liệt liệu. Oanh! Tiên vương pháp khí tự bạo, uy lực không là bình thường cực lớn. Từ xa đi xem, tự bạo tiên vương kiếm, tựa như một vòng mặt trời sáng chói, ầm vang nổ thành vạn đạo tia sáng, tuyệt diệt chi uy bao phủ, lực lượng hủy diệt lăn lộn, nửa cái sơn lâm đều bị tạc bình. Phốc! U Linh người điều khiển vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ gặp dư ba. Cho dù là dư ba, cũng đủ hắn uống một bầu. Vừa mới tố xuất thể phách hắn, lại bị nổ không gặp người hình, như một cái huyết sắc bao cát,
hoành lộn ra ngoài, cả người đều bị tạc mộng. Trong mơ mơ màng màng, hắn cũng chỉ còn lại một câu mà mẹ nó. Là hắn sống trong bóng tối quá lâu sao? Bây giờ hậu bối, đều xúc sinh như vậy. Tiên vương pháp khí a, lại mẹ nó nói bạo liền bạo, hắn không nghĩ tới Triệu Bân quyết tuyệt như vậy. Đồng dạng không nghĩ tới, còn có Vân Thương Tử, trận này mặc dù không có sơ hở, nhưng không có nghĩa là hắn không phá được, ai có thể nghĩ, hàng này nhưng vẫn bạo tiên vương kiếm, cái kia. Thế nhưng là tiên vương pháp khí a. Trên thực tế, Triệu Bân cũng không muốn tự hủy tiên vương kiếm. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn ngửi được khí tức tử vong. Trận này hơn xa mặt ngoài đơn giản như vậy, giấu giếm một nguồn sức mạnh hủy diệt, mà cỗ lực lượng kia, đủ có thể trong nháy mắt đem hắn tội diệt, hắn chắc chắn, chậm thêm ba lượng chớp mắt, nhất định là hôi phi yên diệt. Hắn đoán một điểm không giả, trận này đích xác có hủy diệt sức mạnh. Chỉ có điều, U Linh người điều khiển khôi phục sức mạnh kia cần thời gian. Làm gì kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ba lượng trong nháy mắt chuyện, tên tiểu bối kia lại cho hắn tới như thế to con kinh hỉ, một tôn tiên vương pháp khí tự bạo, đem sát trận trận cước cùng trận văn, nổ hư hơn phân nửa, cất giấu sức mạnh hủy diệt, cũng bởi đó tán loạn. Đáng chết! U Linh người điều khiển cuối cùng là rơi xuống đất, một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng sơn lâm. Còn kém một chút đâu, không cần quá lâu, ba lượng trong nháy mắt liền tốt, liền có thể nhất kích diệt sát vĩnh hằng tiên thể. Đáng tiếc, biến cố phát sinh, oanh, cùng với một tiếng ầm ầm, Triệu Bân bước ra một bước. Phá trận đánh đổi là thảm thiết, háo tổn một tôn tiên vương binh, hắn cũng bởi vì gặp sư ba, mà ném đi nửa cái mạng, U Minh người điều khiển không có người hình, hắn cái này cũng một dạng, tựa như một cái huyết nhân. Tiền bối, vãn bối nộ khí rất lớn. Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, tay cầm Long Uyên mà đến. Hắn mỗi đi một bước, thể phách liền sẽ tái tạo một phần. Trong đi lại, hắn mi tâm còn khắc ra một đạo cổ lão bí văn, đó là thiên sát bí văn, cũng như vĩnh hằng tuyệt cảnh, là một loại bá đạo trạng thái, chiến lực cực điểm gia trì, sát khí ngập trời lăn lộn. Ngươi, thiên sát cô tinh, U Minh người điều khiển cả kinh, đạp một bước lui lại. Đã đoán đúng, Triệu Bân một bước vượt ngang, lại là một đạo phách thiên trảm từ thiên chặt đi xuống. U Minh người điều khiển không dám ngạnh kháng, lại quay người bỏ chạy. Hắn mặc dù tránh khỏi tuyệt sát, lại không thể né qua kiếm chi uy. Phốc, trong bóng tối huyết quang, vẫn là như vậy tinh hồng. Chịu kiếm ý U Minh người điều khiển, tại chỗ bị chém rụng một tay. Không đợi hắn đứng vững, Triệu Bân liền đã giết đến, vẫn là thiên diệt nguyên thần kiếm, như một đạo kim sắc kinh hồng, mổ ra người điều khiển thể phách, đả thương nặng hắn nguyên thần, đánh tên kia lại hóa thành một vũng máu. A, U Minh người điều khiển kêu gào, liền muốn thoát ra mảnh rừng núi này. Triệu Bân từ không cho hắn cơ hội, đại la thiên tay từ thiên phủ xuống. Hắn trưởng uy bàng bạc, không đợi trưởng ấn rơi xuống, sơn nhạc liền đã nứt ra, đứng ở trên đó người điều khiển, bị đè huyết nhục băng diệt, tựa như một khối huyết sắc bớt, khác ở đen nhánh đại địa bên trên. Ngươi, không diệt được ta. U Linh người điều khiển gào thét, huyết nhục có ô quang lấp lóe. Sau đó, thì thấy một cái màu đen linh châu, từ bên trong bay tán loạn đi ra, đụng diệt đại la trưởng uy. Kèm thêm Triệu Bân, cũng bị chấn một hồi lảo đảo, nhìn Linh Châu ánh mắt không khỏi thâm thúy không thiếu. Viên kia Linh Châu rất quỷ dị, càng là nửa pháp khí nửa bí thuật trạng thái. À không đúng, trong đó còn tiềm ẩn đạo tắc, quỷ hiểu được tu cái gì đạo. Oanh! Ngắn ngủi trong nháy mắt, U Linh người điều khiển đã lên thân, trước tiên tố ra hình người. Thấy hắn miệng phun một đạo liệt diễm, đốt không gian vặn vẹo không chịu nổi, mà ngay cả Triệu Bân sát khí đều có thể hóa diệt. Âm tuyệt tử hỏa, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Thật có bực này hỏa diễm, Vân Thương Tử cũng nói thầm. Diệt, U Linh người điều khiển khàn giọng hét to, liệt diễm hóa thành một cái biển lửa. Triệu Bân bị khốn ở trong đó, càng nhiều sát khí bị đốt diệt, ngay cả bản nguyên lại cũng có thể thôn phệ. Hảo hỏa diễm, Triệu Bân lật tay một kiếm bổ ra biển lửa, từ bên trong nhảy ra. Đâm đầu vào, liền đụng vào đánh tới người điều khiển. Tên kia lại mở đệ tam con mắt, cũng không phải là đặc thù đồng tử, mà là một loại đặc thù bí pháp, có một đạo huyết quang chạm ra, không nhìn nhục thân công kích trực tiếp nguyên thần. Triệu Bân không trốn, dứt khoát ngạnh kháng một cái. Hắn không phải người chịu thua thiệt, chịu đối phương công phạt, tất nhiên là trả lại một kiếm. Vẫn là nguyên thần công phạt kiếm, chém vào đối phương thần hải, lại một lần trọng sáng nguyên thần. Siêu!
U Linh người điều khiển kéo lấy Huyết Lâm thân thể, hai ba bước bước lên trời. Thấy hắn hai tay kình thiên, diễn hóa hạo vũ tinh thần, càng có một vòng huyết nguyệt cùng huyết sắc thái dương tô điểm, uy áp kinh khủng ầm vang lộ ra, tinh quang nguyệt quang ánh mặt trời, cũng là bẻ gãy nghiền nát mạnh. Phá! Triệu Bân nhất kiếm xuyên thẳng Thương Miểu, kịch liệt khuấy động. Lớn như vậy hạo vũ tinh thiên, sững sờ bị hắn quấy ầm vang nổ nát vụn. Còn chưa xong. U Linh người điều khiển chơi bạc mạng, chắp tay trước ngực, nhanh chóng kết động ấn quyết. Tiện tay ấn dừng lại, toàn bộ hư không đều một hồi ông rung động, có một đạo khổng lồ bát quái biến hóa ra, có trận văn bố liệt trong đó, lại còn nương theo có dị tượng, cùng với cổ xưa cô quạnh đạo âm. Lại vẫn thông hiểu đạo gia thần thông, Vân Thương Tử một tiếng kinh ngạc. Triệu Bân mặc dù cũng kỳ quái, nhưng vẫn là giết đi lên, một quyền đánh xuyên bát quái. Lần này, U Linh người điều khiển thật đứng không yên, một bước lảo đảo sau đó, cả người lung la lung lay. Triệu công tử khéo hiểu lòng người, một cái đại xuất bi thủ vung mạnh đi qua. Một trường này cũng đầy đủ kình đạo, lại cho người điều khiển đánh thành một đống bùn máu. Bạo, U Linh người điều khiển cái này một chữ, là phát ra từ linh hồn gào thét. Sau đó, thì thấy cái kia viên rưỡi pháp khí nửa bí pháp linh châu vọt lên tận trời, vét sạch lực lượng cuồng bạo. Né tránh. Vân Thương Tử vội vàng hoàng đạo. Ta đột, Triệu Bân một bước vượt qua hư không. Cùng trong lúc nhất thời, linh châu ầm vang nổ tung, cũng như khi trước tiên vương kiếm, tựa như một vòng lớn thái dương, nổ thành vạn đạo tia sáng, tuyệt diệt chi lực bao phủ, lực lượng hủy diệt lăn lộn, che giấu hư thiên. Phốc, phốc, hai đạo thổ huyết âm thanh, là một trên một dưới. Triệu Bân mặc dù tránh khỏi linh châu tự bạo, nhưng cũng bị nổ tàn phế, chỉ còn dư nửa cái thân thể. Rơi xuống người điều khiển, cũng chỉ còn lại nửa bên, gặp linh châu tự bạo đáng sợ phản phệ. Cái này đều không chết. Mắt thấy Triệu Bân tại hư không lay động, U Linh người điều khiển đầy mắt hãi nhiên. Hắn linh châu cũng không là bình thường pháp khí, lại nổ không chết một cái động hư cảnh. Còn có gì dựa dẫm? Trong hư không, truyền đến băng lãnh cô quạnh lời nói. Triệu công tử đứng vững vàng, năm ngón tay đại thủ bao trùm xuống. U Linh người điều khiển muốn bỏ chạy, lại bị nghiền thể phách diệt vong, oanh một tiếng quỳ xuống đất. A, à, mặc hắn như thế nào thi pháp, như thế nào điều động tiên lực, đều không chống đỡ nổi một trường này. Cũng không đợi hắn dưỡng sức, liền bị thu vào trong Thiên Vũ Tiên Lô, xét thấy hàng này thủ đoạn không cạn, Triệu Bân còn tại Tiên Lô càng thêm cầm trên trăm đạo phù chú, lấy Hạo Thiên Ấn cùng Phệ Tiên Đao trấn áp. Oanh, bao, bịch, lô bên trong âm thanh không ngừng. Là người điều khiển đang hướng đụng. Tiếc nuối là, hắn bây giờ đã không phá phong sức mạnh. Cứu ta! Hắn một tiếng kêu cứu, là đối với U Linh Đại Quân tử mệnh lệnh. Nói đến U Linh Đại Quân, đã từ bốn phương tám hướng giết tới mảnh này lục địa, cũng như từng tôn khôi lỗi, chạy Triệu Bân đánh tới, đây không phải là một hai cái, đó là đen nghịt ô ương ương sóng người hải dương. Cho ta hướng chết đánh. Triệu Bân hóa ra một mảng lớn phân thân. Cũng mang ra mảng lớn Chu Tiên Nô. Các phân thân có phần thượng đạo, tại bốn phương tám hướng đứng lặng, canh giữ ở Chu Tiên Nô trước xe. Nói đánh là đánh, Chu Tiên Nô vạn tên cùng bắn, hướng tứ phương cuồng oanh loạn tạc, xung kích ở phía trước U Linh, liên miên ngã xuống, đó là máu tanh một màn, đem đen nhánh lục địa nhuộm tinh hồng. Ta cho ngươi tìm nơi đến tốt đẹp. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, xách ra một túi bột đá. Xong. Toàn bộ Thiên Vũ Tiên Lô đều bị bột đá thoa khắp. Người sống khí bị ngăn cách, vĩnh hằng giới từ không bài xích, Tiên Lô bị ném vào trong đó, bị khốn ở bên trong U Linh người điều khiển, từ cũng đi theo vào, mặc dù còn tại va chạm, lại khó phá phong ấn. Hắn cái này tiến vào, khống chế U Linh lạc ấn, từ cũng bị che đậy. Nhìn trùng sát U Linh đại quân, mỗi một cái mi tâm, đều không thấy lạc ấn. Không có lạc ấn khống chế, bọn chúng cũng ngừng lại mất tinh khí thần. Cũng đều biết e ngại, không còn như lúc trước điên cuồng như vậy, ngược lại như thủy triều xuống, liên miên rút đi, hướng tứ phương bỏ chạy. Trước khi đi, bọn chúng nhìn ánh mắt Triệu Bân, còn tràn đầy kiêng kỵ. Tiểu tử này rất mạnh rất đáng sợ, mà ngay cả chủ nhân của bọn chúng đều bị đánh phế đi. U Linh đại quân lui. Triệu Bân cứng rắn chống đỡ một hơi, cũng cuối cùng là tản đi, một bước không có thế nào đứng vững, tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hôm nay một trận chiến này, đánh cái kia thảm liệt, chịu U Linh đại quân quần ẩu, chịu hai tôn tiên vương pháp khí oanh tạc, lại cùng U Linh người điều khiển làm một trận, quả thực đứng không yên.
hắn cái này ngã xuống không sao, hóa ra một mảng lớn phân thân, cũng nhao nhao diệt vong. Bây giờ, nếu U Linh đại quân lại đến gãy ra xung kích, hắn hôm nay liền chắc chắn phải chết. Nhanh chóng chữa thương. Vân Thương Tử bay ra, vào Hạo Thiên Ấn, treo ở Triệu Bân quanh thân, là vì bảo hộ. Còn có Long Uyên, Tiên Lôi cùng Hỗn Thiên Hỏa, cũng đều chạy ra, riêng phần mình trấn thủ một phương. Phốc! Triệu Bân nôn một bãi màu đen huyết, lúc này mới ngồi xếp bằng. So sánh Tiên Vương pháp khí tự bạo, để cho hắn khó chịu, vẫn là lúc trước chu sát trong trận màu đen khí, quá mẹ nó quỷ dị, đả thương thân thể không nói, còn trọng thương hắn bản mệnh nguyên thần. Cho nên nói, hắn tự bạo Tiên Vương kiếm, là rất rõ chí lựa chọn, nếu lại muộn mấy cái như vậy trong nháy mắt, tung không bị sát trận chu diệt, cũng sẽ bị cái kia từng sợi màu đen khí, xé thành thịt nát nát vụn cốt. Răng rắc, răng rắc, xương cốt va chạm âm thanh vang lên theo, Triệu Bân thân thể tàn phế tại tái tạo. Hắn thương tuy nặng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không lo lắng tính mạng. Vẫn là trước kia câu nói kia, gặp đạo sống chết trước mắt, hắn đều vô cùng cảm tạ Nguyệt Thần. Tại thế gian nền vững chắc căn cơ, cũng là hắn hùng hậu nội tình, đổi lại khác cùng giai tu sĩ, sợ là sớm đã hồn về cửu u. Ngươi chính là Hồ A. Cái này, là Vân Thương Tử đối với Triệu Công Tử đánh giá. Đếm kỹ một phen, từ hắn được cứu ra di tích viễn cổ, đi đâu nào có ách nạn, một lần so một lần kinh dị, không tại bên bờ sinh tử bồi hồi vài vòng, đều đối không dậy nổi hắn thiên sát cô tinh mệnh cách. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu tử này có vẻ như thật sự kế tục đại vận. Không chỉ một lần trở về từ cõi chết, đây cũng là đại khí vận dấu hiệu. Lại là một cây đại thụ, Vân Thương Tử ngữ trọng tâm trường nói. Chờ vĩnh hằng tiên thể nghịch thiên quật khởi, hắn có thể dính chút ánh sáng, có thể ngồi ở dưới cây hóng mát. Triệu Bân tĩnh như bàn thạch, như lão tăng thiền ngồi, dần dần ổn định khí tức, tại trường sinh quyết vận chuyển phía dưới, đẫm máu thể phách, bị cường thế tẩy luyện. Như tự niết bàn, tại trong ách nạn trùng sinh. A, à, bên ngoài bình tĩnh, vĩnh hằng giới lại kêu gào âm thanh không dứt. Là U Linh người thao túng, đều bị phong ấn, còn mẹ nó không thành thật, một đôi mắt tinh hồng đáng sợ, đây là hắn một tay đào hố to, lại đem chính mình hố, vốn là một hồi tử cục, cứ thế bị tên tiểu bối kia diễn một cách sống động, không những không thể chiếm được tạo hóa, hắn còn thành tù nhân. Giết! Cho ta giết! Hắn kêu gào. Là phát ra từ linh hồn gào thét. Cho dù đến thời khắc này, hắn còn tại triệu hoán hắn U Linh đại quân. Không cần quá nhiều, lại đến gãy ra xung kích, liền có thể diệt vĩnh hằng tiên thể. Làm gì, thiên vũ tiên lô thoa khắp bột đá, mà vĩnh hằng giới che chắn, thì chờ cách lạc ấn ở giữa cảm ứng, hắn cái này gào vang dội, không có gì cái treo dùng, U Linh đại quân đã cùng hắn cắt đứt liên lạc. Hô! Không biết thứ mấy ngày, Triệu Bân mới thức tỉnh. Có lẽ là thương tích quá nặng, thương cũng chỉ đành sáu thành. Hắn trốn vào vĩnh hằng giới, đứng ở thiên vũ tiên trước lò. Có loại thả ta ra ngoài, tái chiến 800 hiệp. U Linh người điều khiển phẫn nộ gào thét. Lão đạo, có thể nhìn ra là cái nào một mạch tàn hồn tàn niệm. Triệu công tử không nhìn U Linh người điều khiển, nhìn về phía chính là Vân Thương Tử. Hẳn là mặt trời lặn thần giáo. Vân Thương Tử trầm ngâm nói. Anh hùng sở kiến lược đồng. Triệu Bân xủy tay, vòng quanh tiên lô vòng tới vòng lui. Lúc trước U Linh người điều khiển sử dụng huyết sắc thái dương, hắn đã từng thấy qua không chỉ một lần, là mặt trời lặn thần giáo giữ nhà bí pháp, hắn ngoài ý muốn chính là, mặt trời lặn người của thần giáo, lại thông hiểu đạo gia thiên phú bát quái. Oan ra ngõ hẹp a, Vân Thương Tử một tiếng thổn thức. Phía trước ở bên ngoài, bọn hắn bị mặt trời lặn thần giáo làm chết đi sống lại. Bây giờ tới hắc động. Lại vẫn có thể gặp được mặt trời lặn người của thần giáo, a à, không đúng, phải nói là tàn hồn tàn niệm, hơn nữa siêu quần bạt tụy, không chỉ thông hiểu đạo gia thần thông, còn dung đạo thể huyết. Luyện, đã mặt trời lặn người của thần giáo mới, Triệu Bân đương nhiên sẽ không nương tay. Theo hắn tâm quyết mặc niệm, tiên lô ông run lên, lô bên trong giấy lên ngọn lửa màu vàng óng, đó là hắn nguyên thần hỏa, muốn đem cái này tàn hồn tàn niệm luyện diệt, đương nhiên, cũng là muốn đem vĩnh hằng đạo huyết luyện ra. Lại là một hồi tạo hóa, Vân Thương Tử chặc lưỡi một tiếng. Vĩnh hằng mấy mạch chi nhánh truyền thừa, giữa hai bên cũng có thể dung hợp. Liền thí dụ như vĩnh hằng tiên thể, có thể tan vĩnh hằng đạo thể huyết, đối với căn nguyên khôi phục, đối với huyết thống gia trì, đều có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, như thế tính ra, cái này cũng không phải chính là một hồi cơ duyên đi. A, à, U Linh người điều khiển kêu rên,
ô trọc khí huyết bị từng mảnh luyện diệt. Triệu Bân không thương hại, nguyên thần chi hỏa sau, lại ra chỉ kinh khủng lôi điện. Không lâu, người điều khiển mi tâm lạc ấn vỡ vụn, là bị lôi điện cưỡng ép đả diệt. Bây giờ, cho dù đem hàng này thả ra, U Linh đại quân cũng sẽ không lại nghe hắn hiệu lệnh. Chỉ cái này một chuyện, lũ U Linh nên cảm tạ Triệu công tử, nếu không phải Vĩnh Hằng Tiên thể hoành không thò một chân vào, bọn chúng còn có thể là từng cái khôi lỗi, cho dù là có thần trí, vẫn là đời đời kiếp kiếp bị nô dịch. Đi ra cho ta a. Triệu Bân một tay thăm dò vào tiên lô, từ U Linh người điều khiển thể nội lấy ra một đạo hỏa diễm. Đó là âm tuyệt tử hỏa, là hỏa diễm bên trong tương đối quỷ dị một loại, rõ ràng là hỏa diễm, lại toàn thân lộ ra một cỗ băng hàn chi ý, lúc trước chịu nó công phạt lúc, hắn đều không biết là thiêu đốt vẫn là đóng băng. Một câu nói, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Siêu, gặp âm tuyệt tử hỏa bị bắt ra, hỗn thiên hỏa ma lưu chạy tới. Hàng này rất kích động cũng rất hưng phấn, Long Uyên có binh khí ăn, tiên lôi có sấm sét nuốt, cùng là chủ nhân tiểu bảo bối nhi, dù sao cũng phải cho nó tới một bữa cơm no, ân. Cái này âm tuyệt tử hỏa cũng không tệ. Về ngươi, Triệu Bân luyện hóa âm tuyệt tử hỏa, tiện tay cho hỗn thiên hỏa. Hỗn thiên hỏa tặc tự giác, cuốn lấy âm tuyệt tử hỏa chạy mất tăm. Tiền bối, đi đường bình an. Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, một trường vỗ ở tiên lô bên trên. Kim sắc nguyên thần gấu lửa hùng nhiên đốt, đó là cực điểm khô diệt. U Linh người điều khiển tiếng kêu rên thê lương, thân thể bị từng tấc luyện diệt, hắn chết phiền muộn cũng phiền muộn, giấu ở không gian hắc động vô tận 5 tháng, đến. Càng là gãy ở một tên tiểu bối trong tay. Cùng với màu đen tàn niệm chi khí từng mảnh rút đi, một tia vàng óng ánh huyết, chậm rãi hiển lộ ra, mặc dù chỉ có một tia, lại tiềm ẩn bàng bạc sức mạnh, có bồng bột sinh linh khí nhào tới trước mặt. Cái kia, chính là vĩnh hằng đạo thể huyết. Triệu Bân có thể tinh tường cảm nhận được, huyết mạch của hắn bản nguyên tại sao động. Hắn không lúc này dung hợp, vẫn như cũ dùng nguyên thần hỏa rèn luyện, đạo huyết mặc dù đã luyện ra, vẫn còn sót lại tạp chất, đem cái này một tia màu vàng huyết, nhuộm pha tạp không chịu nổi, luyện đến tinh túy nhất mới có thể dung hợp. Ngươi lại nhặt được bảo, Vân Thương Tử bay ra khỏi Hạo Thiên Ấn. Triệu Bân chỉ cười một tiếng, yên tâm luyện hóa tạp chất. Vĩnh hằng đạo thể huyết, cũng không phải chính là bảo đi. Suy nghĩ một chút tự bạo tiên vương kiếm, trong lòng của hắn cân bằng không thiếu. Cứng rắn muốn luận giá trị, tiên vương pháp khí thua xa vĩnh hằng bản nguyên huyết. Đủ dùng 3 ngày, Triệu Bân mới đưa đạo huyết luyện đến tinh túy nhất. Vàng óng ánh huyết đã bị nhiếp ra tiên lô, tựa như một đoàn kim quang. Triệu Bân lại khoanh chân mà ngồi, đem đạo huyết từng giờ từng phút theo vào thể nội. Ngô! Đạo huyết nhập thể, liền nghe hắn kêu đau một tiếng. Chân chính vĩnh hằng đạo huyết, là vô cùng bá liệt, vừa mới dung hợp, liền tại rèn luyện máu tươi của hắn, thậm chí chảy tràn vĩnh hằng huyết thống, thêm một vòng khó che giấu kim quang, rất mạnh rất lóa mắt. Oanh! Trong cơ thể của Triệu Bân hình như có oanh minh, phảng phất lôi minh vang dội. Bá liệt đạo huyết, để cho hắn huyết mạch bản nguyên nhấc lên kim sắc sóng biển, đang lăn lộn bên trong cực điểm khôi phục, liền toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Kỳ kinh bát mạch, đều tại bị lực lượng thần bí rèn đúc. Dễ chói mắt cái nào, Vân Thương Tử một tiếng thổn thức. Tự đứng ngoài nhìn, toàn thân lồng mộ kim quang Triệu Bân, không phải liền rất chói mắt đi. Hắn như Thái Dương, vạn đạo kim quang nở rộ, sau lưng còn có vĩnh hằng dị tượng diễn hóa. Trừ này chính là đạo âm, là Triệu Bân đạo tắc, cũng là đạo huyết cất giấu hàm ý, bởi vì bị dung hợp, lại là vĩnh hằng tiên thể một mạch. Lúc này mới bị kích thích ra, cùng Triệu Bân thể phách hoàn mỹ phù hợp. 3. Cũng như dung hợp linh cốt lúc, đạo huyết cũng làm cho Triệu Bân đột phá tu vi. Cái này tiểu cảnh giới kiếm không dễ, nó nhuộm hai mạch huyết thống máu tươi. Nhân phẩm, thật sự rất trọng yếu. Vân Thương Tử một tiếng thở dài, lùi về sau ra ngoài rất xa. Chính xác nói, hắn là bị Triệu Bân bàng bạc khí huyết đẩy đi ra. Lột xác vĩnh hằng tiên thể. Nguyên thần chi lực là cường đại dị thường. Đến nỗi nhân phẩm đi, hắn tự so không được, bị nhốt di tích 800 năm, có vẻ như đã hao hết khí vận hắn, nhưng hắn rất may mắn đụng phải vĩnh hằng truyền thừa, tiểu tử này lại là phúc tướng của hắn. Lại là nửa tháng, lặng yên mà qua. Khoanh chân nhắm mắt Triệu Bân, chưa từng thức tỉnh. Cái này nửa tháng đến, hắn đem đạo huyết hoàn mỹ sáp nhập vào thể phách, còn phục hồi như cũng nguyên thần bên trên còn sót lại thương. Đang lột xác có thể niết bàn, nhìn cái kia một vài bức vĩnh hằng dị tượng,
chính là tốt nhất khắc họa. Siêu. Hỗn thiên hỏa trước tiên hoàn thành thuế biến, đang tại giữa không trung chợt tới chợt lui. Dung âm tuyệt tử hỏa, nó hỏa chi nguyên càng thêm tinh túy, linh trí cũng tăng lên cực lớn, chỉ tiếc, nó vẫn như cũ không cách nào nói chuyện, thậm chí tại Long Uyên cùng tiên lôi trước mặt, vẫn như cũ dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê. Nhân loại, thực sự là kỳ quái giống loài. Ta nói cũng là, thứ này có gì tốt? Tiên lôi cùng Long Uyên không thành thật, tại một đống đồ Tết đến đây trở về tản bộ. Nó hai có một cái rất nguy hiểm ý nghĩ, một mồi lửa đem cho đồ Tết đốt đi. Nơi tốt, Vân Thương Tử coi như bình thường, nhìn lén chính là mảnh này lục địa. Cái này đích xác là một mảnh cổ lão di tích, không biết niên đại nào, cổ lão khí tang thương nồng hậu dày đặc, hắn có một loại cảm giác, mảnh này lục địa chỗ sâu, ẩn giấu một tông không biết tên bảo vật. Hô, Triệu Bân thở dài ra một hơi, chậm rãi mở con mắt. Có thể thấy hắn thâm thúy con mắt, có lưỡng đạo như kiếm quang bắn ra. Xong, liền nghe Vân Thương Tử một tiếng hét thảm. Vốn đang cái kia du lịch, lại bị Triệu Bân ánh mắt mệnh chung, tàn hồn trạng thái nó, bị đánh bốc khói xanh, góp nhặt hồn lực cũng háo tổn không thiếu. Người đại gia, Vân Thương Tử một hồi hùng hùng hổ hổ. Đơn thuần sai lầm, Triệu Bân vặn eo bẻ cổ mà đến, tế nguyên thần chi lực, ôn dưỡng hắn tàn hồn, thiên địa lương tâm cái nào. Hắn thật không phải là cố ý, chỉ trách Vân Thương Tử chạy trốn quá không giảng cứu. Có thể đi chỗ sâu nhìn qua, Triệu Bân xách ra bầu rượu. Ngươi không thức tỉnh, ta dám vào đi sao? Vân Thương Tử nói. Dù sao đây là hắc động, dù sao hắn là tàn hồn, không chạy loạn mới an toàn nhất. Triệu Bân ửng ực một tiếng mãnh quán, tiện tay ném đi bầu rượu, mang theo Long Uyên thẳng đến chỗ sâu. Đi tới một chỗ, thấy hắn đưa tay phất qua tàn phá đại địa, từ trong đất bùn bắn ra một khối miếng sắt, ước chừng móng tay cái kia to bằng, lập lòe yếu ớt quang hoa, còn sót lại có một tí tiên vương chi uy. Không tệ. Đây là tiên vương kiếm mảnh vụn. Tiên vương pháp khí tự bạo, có mảnh vụn còn sót lại. Triệu Bân một đường đi một đường thu thập, đều ném cho Long Uyên dung hợp. Cái này, có chút cứng rắn. Từ trước đến nay giả không cự tuyệt Long Uyên kiếm, hôm nay ăn quả đắng. Tiên vương pháp khí mảnh vụn, cũng không phải như vậy nhẹ nhõm liền có thể dung hợp. Bốn phía xem, Triệu công tử leo lên một đỉnh núi nhỏ, hóa ra trên trăm đạo phân thân. Mà hắn thì nắm kính viễn vọng bốn phía nhìn lén, thấy tất cả lờ mờ một mảnh. A, à, rất nhanh, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Là bị phái đi ra ngoài phân thân, đi tới liền rớt xuống hố. Như bực này ví dụ, phía sau thường có phát sinh, bốn phương tám hướng đều có kêu thảm. Triệu Bân một chút cũng không kỳ quái, đã di tích cổ xưa, tự nhiên khắp nơi là hố, khi trước Chu sát trận, cũng chỉ là một trong số đó. Chỗ sâu còn ẩn giấu rất nhiều cấm chế, cũng không thể tùy ý đụng vào. Thu con mắt, hắn mới chạy về phía di tích phương đông. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt, nơi đó bừng tỉnh hình như có ánh sáng. Đợi cho vùng thế giới kia, mới biết phát sáng là cái gì, chính là một mảnh sạch sẽ hồ nước, thanh tịnh thấy đáy, trong đó không có linh lực tiên khí, lại còn sót lại cổ lão hàm ý, lại cùng với một vòng nữ tử hương. Lão phu bấm ngón tay tính toán. Có cô em xinh đẹp tại cái này tắm rửa qua. Vân Thương Tử thứ nhất xẹt tới, vòng quanh hồ nước dạo qua một vòng. Đích thật là nữ tử hương, chỉ có điều rất yếu ớt, nên tuổi quá lâu. Không có bảo bối. Triệu Bân nhìn lén một phen, quay người rời đi. Hắn lại hiện thân nữa, đã là một tòa tàn phá cầu hình vòng bên trên, phía dưới đường sông, sớm đã khô cạn nhiều năm, liên kiều thể đều sụp đổ nửa bên, nhuộm đầy tuế nguyệt cho bụi, còn lại chỉ là âm u lạnh lẽo cô quạnh. Lão đại, có một tòa tượng đá. Triệu Bân đang lúc đi, chợt nghe phân thân một tiếng kêu gọi. Hắn đến lúc đó, phân thân đang đặt cái kia đào hố, bởi vì pho tượng chôn ở lòng đất, chỉ còn dư một nửa ở bên ngoài. Vẫn là Triệu công tử trực tiếp, một cước đạp mạnh mặt đất. Chôn cất lòng đất tượng đá bị rung ra, rơi xuống đất oanh một tiếng vang dội. Triệu Bân phật tay, quét đi trên tượng đá bùn đất, để thấy rõ chân dung. Người này thật quen mắt a. Vân Thương Tử nói, còn hướng phía trước đụng đụng. Đâu chỉ hắn nhìn xem quen mặt, Triệu công tử nhìn xem cũng quen mặt. Là ai đây, cùng man thần có phần giống nhau. Man thần pho tượng, Triệu Bân sờ cầm một cái. Cũng có thể là man thần hậu duệ. Vân Thương Tử trầm ngâm nói. Nhưng vô luận nói như thế nào, mảnh này lục địa đều cùng man thần một mạch thoát không khỏi liên quan. Tiền bối, không có ý định quấy rầy.
Triệu Bân lấy lư hương, đâm ba cây xạ hương. Vân Thương Tử thì hút tới một bình rượu đục, rắc vào pho tượng phía dưới, nhà hắn tổ tiên cùng man thần một mạch, là có chút ngọn nguồn, làm gì niên đại cổ lão, đến hắn thế hệ này, đã cắt đứt liên lạc. Bái tế sau đó, Triệu Bân tiếp tục đi vào trong. Pho tượng cách đó không xa, chính là một tòa tàn phá miếu cổ. Gặp chi, Triệu Công Tử cùng Vân Thương Tử đều ánh mắt kỳ quái. Man thần một mạch di tích, vì sao lại có Phật đạo truyền thừa miếu thờ? Quỷ dị chính là, miếu thờ bên trong còn có cổ lão Phật âm giống như ngầm hiện. Còn có vật sống. Vân Thương Tử nhỏ giọng nói, vô ý thức hướng về Triệu Bân tiếp cận một phần. Triệu Bân không có trả lời, mang theo Long Uyên tiến vào, thấy vẫn là lờ mờ một mảnh. Đạo âm còn tại vang vọng, truyền lại từ chân tường một cây thiền trượng, khi thì còn có Phật quang lấp lóe. Thiền trượng. Triệu Bân sờ cầm một cái, cũng không đụng lên đi, liền đứng ở nơi xa chăm chú nhìn. Cái kia thiền trượng hẳn là một cái bất phàm vật, nhưng vì sao U Linh người điều khiển không cho nó lấy đi? Vẫn là nói, nơi đây có hố. Nghĩ như vậy, hắn tế một đạo phân thân, thận trọng tới gần thiền trượng. Một màn quỷ dị tùy theo lộ ra, phân thân mới bước ra một bước vậy mà không còn hình bóng. Là chướng nhãn pháp, Vân Thương Tử đột nhiên một lời. Nói xong, thì thấy hắn nhập chủ hạo thiên ấn, tiên vương pháp khí ông run lên. Nó cái này run lên không sao, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thế này sao lại là cái gì miếu cổ, rõ ràng là vách núi, bây giờ bọn hắn liền xử tại rìa vách núi, lại hướng phía trước một bước chính là vực sâu vạn trượng. Khó trách phân thân không thấy tăm hơi. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, thăm dò hướng xuống nhìn nhìn. Phía dưới tối như mực một mảnh, lấy hắn thị lực càng là mong không thấy phần cuối, nhìn nhiều như vậy vài lần, còn có một loại tâm thần bị thôn phệ cảm giác, liền hắn đều như thế, càng không nói đến khi trước đạo kia phân thân, nhất định đã rơi vào vực sâu, lại bị một cỗ sức mạnh thần bí và quái dị cho diệt sạch. Nơi đây không nên ở lâu, Vân Thương Tử lui một phần. Vực sâu gió mát siêu siêu, thổi hắn tàn hồn một hồi chập chờn. Triệu Bân cuối cùng liếc mắt nhìn, quay người liền muốn đi. Nhưng, hắn cái này vừa mới nhấc chân, liền cảm giác một cỗ ba động kỳ dị. Ba động truyền lại từ hắn vĩnh hằng giới, chính xác nói, là truyền cái kia mấy khỏa từ thiên linh châu, lại đều ở nơi này trong nháy mắt, lóe lên yếu ớt ánh sáng. Triệu Bân trao lên lông mày, thiên linh châu bình thường không có gì phản ứng, bây giờ tập thể dị động, chẳng lẽ cảm ứng được đồng loại. Nghĩ như vậy, hắn lại tiến tới rìa vách núi, lại một lần thăm dò hướng xuống nhìn. Vực sâu đen xì, hắn vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối, nhưng mấy khỏa thiên linh châu lại bởi vì hắn nhìn xuống, mà biến dị thường sao động, mỗi đều tiên quang lấp lóe, rất có xông ra vĩnh hằng giới điểm báo. Phía dưới, có thiên linh châu, Triệu Bân trong lòng một lời. Nếu không phải như thế, mấy khỏa thiên linh châu vì sao lại có dị trạng như vậy? Nhìn gì đây, đi a, Vân Thương Tử thúc giục nói. Ta nghĩ tiếp nhìn một chút, Triệu Bân thuận miệng trả lời một câu. Thiên linh châu a, mở ra vạn cổ bí tàng chìa khóa, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bây giờ hiếm có cảm ứng, hắn cũng không bỏ được đi, nếu thật đem thiên linh châu gọp đủ, sẽ là một hồi nghịch thiên tạo hóa. Người điên rồi, Vân Thương Tử mắng, đây là một cái hố. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Triệu Bân nói, tung người nhảy vào vực sâu. Phút cuối cùng còn đem Vân Thương Tử mang lên, trêu đến lão già này tàn hồn run run một hồi. Hô! Triệu Bân tự giác bên tai tật phong hô liệt, như kiếm đồng dạng tại cắt đứt hắn thể phách. Cái này đều không gì, để cho người ta sợ hãi là một mực hạ xuống, lại vẫn luôn không chạm đất, như thế cảm giác, giống như là tại một đường rơi vào cửu u, càng hướng xuống hàng càng băng lãnh, dù là hắn đều dùng mình. Mạc tái làm loạn, đi nhanh, Vân Thương Tử mắng. Triệu Bân không có trả lời, đã mở vĩnh hằng thiên ngự, đã xách ra Long Uyên. Trong bóng tối cũng không bình tĩnh, bừng tỉnh hình như có một đôi mắt, đang ngó chừng hắn nhìn. U Uyên cũng không phải là sâu không thấy đáy, hắn không lâu liền chạm đất. Cũng là hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, trước mắt hình ảnh lại biến. Tứ phương không còn một mảnh đen như mực, mà là một cái thôn xóm nhỏ, phòng ốc đều được tuế nguyệt cho bụi. Không gian tiểu thế giới, Vân Thương Tử kinh ngạc. Thật đúng là nội tàng càn khôn cái nào, Triệu Bân một tiếng thổn thức. Bằng vào thiên linh châu cảm ứng, hắn mang theo kiếm chạy thẳng tới thôn xóm chỗ sâu. Trong đi lại, hắn không chỉ một lần trái nhìn nhìn phải, thôn xóm tuy bị phủ bụi, nhưng lại có người tới thăm dấu vết, có thể gặp phủ kín bụi bậm đá xanh cổ đạo bên trên,
có huyết sắc dấu chân, nếu đoán không sai, là U Linh người điều khiển, liền nói đi. Phía dưới có bảo vật, cái kia hàng làm sao có thể không tới đi loanh quanh. Có người, Vân Thương Tử đột nhiên một tiếng. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu Bân cũng mơ hồ có phát giác. Ngay tại phía trước một giây ở giữa, phảng phất có một đạo hắc ảnh tại cách đó không xa thiểm lược mà qua, tốc độ kia cực nhanh, chớ nói Triệu Bân, liền Vân Thương Tử đều không bắt được chân hình, thật giống cực kỳ khi trước U Linh. Siêu! Triệu Bân lại hóa ra một mảnh phân thân, là dò đường cũng là canh gác. Cùng với dần dần xâm nhập, đạo hắc ảnh kia đi ra ngoài số lần càng ngày càng thường xuyên. Triệu Bân muốn nhìn rõ, muốn dùng tiên nhãn làm truy tung tiêu ký, lại là theo không kịp tốc độ. Lão đại, ở đây! Phía trước, phân thân truyền đến kêu gọi. Triệu Bân rút kiếm mà đến, đánh thật xa liền nhìn thấy một tòa tế đàn, trên tế đàn còn treo lấy một khỏa linh châu. Qua xoa! Vân Thương Tử một tiếng gào to, thiên linh châu. A! À, gào to sau đó, chính là một tiếng hét thảm. Là Triệu Bân mấy đạo phân thân, nghĩ bên trên tế đàn cầm thiên linh châu, lại bị một đạo không hiểu hiển hóa kiếm khí, chém hôi phi yên diệt, hơn nữa. Còn có một tia kiếm ý, từ phân thân đuổi tới bản tôn, đánh cho hắn nguyên thần một hồi nhói nhói. Quả nhiên có cấm chế. Triệu Bân trong lòng lẩm bẩm ngữ, cường thế khử diệt kiếm ý. Hắn chắc chắn, U Linh người điều khiển cũng biết nơi đây có thiên linh châu, sở dĩ không có lấy đi, nên không có bản sự lấy đi, bởi vì tế đàn bốn phía, hiện đầy kinh khủng trận văn, sợ là có bị miểu sát khả năng. Vật kia lại tới, Vân Thương Tử truyền âm nói. Triệu Bân thần thức rong chơi, cũng có thể cảm giác được, là đạo hắc ảnh kia, như một cái u linh du tẩu ở tứ phương, không biết là cái gì, chỉ biết rất quỷ quyệt, không có hoạt khí người, cũng không tiên lực ba động. Tiền bối, sao không hiện thân gặp mặt, Triệu Bân chắp tay nói. Nhanh chóng rời đi, âm thầm có hồi âm, nhàn nhạt lời nói băng lãnh cô quạnh. Triệu Bân nghe toàn thân dùng mình, bởi vì giải rác bốn chữ, mang theo khặc khặc âm hiểm cười. Không đợi hắn lại nói. Thì thấy trong cơ thể hắn vọt ra khỏi mấy đạo quang, là cái kia mấy khỏa thiên linh châu, còn không thèm chú ý vĩnh hằng giới che chắn, chính mình chạy ra ngoài, chớ nói Triệu công tử, liền Vân Thương Tử đều sững sờ. Mấy khỏa thiên linh châu hình như có linh tính, vòng quanh tế đàn vừa đi vừa về bay tán loạn. Mà treo ở trên tế đàn thiên linh châu, bây giờ cũng là cực kỳ sao động. Bọn chúng là đồng loại, cũng giống nhiều năm không gặp thân nhân. Làm gì, tế đàn có phong cấm chi pháp. Bị phong ở trên đó thiên linh châu, muốn đi lại là đi không được, chỉnh bên ngoài mấy khỏa thiên linh châu, đặt cái kia lo lắng xuông, bởi vì bọn chúng cũng đều vào không được. Lưu lại thiên linh châu, nhanh chóng rời đi. Bóng đen lại một lần nói chuyện, ngữ khí cũng như vừa mới như vậy băng lãnh cô quạnh. Triệu Bân liền tự giác, phất tay áo thu hồi mấy khỏa thiên linh châu, đây chính là hắn, sao có thể lưu lại đâu. Nghĩ như vậy chết, vậy cũng không cần đi. Bóng đen hừ lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, thì thấy một đạo kiếm khí tự hắc âm thầm chém ra, tốc như kinh lôi. Thái hư cảnh, Triệu Bân hai mắt híp lại, có thể từ này một kiếm chi uy bên trong, ước chừng đoán chừng đối phương tu vi, cho dù không phải người sống, nhưng cái này chiến lực, tuyệt không yếu thái hư cảnh, khó trách dám phóng cuồng ngôn. Ông, hắn huy động Long Uyên, một kiếm bổ tới. Kiếm khí cùng Long Uyên chạm vào nhau, cọ sát ra sáng như tuyết ánh lửa. Triệu Bân kêu đau một tiếng. Bị hắn chấn một bước lui lại. Chanh! Đạo thứ hai kiếm khí tùy theo mà đến, so đạo thứ nhất càng bén nhọn. Cái kia có vẻ như không phải kiếm khí, mà là đạo tắc cùng một loại lực lượng quỷ dị kết hợp thể. Chỉ có điều, nó là lấy kiếm khí hình thái lộ ra. Siêu! Triệu Bân một bước Nazi, tránh khỏi đạo tắc kiếm khí. Cùng một trong nháy mắt, hắn phật tay một đạo Chu Tiên Quyết bổ ra ngoài. Đáng tiếc, Chu Tiên Quyết không mệnh chung. Chỉ vì đối phương tốc độ quá nhanh. Diệt. Bóng đen tay nhặt một đạo thiểm điện, thẳng đến Triệu Bân nguyên thần chém tới. Vẫn là đạo tắc bí pháp, sấm sét hình thái, không nhìn nhục thân phòng ngự. Triệu Bân thiên ngự bị xé mở một đạo liệt ngân, chịu sấm sét nhất kích, cảm giác cái kia sảng khoái a. Lăn ra đến. Triệu Bân nhất kiếm cắm vào trên mặt đất, làm thiên lôi trận. Đây là quần công đại pháp, phương viên mấy ngàn trượng trong nháy mắt lôi quang bay múa. Có thể ngửi bóng đen kêu đau một tiếng than nhẹ, tại chỗ bị thiên lôi trận bước ra. Đến nước này, Triệu Bân mới nhìn rõ đối phương hình thái, vẫn thật là không phải cá nhân, không có huyết không có thịt, càng giống là một đạo hồn phách,
khi thì bình thường khi thì vặn vẹo, quanh thân có từng sợi huyết sắc khí quấn quanh lấy. Phải, lại là một đạo tà niệm, Vân Thương Tử chậm chậm nói. Không là bình thường tà niệm, Triệu công tử hai mắt cực điểm híp lại. Từ bóng đen này trên thân, hắn cảm nhận được so u linh người điều khiển sức mạnh càng khủng bố hơn. Cũng chính là nói, bóng đen tà niệm khi còn sống tu vi, cao hơn u linh người điều khiển khi còn sống cảnh giới. Nếu bóng đen tà niệm cũng có nhục thân, tất nhiên càng kinh khủng. Chân kỳ quái, hắc động từ đâu tới nhiều như vậy tà niệm. Còn có, hắn lúc trước cùng u linh người điều khiển trận đại chiến kia, bóng đen tà niệm có phải hay không biết, chỉ có điều chưa từng hiện thân thôi, vẫn là nói, bóng đen tà niệm bị vây ở nơi đây không xuất được. Ông! Hắn suy tư trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều oanh run lên. Sau đó, thì thấy một tòa màu đen bảo tháp từ thiên áp xuống tới. Chính là bóng đen tà niệm bí pháp, diễn xuất bảo tháp muốn đem hắn chân áp. Phá! Triệu Bân lấy hồn ngự kiếm, nghịch thiên chém đi lên. Bảo tháp mặc dù bị tạc rách ra, nhưng lại trong nháy mắt tái tạo, lại thân tháp còn nhiều thêm một luồng sức mạnh thần bí, ra chỉ bảo tháp trọng lượng, đúng như một tòa 8.000 trượng cự nhạc, uy áp toàn bộ thiên địa. Triệu Bân vội vàng không kịp chuẩn bị đè một hồi lảo đảo. Hắn muốn bỏ chạy, làm gì bảo tháp đã phía dưới, đem hắn nắp vào trong đó. Phong! Bóng đen tà niệm nhàn nhạt một chữ. Theo hắn dứt lời, bảo tháp quanh thân đạo tắc xen lẫn, thành từng đạo lạc ấn, khắc sâu tại bảo tháp bên trong, tiếp đó chính là xích sắt hoa lạc âm thanh, từ lòng đất bay tán loạn, đem bảo tháp kia khóa trên mặt đất. Mở! Triệu Bân khí huyết quay cuồng, một quyền đánh ra. Bao âm thanh rất càng mơ hồ, một quyền này của hắn như đánh vào thép tấm bên trên, không những không thể phá vỡ phong ấn, nắm đấm còn ầm vang nổ tung, đáng sợ phong cấm chi lực, liền hắn khí huyết đều phong diệt mảng lớn. Bóng đen tà niệm đến đây, treo ở bảo tháp một phương. Tại Triệu Bân mong nhìn xem, hắn cuối cùng là tố ra một cái hình người. Nhưng hình dạng, lại nhìn Triệu Bân ánh mắt kỳ quái, bởi vì rất quen mặt, nhìn nhiều như vậy vài lần, tay còn không hiểu ngứa. Là ai đây, ma tử? Đúng, chính là ma gia thánh tử. Người này tố ra ngũ quan hình dáng, cùng phàm trần ma tử giống nhau như đúc. Gì tình huống, Triệu Bân trong lòng thầm nhủ. Giao ra Thiên Linh Châu, bóng đen tà niệm duỗi tay. Cái này, là ta, Triệu công tử đương nhiên sẽ không cho. Như thế, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bóng đen tà niệm một tay bấm niệm pháp quyết, toàn bộ bảo tháp đều giấy lên liệt diễm. Triệu Bân mãnh liệt lăn lộn khí huyết, có bị đốt diệt mảng lớn, sợ là muốn đem hắn hỏa táng thành cho. Tiền bối cùng ta một cái bạn cũ, sinh giống nhau, Triệu Bân nói. Hắn là ổn ép một cái, cho dù bị phong tại trong bảo tháp. Cho dù bị liệt diễm thiêu đốt, vẫn như cũ xử ngay ngắn, nghĩ bằng một tòa bảo tháp liền nghĩ chấn áp hắn, còn kém chút mới nói đi, sở dĩ không đi ra, là nghĩ bộ một chút bí mật đi ra, thí dụ như lai lịch người này, thí dụ như người này cùng ma tử quan hệ. Bóng đen tà niệm không nghe hắn nói linh tinh, trực tiếp đại hình phục dịch. Cái gọi là đại hình, chính là từng đạo lôi điện, tại bảo tháp bên trong tùy ý bay múa. Phía trước có quỷ dị liệt diễm, sau có bá đạo lôi đình. Một cái thiêu đốt một cái phách chảm, đem Triệu công tử thể phách, đánh chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, chớ nói bản thân Triệu, nhìn xem đều mẹ nó đau. Triệu Bân hít sâu một hơi, mạnh mở thần long bãi vĩ. Màu vàng cự long, tại trong hư ảo bảo tháp tùy ý sôi trào. Bóng đen tà niệm đầy mắt khinh miệt, bí pháp này có thể phá không được hắn phong cấm. Không có chuyện gì, ta còn có. Triệu công tử cử động, rất tốt chiêu kỳ lời nói này. Thần long bãi vĩ sau đó, chính là một đạo loại cực lớn hộ thể thiên cương. Bảo tháp tặc cứng chắc, vẫn như cũ chưa phá nứt. Triệu công tử có chút mặt không nén giận được, tại chỗ mở tuyệt cảnh phía trên hắn còn mở thiên sát, chiến lực cực điểm ra chỉ hắn, ầm vang chống ra vĩnh hằng tiên vực, vĩnh hằng dị tượng diễn hóa. Cái đồ chơi này dễ dùng, thật cho bảo tháp no bạo. Bóng đen tà niệm trở tay không kịp, bị chấn tung bay ra ngoài. Oanh! Triệu Bân bước ra một bước, một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm bẻ gãy nghiền nát. Hắn ngược lại không ngốc, biết dùng nguyên thần công phạt, ai bảo đối phương là một đạo tà niệm đâu. Có nhục thân như u linh người điều khiển, đều sợ nguyên thần kiếm, vị này không có huyết không có thịt không có căn cơ, nhất định càng dễ sử dụng hơn. Kết cục, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bóng đen tà niệm càng là không tránh không né, chỉ quanh thân huyết quang nở rộ. Xong việc, chém về phía hắn nguyên thần kiếm. Càng là đổi đầu mâu,
bổ về phía Triệu Bân. Đúng lúc gặp Triệu công tử giết đến, Triệu cái kia ngay ngắn, bị chính mình nguyên thần kiếm, đánh cho hai mắt nổi đom đóm. Bóng đen tà niệm như quỷ mị, trong nháy mắt buông xuống. Hắn một ngón tay quanh quẩn u mang, là thẳng đến Triệu Bân mi tâm tới. Triệu Bân phản ứng không chậm, một chữ hét to, lôi thần giận cùng nguyên thần thành cộng minh. Bá đạo như vậy sóng âm, rung động bóng đen tà niệm hồn thể, cũng chậm trễ hắn công phạt. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Triệu Bân bước lên trời, lật tay chính là một cái bá đao phách thiên trảm. Một đòn này, miễn cưỡng đủ nhìn. Bóng đen tà niệm nhìn cũng không nhìn, một đạo kiếm khí nghịch thiên chém về phía. Triệu Bân trăm trượng kim sắc kiếm mang, lại bị kiếm khí chém cái băng diệt. Đại La Thiên Tay. Triệu Bân chiến lực toàn bộ triển khai, ngũ chỉ đại ấn rộng rãi bàng bạc. Đáng tiếc, vẫn như cũ không ra thế nào đủ nhìn, bị bóng đen tà niệm nhất chỉ xuyên thủng. Vĩnh Hằng một mạch, quả là gia nhân tài. Bóng đen tà niệm nhạt đạo, sau đó vung cánh tay lên một cái. Đây là một cái đại thần thông, toàn bộ thiên địa đều phủ một tầng tấm màn đen, chỉ một ngôi sao treo ở Thương Miểu, đừng nhìn chỉ là một ngôi sao, lại tiềm ẩn lực lượng hủy diệt, nhìn Triệu Bân tâm linh cự chiến. Vẫn thương, tinh diệt. Nhưng ngửi bóng đen tà niệm ung dung một lời, tinh thần quang mang đại thịnh. Phía sau một đạo tinh quang, tựa như một đạo kiếm quang, xẹt qua mở tối thiên. Ta đột. Triệu Bân một cái nghịch thiên đổi chỗ, cùng bóng đen tà niệm đổi vị trí. Phốc. Huyết quang tùy theo chợt hiện. Nhưng, chịu gọt cũng không phải là bóng đen tà niệm, mà là Triệu công tử. Bị mệnh chung phía trước một cái chớp mắt, bóng đen tà niệm lại đổi càn khôn, đem vị trí đổi trở về. Vừa đi vừa về đổi một lần, Triệu công tử thảm rồi, suýt nữa bị tinh huy kiếm quang sinh bổ. Coi chừng, Vân Thương tử hét lên một tiếng. Triệu Bân thấy được, đạo thứ hai tinh quang đã từ hư vô chợt hiện, so đạo thứ nhất càng kinh khủng. Ta đột. Vẫn là câu nói này, hắn trong nháy mắt không còn hình bóng. Chỉ có điều, lần này dùng chính là tiên nhãn thuấn thân. Phốc. Vẫn là một đạo huyết quang, kim quang lóng lánh. Không tệ, chịu gọt vẫn là cái kia họ Triệu công tử. Là hắn đánh giá thấp Vẫn Thương tinh diệt, còn không thèm chú ý thuấn thân chi pháp, có thể cực điểm khóa chặt. Lần thứ nhất không có bị sinh bổ, lần này, thật bị đánh trở thành hai nửa. Thật mạnh a. Triệu công tử một bước bay trên trời bỏ chạy, cưỡng ép tái tạo thể phách. Vân Thương tử thì tàn hồn cự chiến, vừa mới một đạo Vẫn Thương tinh diệt, hắn chịu tác động đến, suýt nữa bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nhìn hư vô viên kia rực rỡ tinh thần, lần thứ ba nở rộ tia sáng. Triệu Bân phất tay áo, đem Vân Thương tử thu vào Vĩnh Hằng giới. Diệt. Bóng đen tà niệm một chữ âm vang, tinh huy kiếm quang từ Nam chí Bắc cửu tiêu. Thật coi ta sợ ngươi. Triệu Bân ánh mắt như đuốc, lấy vạn kiếm quy nhất chi pháp, nghịch thiên mà lên, chính diện ngạnh cương tinh huy kiếm quang. Chanh, ông. Hai đạo kiếm ngân vang âm thanh đâm thủng trời cao, lực sát thương tất cả bẻ gãy nghiền nát. Kiếm cùng tinh quang chạm vào nhau, cọ sát ra một mảnh hỏa hoa, càng có kiếm khí đầy trời bay múa. Triệu Bân trong tay Long Uyên bị đánh bay, từ trên trời giáng xuống tinh huy kiếm quang, thì tại cùng một trong nháy mắt băng diệt, kiếm ý dư ba, hướng thiên trảm đi lên. Đem treo ở Thương Miểu tinh thần, bổ cái nát bấy. Ngô! Tinh thần bị phá hủy, bóng đen tà niệm gặp phản phệ. Lần thứ nhất, hắn trong mắt lộ dị sắc, cái này gà mờ Vĩnh Hằng tiên thể, quả nhiên có chút vốn liếng. Tiếp chiêu! Triệu Bân chống ra Vĩnh Hằng tiên vực, dị tượng diễn đầy hư vô. Hắn đứng ở trong đó, tựa như một tôn quân vương, bế nghĩa tứ hải bát hoang. Oanh! Vĩnh Hằng tiên vực khí thế rộng rãi. Trầm trọng như núi lớn, nghiền minh mông sụp đổ.